lỗ về anh lúc này trong lòng mới hơi bình tĩnh hơn một chút theo kiến giải của hắn đối phương thuộc về nhóm tà hồn lệ phách nên cái này tấm hạo dương xa này đủ để ngăn cản bất cứ yêu quỷ gì chứ không riêng gì âm độc công kích nam lũng hầu đang khẽ đung đưa thân thể cũng không có lập tức công kích lão giả họ lỗ mà vươn đôi thủ trưởng đặt ở trước mắt xem một chút rồi lại tỉ mỉ đánh giá thân hình một lần đột nhiên hắn ngửa đầu cười rộ lên lạc lạc nhiều năm như vậy bổn tôn rốt cục đã đi ra lúc này đây Xem ai còn có thể ngăn cản thánh tổ phủ xuống. Một giới này xem ra nhất định là phải thuộc về thánh giới chúng ta. Thánh tổ, thánh giới lão giả họ Lỗ vừa nghe thấy mấy ngôn từ xa lạ đó thì mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng càng thêm phát lạnh. Sau khi xoay chuyển ánh mắt, lão giả bất động thanh sắc nghiêng liếc nhìn lối vào đại sảnh một chút, lại nhớ tới pháp trận dưới đáy thủy đàm đồng thời có ý muốn chạy. Đột nhiên hắn không chút dấu hiệu trên người bạch quang đại phóng, người một chút hóa thành một đạo bạch hồng hướng lối vào bắn nhanh đi khoảng cách ngắn như thế mà thi triển độn thuật thì tự nhiên là thoáng cái đến ngay. Mắt thấy có thể một hơi bay vào trong thông đạo, lão giả trong lòng đang mừng thầm thì đột nhiên có một bóng người thoáng một cái đã hiện ra trước mắt rồi có vật gì chợt lóe và một tiếng nổ đột nhiên bộc phát ra. Lão giả chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ nguyên dương xa hộ thân truyền đến, tiếp theo thân hình trong bay độn bị luồng đại lực này ngăn cản không có cách nào chống lại bị hát bay ngược trở về. Cả người giống như là cái túi, bị hung hăng quăng lên thạch bích đối diện rồi cắm sâu vào trong thạch bích vài thước có thừa. Mặc dù có hộ thể linh quang bảo vệ nhưng lão giả họ lỗ vẫn cảm giác được phía sau lưng chấn động mà trở nên tê tê mất cảm giác, phảng phất cả thân thể cũng nhất thời mất đi không chế. Mà lúc này hắn mới nhìn rõ ràng nam lũng hầu không biết khi nào đã đứng tại lối ra vào, chậm rãi đem nắm tay đen thui chậm rãi thu hồi cười lạnh nhìn lão giả họ lỗ. Lão giả sắc mặt trở nên tái nhợt không có chút huyết. chương 830, thôn anh, không tồi, không tồi chút nào mặc dù thân thể ma hóa này so với bản thể của ta còn kém nhưng có thể tiếp được một kích của ta mà không chết xem ra ngươi cũng không phải là tu sĩ cấp thấp bổn tôn trước hết bắt ngươi đem huyết tế một phen đã nam lũng hầu âm u nói chỉ thấy nét mặt hắn hắc khí lại đậm hơn ba phần hai con ngươi màu ngân bạch kỳ băng hàn cực độ như mắt người chết nhìn chầm chằm vào lão giả trong lòng lão giả phát run lên sau khi nói xong nam lũng hầu thân hình khẽ động hóa thành ảo ảnh tàn ngân đánh về phía lão giả không muốn nói thêm chút nào. Lão giả họ lỗ bị hù dọa đến hồn phi phách tán muốn từ thạch bích chạy ra nhưng cản bản không kịp. Đối phương thật sự quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt, nhanh như quỷ mị. Quỷ thủ với hắc khí quấn xung quanh đã hướng về phía đầu lão giả chụp xuống. Lão giả cực kỳ khẩn trương, không thể làm gì khác hơn là trong lòng quyết đoán khiến toàn thân bạch quang chấp động, đem tất cả pháp lực quán chú vào tấm lụa mỏng màu hỏa hồng. Nhất thời ánh hỏa hồng bùng lên, chợt tăng vọt cao đến nửa thước. Ánh mắt nam lũng hầu vẫn không chút biểu tình, quỷ chảo vẫn điên cuồng chụp xuống. Xoạt, có âm thanh quái dị truyền đến, quang mạc phát ra ánh sáng chói mắt. Dưới sự kinh hải đề phòng của lão già, quỷ chảo sau khi xâm nhập vào quang mạc được một thước thì rốt cuộc dừng lại. Lão già thấy vậy thì thở vào một hơi huyết sắc trên mặt hơi hồi phục một chút rồi linh quang trên người lại lóe lên định khu sử hộ thể linh quang để phá cấm chế rắn như sắt trong thạch bích mà ra nam lũng hầu khóe miệng khẽ nhếch lên đầy châm chọc đột nhiên một tiếng nổ truyền đến nam lũng hầu vung cánh tay kia lên đánh vào trên hồng sắc quang mạc linh quang hộ thể lão giả vừa mới xuất ra thì lập tức bị chấn động rồi bỗng chốc bị tiêu tán đi hơn phân nửa lão giả đang ngần ngơ không rõ đối phương có dụng ý gì thì cánh tay nam lũng hầu đang nằm trong quang mạc đột nhiên kéo lại rồi nhanh như tia chấp hóa thành quyền nện xuống quang mạc lại bị chấn động hộ thể linh quang còn lại trên người lão giả cũng bị một kích này đánh tan sạch sẽ đồng thời thân hình trầm xuống lần nữa bị lún vào thạch bích hơn một thốn không tốt, lão già họ lỗ vừa thấy vậy thì rốt cục nhớ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng vung cây pháp kỳ màu trắng trong tay lên muốn đem bảo vật này tế ra. Nhưng hai nắm tay nam lũng hầu liên tiếp phung lên, không chút hoang mang một quyền tiếp một quyền nện xuống. Cản bản không để cho lão già có cơ hội tế ra pháp kỳ. Mỗi một quyền đều đem một nửa linh khí lão già mới rót vào trong pháp kỳ kích tản ra, hơn nữa càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng lớn. Thanh âm ầm ầm nhất thời nổi lên liên miên không dứt lão già hoảng sợ muốn thi triển bí thuật khác nhưng đồng dạng pháp lực vừa ngưng tụ được một nửa đã bị đánh tản ra. Cản bản không có cách nào tụ tập nổi pháp lực, theo đó, lỗ vệ anh với một thân pháp lực cùng thần thông to lớn mà dĩ nhiên bị vây sống trong thạch bích không có cách nào thi triển ra, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hồng sắc quang mạc trước người dần từ trở nên nhạt nhòa đi, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Lão già họ lỗ sắc mà tái xanh đi vì sợ, sau khi nhìn vào hai con ngươi màu bạc lạnh như băng của nam lũng hầu thì lại càng giật mình trong lòng, ớn lạnh vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, nếu cứ như thế này thì đến cuối cùng khẳng định là bảo vật của hắn sẽ vỡ tan. Cả thân hình sẽ bị đập thành thịt nát, nghĩ tới đây, lão giả cắn răng đột nhiên hét lớn một tiếng. Trên đỉnh đầu lóe lên bạch sắc hà quang chấp động, một thân hình nhỏ bé có khuôn mặt giống hệt lão giả nổi lên chính là Nguyên Anh đột nhiên xuất hiện phía trên thiên linh cái. Nguyên Anh này sắc mặt kinh hoàng, hai tay ôm chặt lấy một thanh lam sắc tiểu kiếm. Cơ hồ cùng lúc đó cổ bảo hạo dương xa đang biến thành quang mạc vỡ tan. Một tia do dự cuối cùng của Nguyên Anh cũng biến mất, sau một khắc đã trực tiếp hiện ra tại lối vào. Sau đó ngựa kiếm chạy trối chết vào trong thông đạo, nhưng ngay lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, nam lũng hầu vốn vẫn đang đứng quay lưng về phía lối vào tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Nhưng trường bào sau lưng lại trong phút chốc bạo liệt, trên sống lưng chợt hiện ra mặt quỷ giống bộ mặt quỷ trên huyết chú chi môn như đúc. Hai mắt đang đóng chặt, mặt quỷ này đột nhiên mở hai mắt lộ ra con người màu ngân bạch, Đồng thời mở miệng phun ra một cái bóng tử sắc chấp động. Lúc này Nguyên Anh lão giả mới vừa xuất khiếu đang ngự phi kiếm, muốn cùng bổn mạng pháp bảo này hợp nhất liều mạng bỏ chạy thì trong tai lại phảng phất như nghe được phong thanh gì đó, tiếp theo nó cảm thấy trong đầu nóng lên, phía trên trán có vật gì đó nhảy lên rồi bành trướng lớn ra. Nguyên Anh ngơ ngác mà nhìn, một lát sau nó kêu lên the thé rồi trong nháy mắt khí lực toàn thân mất đi từ không trung rơi xuống, nằm im trên mặt đất không nhúc nhích. Lúc này nếu bên cạnh còn có tu sĩ khác có thể chứng kiến thì sẽ thấy một cái gì đó màu tím, to cỡ ngón tay từ cái mồm trên mặt quỷ nọ vươn dài đến đầu Nguyên Anh rồi bắt đầu từ trên trán xuyên thủng qua sau đến hơn một thược. Thoạt nhìn đầu lưỡi mặt quỷ này dường như thật dài, thật sự cực kỳ quỷ dị. Mặt quỷ này thấy Nguyên Anh rơi xuống đất thì nở một nụ cười dữ tợn, cái lưỡi dài thu lại cuốn theo Nguyên Anh của lão giả vào trong miệng, sau khi nhấm nháp vài cái thì trực tiếp nuốt xuống. Sau đó mặt quỷ mới lộ ra vẻ hài lòng chậm rãi nhắm hai mắt lại lúc này nam lũng hầu rốt cục xoay người lại mặt không chút thay đổi nhìn thanh lam sắc tiểu kiếm mất đi chủ nhân trên mặt hắn hiện lên sự tàn khốc hắn trở tay dùng một chảo đem trái tim lão giả móc ra sau đó nhẹ nhàng bóp một cái trái tim hóa thành một làn mưa máu đầy trời sinh cơ của cơ thể này lập tức bị đứt đoạn sau khi làm xong hết thảy mọi việc nam lũng hầu mới đưa ánh mắt không chút biểu tình liếc nhìn nơi này một cái theo sau hóa thành một đoàn hắc khí bay vào trong thông đạo một lát sau hắn hiện ra dưới đáy thủy đàm ngẩng đầu nhìn mấy pháp trận không có người nào chủ trì một chút, nét mặt hiện ra một tia cười nhạt, trực tiếp phi độn lên trên trên thủy đàm rồi bay đi. Sau một chén trà nhỏ công phu, thân hình nam lũng hầu đã đến trên một tòa núi đá, phiêu phù phía trên ngọn núi này khoảng trăm trượng, đảo mắt nhìn mọi nơi. Bay cao như thế là tự nhiên kích động đến cấm chế trong trụy ma cốc. Vô số tia chớp đỏ như máu từ không trung không ngừng hạ xuống, tất cả đều đánh lên người này. Nhưng những tia chớp này còn chưa kịp đến gần nam lũng hầu, chỉ còn cách người một trượng thì tất cả đều bỗng nhiên bị trạch đi, đánh trách sang một bên khiến cho hắn tuy bị vô số tia chớp đánh xuống nhưng vẫn bình yên vô sự vững như Thái Sơn. Nam Lũng Hầu sau khi xem hoàn cảnh chung quanh một chút hơn nửa ngày thì rốt cục phân biệt ra phương hướng. Hắn nhất thời nhìn về một hướng, hai mắt híp lại, quang mang màu bạc trong mắt chợt lóe ra không ngừng. Đột nhiên thân hình hắn hóa thành một đạo hắc khí, phá không bay đi. Không lâu sau bóng dáng hắn đã biến mất tại chân trời. Lúc này trên một khu đất bằng, Đám người Quỷ Linh môn môn chủ và Ngụy Vô Nhai đang ở bên cạnh tế đàn, ngẩng đầu nhìn cái cầu thang cơ hồ rộng minh mông bát ngát vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Nguyên bổn là đã có thể sớm đến đây nhưng do khi đang đi tới cách tế đàn hơn 10 dặm thì xuất hiện một cái cấm chế phạm vi lớn. Phải phá được cái cấm chế này thì mới có thể tiếp tục đi tới. Kết quả là bị chậm trễ hơn so với dự định, nên phải mất hơn nửa ngày sau bọn họ mới tới được tế đàn lúc này đến gần bọn họ mới thấy rõ tế đàn này mặc dù thoạt nhìn thật hùng vĩ nhưng không biết đã được kiến tạo từ bao giờ chẳng những cầu thang đầy các loại cỏ dại mà các nơi đã bắt đầu bị phong hóa đi thôi chỉ cần lên đỉnh tế đàn là chúng ta là có thể tìm được tung tích của linh miểu viên từ đó có thể nghĩ biện pháp tiến vào theo tàn hồn kia nói thì chỗ vào linh miểu viên có thể ở chỗ này quỷ linh môn môn chủ cẩn thận đánh giá hơn nửa ngày rốt cục mở miệng thúc giục sau đó hắn sải bước lên trước xuất lĩnh bước lên trên tế đàn. Nhưng lập tức quỷ linh môn môn chủ lại không nhịn được lớn tiếng mắng một câu làm cho những người khác không khỏi ngẩn ra. Mọi người cẩn thận một chút, trên cầu thang này lại có cấm chế khác. Xem ra muốn lên đến đỉnh tế đàn cũng không phải là chuyện dễ dàng nhìn cái cầu thang cơ hồ không thấy giới hạn đồng thời bốn phía xuất hiện linh quang màu vàng, quỷ linh môn môn chủ nghiến răng nghiến lợi oán hận nói. ngụy vô nhai nghe được vậy không khỏi nhíu mày. Mặc dù hắn không quan tâm đến mấy cái cấm chế này nhưng cứ như vậy thì thời gian bọn họ đi lên tới đỉnh tế đàn không thể không bị kéo dài. Điều này làm cho Ngụy Vô Nhai cảm thấy bất đắc dĩ. Kỳ thật không riêng gì Ngụy Vô Nhai mà những người khác sắc mặt cũng đều trở nên khó coi. Sau khi biết sự tồn tại của Linh Miểu Viên, những người này đã sớm đem tâm tư đặt trên chỗ đó nên đối với việc gần đây liên tiếp xuất hiện các loại cấm chế cảm thấy không thế kiên nhẫn. Đi thôi, Vương Thiên Cổ thở dài một hơi rồi cũng bước theo lên cầu thang hoàng quang phụ cận chợt lóe hắn cảm giác được thân hình trầm xuống hai vai như bị ngàn cân đè nặng lúc này những người còn lại bước lên cầu thang cũng gặp tình hình tương tự thân hình ngụy vô nhai vẫn di chuyển như không bộ dáng tựa hồ không thèm quan tâm tới việc này mà ba gã đệ tử kết đan của quỷ linh môn thì thân hình run rẩy vài cái sắc mặt trắng bệch đoàn người chậm rãi đi lên đỉnh tế đàn đây là linh trúc quả hàn lập đang đứng ở ốc đảo bị cấm chế che giấu nhìn lục hồ trước người thì thảo nói Bên ngoài cấm chế nhìn chỉ thấy đất vàng kéo dài vô hạn, chính là sa mạc rộng lớn kéo dài hàng ngàn dặm. Không sai, tuyệt đối là quả này, vô luận ngoại hình hay là dấu hiệu đều rất ăn khớp. Tử Linh đứng ở một bên, cách Hàn Lập Tầm một trượng xa, trên mặt hưng phấn nói, đôi mắt tỏa sáng nhìn lục hồ phía trước không nháy mắt. Mà ở phía trước hai người tầm trăm trượng, giữa hồ nước có một mảnh đất nhỏ nhỏ ra khỏi mặt nước. Trên đó có một gốc cây linh thảo xanh mướt, linh thảo này cao vài thước. Phía trên có nhiều chiếc lá to cỡ ngón tay cái hình bầu dục, mà ở chỗ cao nhất thì có bốn quả vô cùng kỳ dị. Loại quả này toàn thân màu hỏa hồng, trên nhỏ dưới to, trên đỉnh lóe ra hồng quang yếu ớt giống như phần bốc cháy trên cây nến đỏ. Ngoài ra nó còn tản ra một cổ dược hương nồng đậm. Hàn Lập trong lòng cũng xác định vật ấy đúng là linh trúc quả nhưng vừa nghe Tử Linh nói như thế thì chỉ khẽ cười, ta cũng nên hái mấy quả này xuống thôi, tránh đêm dài lắm mộng. Tử Linh hít sâu một hơi, đồng ý với đề nghị của Hàn Lập chương 831, dị thú. Không nên quá cấp bách, Linh Thảo đã ở chỗ này bao nhiêu năm như vậy nên không thể không có thứ gì đó thủ hộ. Nếu không, bên ngoài cho dù có ảo trận che lấp thì Linh Quả cũng sớm bị cổ thú khác ăn mất rồi. Hàn Lập trong lòng cũng kích động nhưng bề ngoài thoạt nhìn lại bình tĩnh dị thường, lúc này không chút hoang mang trả lời. Ý Hàn Huynh là nơi đây còn có cổ thú bảo vệ. Tử Linh nghe Hàn Lập nói chuyện trụy ma có còn tồn tại yêu thú thượng cổ thì trong lòng cả kinh, nhất thời trong đầu thanh tĩnh lại vài phần. Không sai, ngươi xem trên đỉnh cây linh thảo nó có hai vết cắn, hẳn là có hai linh quả đã bị cổ thú thủ hộ ăn mất. Linh trúc quả mặc dù không khiến cho cảnh giới tăng lên nhưng đối với việc đột phá bình cảnh thì vẫn có một chút công hiệu nên cũng khó trách yêu thú nọ. Hàn Lập chậm rãi nói, sau đó quét mắt xung quanh một lần rồi hơi cúi đầu nhìn về phía mặt hồ không lớn trước mặt. Không hề nghi ngờ gì nữa, nếu có yêu thú gì đó ẩn núp thì khẳng định là ở bên trong hồ. Sau khi vừa tiến vào nội cốc, Hàn Lập đã đem mũ trùm đầu tháo xuống thi triển minh thanh linh nhãn trên đoạn đường sử dụng ngự phong xa. Hắn không đề phòng tử linh vì dù sao nữ nhân này đã đoán được hắn có bí pháp né tránh khe hở không gian nên chẳng cần che giấu nữa. Bởi vậy sau khi hắn dùng thần thức quét qua hồ nước mà vẫn chưa phát hiện được cái gì khác thường thì lam mang trong đồng tử hàn lập lóe lên. Mục quang trong nháy mắt đã nhìn thấu đáy hồ sâu hơn 10 triệu, lập tức thần sắc khẽ động. Sao vậy, hàn huynh có phát hiện cái gì ư? Tử linh vốn đang lưu ý đến thần sắc hàn lập, thấy vậy thì nhíu đôi mi thanh tú hỏi. Ngươi lui ra phía sau một chút, con cổ thú thủ hộ này hình như có chút khó chơi, sợ rằng phải thi triển một số thủ đoạn mới giết được. Thần sắc hàn lập trong nháy mắt hồi phục như thường, quay qua nhìn tử linh thản nhiên nói. Vì con cổ thú trong hồ kia có thể có biện pháp né tránh được thần thức của hắn nên hàn lập rất coi trọng nó. Vậy phải làm phiền hàn huynh thôi, tử linh biết mình tu vi thấp, nếu có ở lại bên cạnh hàn lập cũng chỉ làm hắn thêm loạn mà thôi nên thức thời đáp ứng sau đó nàng lập tức bay về phía sau ba bốn mươi trượng thì dừng lại, phiêu phù bất động trên không trung. Hàn lập vừa thấy tử linh tránh ra thì không trần chờ đưa tay vỗ vào túi chữ vật bên hông một cái. Ba cái túi linh thú liên tiếp bay lên, sau đó hai tay hàn lập bắt quyết, lập tức mấy vạn con vệ kim trùng ảo ạt xông ra, che kín cả bầu trời. Một lát sau đã biến khoảng không hơn 10 trượng thành vùng kim quang yêu dị trói mắt. a, à, tử linh đang đứng xa xa thấy vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, khẽ kêu lên một tiếng. Việc Hàn Lập hiểu khu trùng thuật thì nàng đã biết, thậm chí trước kia tại hư thiên điện khi hắn cùng lục đạo truyền nhân đánh với nhau một trận, nàng cũng đã tận mắt chứng kiến hai lần. Bất quá kim trùng hôm nay đã tiến hóa đến cảnh giới kim trùng thành thục, so với phệ kim trùng khi đó thì vô luận là kích thước hay màu sắc cũng hơn xa, không phải những con phi trùng trước kia có thể so sánh được. Ngoài việc số lượng tăng lên gấp bội thì ngoại hình đã trở nên dữ tận hơn, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Đám linh trùng mấy vạn con phát ra khí thế thật sự không phải tầm thường. Tử Linh trong tình huống không biết trước nên bị sợ hãi là điều đương nhiên. Nhưng Hàn Lập lại không có tâm tư để ý tới vẻ khiếp sợ của nàng. Sau khi bố trí xong hết về kim trùng thì hắn vung tay áo lên, xuất ra 36 khẩu thanh trúc phong vân kiếm, hóa thành hơn 10 đạo kim quang dài tầm một thước, bay đến phía dưới đám trùng vân. Hàn Lập liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết hướng lên không trung tất cả các đạo kiếm quang màu vàng sau khi run rẩy vài cái thì lập tức phân ra thành mấy trăm đạo kiếm quang giống nhau như đúc, đồng thời quang hoa đại phóng. Đi, hàn lập điểm về phía kiếm quang, trong miệng quát khẽ một tiếng. Hơn trăm đạo kiếm quang rung lên rồi từng cái biến mất một cách quỷ dị. Trong nháy mắt phía dưới trùng vân đã chống trơn, đại canh kiếm trận đã được hắn bố trí xung quanh, hàn lập nhếch miệng, trong lòng hắn lúc này mới thật sự an tâm. Sau khi cúi đầu xem mặt hồ một chút thì trên mặt lóe lên một tia âm độc hai tay hắn chập lại khiến kim quang đại phóng rồi tiếng sấm xé gió nổi lên, một đoàn kim sắc điện cầu to cỡ nắm tay xuất hiện, dưới thần sắc lạnh như băng của Hàn Lập, điện cầu dần dần lớn lên, phát ra hào quang chói mắt. Trong phút chốc, điện cầu bành trướng lên to cỡ đầu đứa trẻ. Hàn Lập hai tay đẩy ra, trong tiếng oanh minh, điện cầu phát ra tiếng xùi xùi rồi bắn tới, đánh lên mặt hồ cách hơn 10 trượng trước người. Chỉ thấy kim quang chợt cuồng hiện rồi một tiếng sấm thật lớn truyền ra, điện cầu nổ tung cả mặt hồ rộng trong nháy mắt bị một màn điện hồ bao trùm, phát ra âm thanh nổ tanh thách. Tử Linh ở phía sau trong lòng dùng mình, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng đồng thời chớp động đôi mắt đẹp. Kim hồ chưa kịp tán đi thì mặt hồ đã đột nhiên quay cuồng mãnh liệt. Một cột nước thật lớn cao vài trượng bỗng nhiên hiện ra trên mặt hồ, tiếp theo từ dưới đáy hồ truyền lên tiếng thú gầm trầm thấp. Một cỗ yêu khí hắc bạch lưỡng sắc tỏa ra, bên trong mơ hồ có bóng dáng một con cổ thú quỷ dị. Cổ thú này hình dáng vô cùng kỳ lạ, dài sáu 7 trượng phẳng phất trông như một đống thịt đen thui, phía trên có nhiều cái lỗ lớn nhỏ không đồng nhất, ở chính giữa có một cái đầu to lớn, đang hơi ngẩng lên. Ngoại trừ có một con mắt màu đen ra thì không có khí quan gì khác. Tối thiểu hàn lập cũng không có thấy mấy bộ phận như mắt, mũi chẳng hạn. Nói ngắn gọn, cổ thú này bộ dáng thật sự hung ác, cho dù hàn lập cũng nghĩ thầm thấy kinh hãi, chứ đừng nói đến tử linh đứng xa xa. Nàng vừa thấy yêu thú thì sắc mặt lại càng trắng bệch, cả người sởn tóc gáy. Về phần hắc bạch chi khí bao quanh cổ thú này thì Hàn Lập chưa bao giờ nghe qua, cũng chưa bao giờ thấy mô tả trong bất cứ loại điển tịch nào. Hắn không khỏi liếc nhìn Tử Linh một cái, sau khi thấy nàng cười khổ thì hắn biết nàng cũng không biết lai lịch yêu thú trước mặt. Đối mặt với loại thú không biết rõ là gì, Hàn Lập càng hết sức cẩn thận. Hắn sẽ không từ từ thăm dò để tránh nó có cơ hội thi triển ra thần thông lợi hại gì đó. Vì thế hắn lập tức nhấc tay, đánh ra một đạo pháp quyết vào đám trùng vân trên không trung. Đồng thời trong miệng phát ra thanh âm thật dài và rõ ràng. Nhất thời đàn phi trùng đang bay đầy trời phát ra thanh âm vù vù, nhanh chóng tụ lại, sau đó hóa thành một đóa kim vân thật lớn hạ xuống, đánh về phía cổ thú. Cổ thú kia sau khi nghe thấy tiếng kêu bén nhọn của phệ kim trùng thì tựa hồ cũng biết là không ổn. Thân thể nó lập tức lúc co lúc giãn rồi phun ra một loại chất lỏng màu xanh lục từ các lỗ trên người. Một mùi hôi thối buồn nôn tỏa ra bốn phía. Hàn Lập ban đầu nhíu mày nhưng sau đó lại giãn ra bởi vì phệ kim trùng tuy dính phải lục dịch kia nhưng dường như không bị tổn thương gì chúng vẫn tiếp tục bay xuống bao vây lấy cổ thú nhưng do đối phương có lưỡng đạo hắc bạch nhị khí hộ thể nên mặc dù bị phệ kim trùng bao phủ nhưng nhất thời chẳng hề hấn gì yêu thú mắt thấy chỉ trong nháy mắt mà vô số phi trùng đã cắn nuốt ào ào được một phần nhỏ hắc bạch nhị khí do nó khổ tu bao năm mới luyện thành thì trong lòng kinh hãi thân hình trầm xuống định trở lại hồ nước nhưng do đã có chuẩn bị trước nên hàn lập đột nhiên điểm về phía hồ nước đầu ngón tay vang lên tiếng xùy rồi một khối lam hỏa cầu to cỡ hạt đào xuất hiện. Theo sau hắn nhẹ nhàng búng tay, lam sắc hỏa cầu lập tức bắn nhanh ra. Sắc sắc âm thanh vang lên, hỏa cầu sau khi bạo liệt đã phát ra lam quang chói mắt. Lập tức một tầng hàn khí nhanh chóng tràn ngập toàn bộ hồ nước, nơi nào nó đi qua lập tức hóa thành băng. Ý tưởng trốn trở lại hồ nước của yêu thú bị thất bại, ngược đầu nó còn đập vào băng và bị văng ngược lại. Con thú này càng thêm sợ hãi, hắc bạch nhị khí trong dây lát sung lên, mang theo vô số kim trùng trên người bay đi theo hướng khác. Nhưng nó mới vừa bay tới một góc hồ thì bỗng nhiên kim quang chấp động, một đạo kim ti quỷ dị hiện ra, xoẹt qua thân cổ thú. Một khối thịt nhỏ màu đen cùng màu tươi rơi ra, lưỡng đạo hắc bạch khí của cổ thú trong nháy mắt đã bị chảm phá, tạo thành lỗ hồng. Do không có vòng bảo hộ ngăn trở, vô số kim trùng hùng dũng tiến vào, chỉ trong chốc lát đã bám lên đầy thân thể của nó. Yêu thú lập tức phát ra âm thanh thê lương the thế. Linh quang trên thân thể chợt lóe rồi một tầng lục hỏa yêu dị bùng cháy, thiêu đốt phệ kim trùng. Đáng tiếc rằng lục hỏa kia tuy được nó khổ tu đã nhiều năm và cũng là một loại thần thông lợi hại nhưng đối với đám phệ kim trùng thì chẳng ăn nhầm gì. Ngược lại còn kích thích hung tính, khiến cho vô số phi trùng không hẹn mà cùng cắn nuốt nhanh hơn, cả người cổ thú đau nhức. Nó lập tức trốn chạy theo hướng khác. Hàn Lập đứng ở bên bờ hồ, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn cổ thú bị trùng vân bao vây chạy tán loạn khắp nơi. Đáng tiếc nơi này đã bị hắn sớm bày đại canh kiếm trận nên mặc dù chưa chính thức kích thích kiếm trận để giết cổ thú nhưng cũng đủ làm cho nó vô luận bay độn đến nơi nào đều bị kiếm quang biến thành kim ti tấn công. Trong nháy mắt, thân thể con thú này đã biến mất hơn phân nửa, sau một lát tiếng kêu đã bắt đầu yếu ớt, rút cuộc rơi xuống mặt băng, không thể nhúc nhích được nữa. Thần thông chính thức của cổ thú vô danh này kỳ thật là liếm tức biến hình. Khi thi triển thần thống, nó có thể biến hóa ẩn nặc, cho dù tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không thể phát hiện được, còn thần thông chiến đấu thì cũng chỉ xoàng xoàng mà thôi đáng tiếc con thú này lại bị thanh minh linh nhãn của hàn lập phát hiện tiếp theo bị vệ kim trùng bám lấy rồi đại canh kiếm trận vây khốn nên căn bản không có cách nào bỏ chạy nó cứ như vậy mà hồ đồ chết một cách dễ dàng trong tay hàn lập một lát sau đám trùng vân màu vàng bay lên trên mặt băng nhất thời trống rỗng chỉ còn lại một viên viên châu hai màu trắng đen quái dị đó chính là yêu đan của cổ thú lúc này tử linh đã bay đến bên cạnh Mặt mang vẻ hâm mộ nhìn Hàn Lập nói: "Hàn huynh, thần thông của ngươi bây giờ thật sự sâu không dò được. Ngay cả việc diệt sát loại yêu thú thượng cổ kia cũng không cần tốn nhiều sức. Xem ra người ta đồn đại Hàn huynh là người lợi hại nhất dưới Tam đại tu sĩ cũng không phải khoa trương. Không phải thần thông Hàn mỗ cao thâm gì mà là do con cổ thú kia không quá lợi hại so với vài loại cổ thú lúc trước ta đã gặp." Hàn Lập lắc đầu, không cho là đúng, trả lời. Sau đó khoát tay, chộp vào hư không một cái. Vù! khối yêu đan nọ đã bị thu vào trong tay. Hàn lập cúi đầu nhìn xuống, thấy linh quang trắng đen lấp lóe trên mặt yêu đan. Do nó quá quái dị, Hàn lập là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nên không khỏi lộ ra vẻ hứng thú. chương 832, Đắc Quả có chuyện quan trọng trong người nên Hàn Lập tự nhiên sẽ không tiến hành nghiên cứu yêu đan của cổ thú ngay lúc này mà đảo tay một cái. Sau khi thanh quang lóe lên, nó đã biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Lập phất tay, ba cái túi linh thú rỗng bay ra hắn điểm chỉ về phía vệ kim trùng, trong miệng phát ra một thanh âm dài rõ ràng. Nhất thời đàn phi trùng kêu lên vù vù rồi hóa thành ba đạo kim vân bay vào trong ba cái túi linh thú rồi bị hàn lập nhất nhất thu hồi. Về phần đại canh kiếm trận, thần niệm hàn lập vừa động thì lập tức biến trở lại thành 36 thanh phi kiếm. Sau khi thu nhỏ lại thì tự động chui vào trong cổ tay áo hắn. Chúng ta đi hái linh quả thôi, động tác phải nhanh lên vì ta cũng không biết huyến trận bố trí lúc trước có thể mê hoặc được tu sĩ quỷ linh môn bao lâu. Hàn Lập nói xong, cả người hóa thành một đạo hào quang bay về phía hồ nước. Tử Linh thấy vậy vội vàng bay sát theo sau. Sau khi độn quang thu liếm, thân hình hai người Hàn Lập đã xuất hiện phía trên Linh Trúc quả tầm hơn một trường. Sau khi liếc mắt nhìn nó một cái, Hàn Lập cũng không có vội vàng hái ngay mà xoay đầu nhìn Tử Linh bên cạnh bình tĩnh nói. Người hái trước đi, nhất định phải cẩn thận một chút. Linh Trúc quả này vô cùng kỳ lạ, phải cất trong đồ vật bằng gỗ, nếu không chỉ cần vài ngày là mất hết dược tính đa tạ hàn huynh nhắc nhở ta sẽ cẩn thận tử linh miễn cưỡng chế trụ hưng phấn trong lòng sau khi nhìn hàn lập cười quyến rũ thì nhẹ nhàng tạ ơn nói sau đó nàng không do dự phất tay một cái hộp gỗ màu xanh biếc liền xuất hiện nàng nhẹ nhàng đưa bàn tay ngọc điểm xuống phía dưới nhất thời một đạo bạch quang chấp lõe một quả trên linh thảo rơi xuống do nàng đã chuẩn bị từ trước nên hộp gỗ lật lại một luồng ánh sáng màu trắng cuốn lấy linh quả vào trong sau đó tử linh giơ tay phất một cái nắp hộp tự động đóng lại sau khi làm xong hết mọi việc tử linh mới thở phào một hơi thu vào túi chữ vật tại sao tử linh cô nương lại chỉ lấy có một quả hàn lập nhìn thấy vậy thì nao nao hỏi mặt lộ một tia cổ quái đa tạ ý tốt của hàn huynh ta chỉ lấy một quả là đủ ta ngoại trừ việc thám thính một chút tin tức ra thì căn bản không ra sức gì toàn bộ đều dựa vào thần thông của hàn huynh mới có thể lấy được linh quả Tiểu nữ mặc dù cùng Hàn Huynh có chút giao tình nhưng cũng không mặt dày mày dạn phân chia công bằng. Số còn lại Hàn Huynh hãy thu lấy đi. Dù sao linh quả này ngoại trừ việc luyện chế tạo hóa đan ra thì việc phục dụng trực tiếp cũng có một chút hiệu quả khác, có thể tăng tu vi. Tử Linh thản nhiên cười nói. Nghe Tử Linh nói năng có tình có lý như thế, trong lòng Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Nói thật tuy vị mỹ nữ nổi tiếng loạn tinh hải trước mặt vô cùng kiều mị, động lòng người, là người đẹp nhất trong số những nữ tu sĩ hắn đã từng thấy nhưng tâm cơ nàng thật sự có chút thâm trầm. Sau sự tình diệu âm môn bị chiếm đoạt thì tính tình lại càng trở nên cố chấp. Điều này làm cho Hàn Lập có chút kính nhi viễn chi. Nhưng bây giờ nàng đã nói vậy, mặc kệ là thật tâm hay là cố ý tạo mối quan hệ tốt với hắn thì việc này cũng khiến cho ấn tượng của Hàn Lập đối với mỹ nhân này cải thiện không ít. Dù sao đối mặt loại thiên địa linh quả quý giá như thế mà nàng còn có chế trụ được lòng tham thì đó thực sự là một chuyện không hề dễ dàng nếu tử linh cô nương đã có lời vậy hàn mỗ cũng không khách khí nữa hàn lập gật đầu đưa tay vỗ vào túi chữ vật đeo bên hông bạch quang lóe lên một cái hộp gỗ xuất hiện còn tay kia nhẹ nhàng phất về phía linh trúc quả một mảnh thanh quang chụp xuống ba quả còn lại của linh thảo dung lên rồi tự động tách ra rơi xuống và lập tức bị thanh quang bao bọc lấy dưới sự điều khiển của hàn lập tất cả linh trúc quả đã bị thu vào trong hộp gỗ đi thôi chỗ này không thể ở lâu vì không biết lúc nào quỷ linh môn sẽ đuổi đến đây ta mặc dù không sợ bọn họ nhưng cũng không muốn đánh nhau sống chết dù sao chuyện luyện đan cũng quan trọng hơn hàn lập cất hộp gỗ rồi mở miệng nói hàn huynh nói phải linh quả không thể để lâu quá nhưng chúng ta cũng không thể phản hồi theo đường cũ nếu không sẽ dễ chạm trán với tu sĩ quỷ linh môn không bằng tùy tiện tìm một phương hướng bay ra xa cách mấy ngàn dặm rồi tìm một chỗ bí mật luyện đan về phần đi chỗ nào thì tự nhiên do hàn huynh quyết định tử linh chấp chấp đôi mắt đẹp khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói đi về phía hàn lập nhướn mày nhìn xung quanh đột nhiên hắn như nhớ tới cái gì tay vỗ vào túi chữ vật lấy ra một đồ vật gì đó chẳng giống lụa cũng chẳng giống vải đó chính là tấm bản đồ trụy ma cốc tìm được trong thanh tàm bào hắn nhìn kỹ bản đồ này và xem xét cảnh vật xung quanh và vị trí của mình sau đó trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn sa mạc nơi hắn đứng dường như cách tiêu ký trên bản đồ không quá xa. Chỉ cần ra khỏi sa mạc rồi phi hành thêm hai ngày nữa là có thể đến nơi. Nhìn ký hiệu thô to trên bản đồ, sắc mặt Hàn Lập trở nên trầm ngâm. Tử Linh thấy hắn không có trả lời ngay mà ngược lại còn thò tay vào túi lấy ra một đồ vật gì đó thì không khỏi có chút kỳ quái. Nhưng nàng cũng là một người vô cùng thông minh, không thúc giục Hàn Lập mà lẳng lặng đứng một bên chờ đợi. Theo ta đi thôi, trước tiên hãy đem luyện chế đan dược đã. Hàn Lập trong lòng đã định, thu lại bản đồ rồi lạnh nhạt nói. Bất quá hắn sau khi nhìn cây linh thảo trước mặt một chút thì đột nhiên nhớn mày, vung cánh tay chạm vào hư không, thanh quang hiện lên, một nhánh cây nhỏ rơi xuống. Nhưng nhánh cây này vừa tiếp xúc với mặt đất thì đã trở nên vàng khô, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Hàn lập nhìn thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Xem ra điển tịch ghi lại không sai, loại linh trúc quả này khác loại cây khác, đây là một trong số ít vài loại linh mục căn bản không có cách nào di chuyển được. Một khi bị di động khỏi vị trí ban đầu thì Linh Mục lập tức sẽ héo rũ, căn bản không có cách nào nhân giống. Hàn Lập không hề trần chờ nữa, tế xuất ra ngự phong xa rồi bay lên đó. Tử Linh thấy thế, không nói gì, cũng bay lên pháp bảo kia. Bạch quang chợt lóe, ngự phong xa hóa thành một đoàn quang cầu phá không bắn đi, trong nháy mắt đã hóa thành một điểm sáng nhỏ màu trắng phía chân trời. Hàn Lập quyết định trước tiên tìm một chỗ trên đường đi để luyện chế tạo hóa đan rồi nhanh chóng phục dụng chờ sau khi thuận lợi thể nghiệm qua dược tính thần kỳ của nó thì mới đi theo bản đồ xem thử cuối cùng có bí bảo gì ẩn giấu ở đó dù sao tấm bản đồ này khá thần bí nếu có bảo vật chắc chắn không phải là loại tầm thường mới đúng nếu không gặp phải nguy hiểm lớn lao gì thì Hàn lập tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua bí bảo cất giấu trong đó ước chừng một thời thần sau đám người quỷ linh môn rút cuộc cũng đã đến ốc đảo nhưng khi đứng ở bên hồ nhìn hồ băng vẫn chưa tan cùng một gốc cây linh thảo chơi chọi nọc đám đệ tử quỷ linh môn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn trưởng lão họ chung thì sắc mặt xanh mét. Lúc này, Hàn Lập sớm đã bay ra ngoài ngàn dặm, phi độn về phía có tiêu ký. Không bao lâu sau, hai người đã ra khỏi sa mạc, tước mắt xuất hiện một vùng cao nguyên màu vàng chập trùng. Thấy cảnh tượng này, Hàn Lập không khỏi thở than, một góc của trụy ma cốc mà đã bao la vạn tượng, cơ hồ như đã bao quát hết địa hình thiên hạ bên trong, thực sự là một điều khó có thể tin được không biết loại địa hình này là tự nhiên hay do thượng cổ tu sĩ thi triển đại thần thông tạo thành. Qua gần nửa ngày sau, Hàn Lập khống chế ngự phong xa bay đến dãy núi. Nhìn thấy dãy núi không quá to lớn kia, Hàn Lập lập tức đi sâu vào hơn mấy trăm dặm, tìm được một đỉnh núi nhỏ nhìn rất bình thường rồi dừng ngự phong xa lại. Tử Linh đạo hiếu, dừng ở đây đi, hai người chúng ta chia nhau nhau ra luyện đan, nơi này ta đã dùng thần thức quét qua một lần, không có cấm chế thượng cổ hoặc khe hở không gian nên khu vực quanh đây khá an toàn, hàn lập phiêu phù bên trên sườn núi nhìn tử linh bình thản nói đa tạ hàn huynh tử linh trước tiên cáo lui tử linh quan sát bốn phía một chút rồi lập tức mỉm cười đáp theo sau thân hình hóa thành một đạo hào quang bay tới một ngọn núi khác gần đó xem ra nàng đang chuẩn bị khai mở một cái mật thất để luyện chế đan dược mắt nhìn kỹ tử linh chui vào phía trong ngọn núi nhỏ không thấy bóng dáng hàn lập mới thu ánh mắt lại thân hình nhoáng lên rời khỏi ngự phong xa hắn bắt quyết phất tay về phía ngự phong xa một cái pháp bảo phi hành này nhanh chóng thu nhỏ lại rồi trực tiếp bị thu vào trong cổ tay áo. Sau đó Hàn Lập mới hóa thành một đạo hào quang, bay thẳng về phía ngọn núi trước mặt. Một lát sau, Hàn Lập điều khiển hơn 10 khẩu phi kiếm đồng thời cắt gọt núi đá tạo thành một cái động phủ đơn giản. Tại cửa động khẩu, hắn bố trí một tòa pháp trận nhỏ rồi tiến vào bên trong. Cẩn thận hơn, hắn còn xuất ra 7-8 con khôi lối kết đan kỳ ẩn nấp phía sau cửa phủ để phòng ngừa sự cố phát sinh ngoài ý muốn. Tiếp đó Hàn Lập mới an tâm đi vào một gian mật thất, ném túi chữ vật lên không chung, dùng thần thức điều khiển, lấy ra rất nhiều tài liệu phụ trợ cho việc luyện chế tạo hóa đan. Cuối cùng Hàn Lập đem hộp gỗ chứa linh trúc quả cùng một cái tiểu đỉnh cổ xưa ra, để chúng nhẹ nhàng phiêu phù ở trước người. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, nhìn qua tất cả nguyên liệu rồi hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Tuy đây là lần đầu tiên Hàn Lập luyện chế tạo hóa đan nhưng lấy cảnh giới luyện đan tông sư của hắn thì tự nhiên đã tính trước mọi thứ huống hồ vì lần đi trụy ma cốc này hắn đã sớm chuẩn bị cực kỳ đầy đủ vô luận là chủ nguyên liệu linh trúc quả hay là nguyên liệu phụ trợ và tài liệu khác hắn đều đã thu thập rất nhiều cho dù có thất bại mấy lần cũng không sao về phần từ linh liệu có thể sử dụng một quả linh trúc quả nọ luyện chế thành tạo hóa đan hay không thì hàn lập cũng không rõ dù sao nữ nhân này chưa bao giờ hiển lộ qua luyện đan thuật ở trước mặt hắn nhưng nếu nàng chỉ lấy một quả thì cũng nắm chắc một chút thành công mới đúng trong lòng nghĩ như vậy nhưng Hàn Lập lại chăm chú nhìn tiểu đỉnh đang quay tròn trước mặt, không chớp mắt cái nào. Đột nhiên hắn hé miệng phun ra một đạo anh hỏa màu xanh. Anh hỏa này sau khi bay quanh tiểu đỉnh một vòng thì phát ra thanh âm xùy xùi rồi bao bọc lấy nó, bốc cháy dữ dội. chương 833, Tế Đàn. Một lát sau, thanh sắc tiểu đỉnh trong ngọn lửa tản mát ra khí tức nóng bỏng. Cả gian mật thất bắt đầu tràn ngập sóng nhiệt, nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Trong mắt hàn lập lóe lên một tia hàn quang hắn nhấc tay đánh ra một đạo pháp quyết vào tiểu đỉnh. Phốc âm thanh nhỏ vang lên rồi từ trên đỉnh xuất hiện một đạo thanh quang cao tận trời do nắp đỉnh tạo thành, sau đó liền lơ lửng ở phía trên. Hàn Lập thấy vậy, ánh mắt liền nhìn tới hộp ngọc hình vuông nằm trên mặt đất. Hắn điểm nhanh một cái, nắp hộp nhất thời vô thanh vô tức mở ra, hiển lộ một thứ tròn dẹt màu đen dài khoảng một tấc. Hàn Lập nhìn vật ấy một chút rồi phất tay, nó lập tức bay ra khỏi hộp ngọc và dừng lại cách mặt đất độ hơn một trường. Hắn nhẹ nhàng búng ngón tay, bắn ra một đạo thanh mang cắt lấy một phần năm của vật ấy tiếp theo hàn lập phất tay áo đem phần vừa bị cắt ra đưa vào tiểu đỉnh phần còn lại thì cho vào trong hộp ngọc sau đó hàn lập nhìn qua một cái hộp khác ở trong đó có một đoạn dễ màu xanh không biết của loại linh thảo gì hắn cũng tiến hành các bước tương tự đối với nó cứ như vậy hàn lập căn cứ theo phương thuốc chọn lựa các loại tài liệu cần thiết cuối cùng hắn mới lấy ra một quả linh trúc quả thanh sắc kiếm quang hiện lên đem nó chia thành bốn phần rồi đem một phần cho vào trong đỉnh. Hàn lập lúc này nhẹ nhàng điểm về phía nắp đỉnh đang phiêu phù bất định trên không trung. Nó lập tức hạ xuống, đậy chặt tiểu đỉnh lại. Hàn lập thở vào một hơi rồi tiếp tục hé miệng phun ra một luồng anh hỏa màu xanh. Nhất thời ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhiệt độ bên trong mật thất lại càng cao. Mười ngón tay của Hàn lập điểm chỉ không ngừng, từng đạo từng đạo pháp quyết đánh ra lần lượt kích lên tiểu đỉnh. Không bao lâu sau, trong tiểu đỉnh bắt đầu truyền ra âm thanh ầm ỉ, hơn nữa càng lúc càng lớn. Hàn lập thấy vậy, hai hàng lông mày nhíu lại, tốc độ bắt quyết biến đổi, khi chậm khi mau, tiếng sấm trong đỉnh cũng lúc cao lúc thấp, nghe cực kỳ quỷ dị. sắc mặt hắn giờ vẫn thản nhiên nhưng lam quang trong mắt lấp lóe không ngừng, dường như đang trực tiếp nhìn xuyên qua thành đỉnh để quan sát tình hình đan dược bên trong. Bộ dáng không bi không hỉ, thời gian cứ như vậy trôi qua. Ngay lúc Hàn lập đang cấp tốc luyện đan thì thế đàn ở khu vực bồn địa nhóm người quỷ linh môn rút cuộc cũng leo lên đến đỉnh tế đàn cao hơn trăm trượng không biết lúc xây dựng tế đàn tu sĩ thượng cổ suy nghĩ như thế nào mà cấm chế trên từng bậc thang thật sự có chút biến thái cứ leo lên một độ cao nhất định thì trọng lực ép lên người sẽ lập tức gia tăng thêm một ít cho nên từ chân tế đàn leo lên đến giữa tế đàn thì đoàn người đã tiêu tốn mất hơn hai canh giờ nhưng từ giữa tế đàn lên tới đỉnh lại tổn hao mất hơn một ngày một đêm thậm chí trên đường đi phải nghỉ ngơi gần nửa ngày để hồi phục pháp lực nhóm tu sĩ nguyên anh kỳ thì còn tốt nhưng ba gã đệ tử kết đan kỳ muốn leo lên đỉnh thực sự có chút miễn cưỡng bởi vì ở mười mấy bậc thang cuối cùng từng bước cơ hồ đều có ngàn cân khí lực ép lên người đám tu sĩ kết đan này phải nhích từng tấc một đương nhiên trong đó nhẹ nhàng nhất là ngụy vô nhai từ đầu đến cuối cũng không thấy cấm chế này có tác dụng lớn gì đối với một vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ hắn vẫn không lộ ra vẻ cố hết sức phải biết rằng khi đi tới đoạn cuối cùng cho dù đám người Vương Thiên Cổ cũng chỉ có thể đi một bước, dừng một bước mà thôi. Đương nhiên loại biểu hiện này của Ngụy Vô Nhai đã làm cho môn chủ Quỷ Linh Môn khi nhìn thấy thì trong lòng âm thầm kinh hãi, không khỏi đánh giá lão cao hơn. Đoàn người bọn họ mặc dù tu vi không đồng nhất nhưng dưới sự trợ giúp của môn chủ Quỷ Linh Môn nên tất cả đều leo lên đỉnh tế đàn cùng một lượt. Sau khi đặt chân lên đỉnh thì cảm giác đè nặng như núi Thái Sơn lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Nhóm đệ tử Quỷ Linh Môn nó cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù có hộ thể linh quang nhưng cuộc hành trình này đã khiến cho bọn họ đau nhức cả người. Loại cảm giác của phàm nhân này, bọn họ đã từ lâu không có thể nghiệm qua, nếu bình thường thì bọn họ chỉ dậm chân một cái là tới, đâu từng phải chịu nỗi thống khổ như vậy. Nhưng đám người vương thiên cổ cũng chẳng để ý nhiều, sau khi đặt chân đến nơi đây thì lập tức xem xét xung quanh. Nơi này diện tích tầm hơn trăm trượng, trên mặt đất phủ kín bởi các loại gạch bạch ngọc cực kỳ trong suốt. Ở giữa có một cái bàn thờ cao khoảng 6 7 trượng dùng loại ngọc màu xanh biếc chế thành, vô cùng tinh xảo, còn lại đều trống rỗng, chỉ duy nhất ở bốn góc tế đàn có bốn thạch trụ to lớn. Cột đá này cao khoảng 10 trượng, mặt ngoài mỗi cột đá đều khắc vô số minh ấn, phù văn, chúng ngữ thoạt nhìn rất khó hiểu, cực kỳ cổ xưa. Mà ở trên đỉnh mỗi thạch trụ đều có một tượng đá hình kỳ lân trông rất sống động, hình thái khác nhau, tản ra linh quang mở ảo, bộ dáng tựa hồ không phải tầm thường vì đơn giản như vậy nên nhóm người vương thiên cổ tự nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua ngụy vô nhai cũng không phát hiện ra điều gì đáng chú ý nên lông mày không khỏi nhíu lại mắt không khỏi liếc nhìn môn chủ quỷ linh môn bên cạnh một cái trong khi đó môn chủ quỷ linh môn lại đang ngửa mặt lên trời hai tay chắp sau lưng không nhúc nhích tựa hồ đang nhìn một thứ gì đó rất thú vị ngụy vô nhai trong lòng kinh ngạc đồng dạng ngước mắt nhìn lên bầu trời chỗ này toàn một màu đỏ Bên dưới là vô số hào quang các màu phiêu phù di chuyển nhưng ngoại trừ chúng ra thì cũng không có gì khác thường. Vương Môn chủ, bây giờ đã đến nơi, cửa vào linh miểu viên ở nơi nào? Ngụy Vô Nhai không chút khách khí trực tiếp chất vấn, Ngụy Đạo Hữu không nên nóng lòng, cửa vào linh miểu viên tự nhiên là đã bị cấm chế che lấp. Nhưng phương pháp phá cấm thì chỉ có tinh hồn trong bức tranh nọ biết được. Cứ gọi hắn ra hỏi là biết ngay. Môn chủ Quỷ Linh Môn không chút hoang mang trả lời, thì ra là thế xem ra việc này cũng là một trong những giao dịch giữa vương đạo hữu cùng hóa thân của thương khôn thượng nhân ngụy vô nhai thần sắc khẽ động chậm rãi nói hắc hắc ngụy đạo hữu thực thông minh việc này xác thực là liên quan đến một điều kiện ta đã đáp ứng với đối phương đạo hữu đợi một chút để ta gọi hắn ra môn chủ quỷ linh môn mỉm cười nói rồi lấy từ trong cổ tay áo ra một bức tranh màu ánh mắt phương thiên cổ chấp động một cái rồi không nói một lời đi tới lúc này môn chủ quỷ linh môn đã mở bức tranh ra một đoàn lục quang chủ động xuất hiện, sau đó huyễn hóa thành hình tượng nho sinh. Không sai, chính là nơi này, không nghĩ tới một ngày lại có thể quay trở về. Tinh hồn hóa thân thương khôn thượng nhân sau khi hiện hình vẫn không để ý tới bất luận kẻ nào mà chỉ đánh giá bốn phía, vẻ mặt kích động. Theo ước định, ta đã đem ngươi đến tế đàn này. Chiếu theo lời ngươi nói thì nơi này mới là trung tâm trụy ma cốc cũng là nơi có lối vào linh miểu viên. Bây giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa của mình rồi môn chủ quỷ linh môn lạnh lùng nhìn nho sinh nói ta đã bị ngươi hạ cấm chế chẳng lẽ còn sợ ta lừa ngươi sao lối vào linh miểu viên ngay trên bầu trời tế đàn việc này là hoàn toàn chính xác chỉ bất quá cấm chế nào có chút cổ quái phải tự thân ta làm phép mới được nói xong lời này nho sinh đồng dạng ngửa đầu nhìn bầu trời đầy ánh hào quang hai tay chập lại rồi một đoàn hỏa cầu màu xám trắng xuất hiện sau đó hắn phất tay đem hỏa cầu đánh lên phía trên kết quả là hỏa cầu kia sau khi bắn tới đám hào quang thì biến mất một cách quỷ dị. Nho sinh nhìn thấy thế liền gật đầu, quay mặt nhìn bốn cột đá xung quanh một chút rồi không lãng phí thời gian nói. Mấy vị đạo hữu hãy rót vào linh lực vào cột đá, còn chuyện bài trừ cấm chế cứ giao cho tại hạ là được. Vừa nghe nói vậy, ba người vương thiên cổ liếc mắt nhìn nhau một cái. Môn chủ quỷ linh môn hơi do dự, trầm giọng nói. Được, theo lời đạo hữu nói vậy, ba người các ngươi qua cột đá bên kia, vương sư đệ, cột đá còn lại phải phiền toái sư đệ một chút. Tuân mệnh, môn chủ, ba gã đệ tử lập tức khom người đáp ứng, còn vương thiên cổ cũng không trần chờ đi về phía một cây cột đá khác. Nhất thời sau khi môn chủ quỷ linh môn vừa ra lệnh một tiếng, bốn người đều vươn một bàn tay đặt trên cột đá chậm rãi đem linh lực rót vào trong, thông qua cột đá đem linh lực truyền vào tượng đá trên đỉnh. Không bao lâu sau, bốn cái cột đá bắt đầu phát ra âm thanh, đồng thời khẽ run rẩy. Mà tượng đá kỳ lân trên đỉnh thì linh quang chấp động, Hai mắt vô hồn đột nhiên biến thành màu đỏ, dường như muốn sống lại. Còn Ngụy Vô Nhai thì mơ hồ cảm giác được hình như đã nghe nói về thạch trụ kia ở nơi nào đó nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra nên sắc mặt lộ vẻ trầm ngâm. Môn chủ Quỷ Linh Môn thì đứng tại chỗ lẳng lặng, một câu cũng không nói. Đột nhiên tượng đá Kỳ Lân chậm rãi ngẩng đầu, há miệng ra. Ngũ sắc hào quang bên trong lấp lóe, như muốn phun ra vật gì đó. Thân thể quỷ mị của Nho Sinh lúc này mới hành động. Hắn nhấc hai tay ngón tay khẽ búng ra bốn đạo pháp quyết kích lên tượng đá nhất thời từ trong miệng kỳ lân bắn ra liên tiếp bốn đạo ngũ sắc hào quang tụ lại cùng một điểm trên không trung sau đó quang hoa đại phóng một viên ngũ sắc quang cầu to cỡ một trượng xuất hiện tiếp theo không gian quanh quang cầu vặn vẹo biến hình rồi một tiếng nổ kinh thiên động địa diễn ra ngũ sắc linh quang trói mắt lập tức bao phủ cả bầu trời tế đàn cùng linh khí ba động cực kỳ kinh người giống như từng đợt sóng cuốn về nhóm tu sĩ quỷ linh môn cho dù ngụy vô nhai sau khi cảm ứng được cường độ linh khí ba động thì sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Những người còn lại không cần nói, lập tức lùi lại mấy bước rồi vội vàng điều động linh lực trong cơ thể để ngăn cản. Cũng may vụ nổ này rất ngắn, trong nháy mắt hào quang đã thu liếm, linh khí tán xạ. Đám người quỷ linh môn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn không chung. Kết quả đập vào mắt khiến mọi người đều thất kinh, sắc mặt ngụy vô nhai lại càng xanh mét, quay ngoắt lại nhìn nho sinh băng hàn nói. Đây là lối vào linh miểu viên mà ngươi nói sao? Chương 834, thông đạo. Phía trên tế đàn hơn trăm trường xuất hiện một đạo quang hồ dài hơn 30 trường. Chỗ rộng nhất của nó chỉ có 4, 5 trường, hình dạng như vầng trăng khuyết vậy. Đây đúng là một cái khe hở không gian to lớn hiếm thấy. Chỉ là không biết lúc trước bị cấm chế gì che lấp mà với nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở đây như vậy vẫn không phát hiện ra nó. Chẳng lẽ đây chính là lối vào linh miểu viên, nhìn mắt thường có thể thấy được không gian đang vặn vẹo biến hình, cho dù là ngụy vô nhai cũng tuyệt đối không dám xông vào vì lực cắt của nó, tu sĩ thế giới hiện tại đâu thể chịu đựng được. Khó trách mà ngụy vô nhai lại nhịn không được giận dữ quát lên. Linh miểu viên nguyên vốn tồn tại ở giữa linh giới và nhân giới nên muốn đi vào nhất định phải lợi dụng khe hở không gian. Chỉ hơi vặn vẹo một chút nhưng lại trực tiếp mở ra thông đạo linh miểu viên. Các người yên tâm, ta đương nhiên sẽ không để mấy vị cứ như vậy xông vào mà có biện pháp truyền tống tạm thời. Bất quá cũng sẽ gặp một chút nguy hiểm nhất định xác suất thành công chỉ nắm chắc khoảng 6, 7 thành. Tu sĩ kết đan kỳ không nên đi vì tu vi bọn họ không đủ, đi chỉ là chịu chết mà thôi. Nho sinh đảo mắt liếc mọi người một cái rồi thản nhiên nói. Nắm chắc 6, 7 thành, tại sao trước khi tới đây ngươi lại chưa bao giờ nói qua việc này? Sắc mặt môn chủ quỷ linh môn có chút bất thiện hỏi. Nói hay không đâu có gì khác nhau, đừng nói là 6, 7 thành, cho dù 2, 3 thành thì mấy vị nhất định cũng không buông tha nho sinh cười lạnh một tiếng trả lời môn chủ quỷ linh môn nhìn nho sinh hàn quang trong mắt chấp động rồi đột nhiên khoát tay một cái lệnh bài đỏ như máu xuất hiện ngươi muốn làm gì nho sinh vừa thấy lệnh bài này thì sắc mặt đại biến kinh hoàng bay thụt lùi lại đồng thời lớn tiếng hỏi nhưng môn chủ quỷ linh môn một câu cũng không nói nhẹ nhàng giơ lệnh bài trong tay lên huyết quang trên lệnh bài đại thịnh nho sinh đang bay giật lùi nhất thời hét thảm một tiếng trực tiếp rơi xuống mặt đất Đồng thời trên da thịt hắn hiện ra phù văn màu đỏ, không ngừng di động, tựa như được khắc vào cơ thể, thực vô cùng quỷ dị. Kinh hồn chú, vương thiên cổ vừa thấy cảnh này thì thất kinh, trên mặt không khỏi lộ vẻ hoảng sợ. Ngụy vô nhai nghe được lời này thì thần sắc cũng khẽ động. Đây là kinh hồn chú một trong những mật chú của quỷ linh môn sao. Nghe nói bí thuật này so với cấm thần thuật bình thường còn ác độc hơn ba phần. Tu sĩ nào bị hạ chú thì hồn phách của người đó sẽ biến mất cơ hồ chỉ do một ý niệm của người hạ chú mà thôi ngụy vô nhai nhìn chằm chằm nho sinh đang lăn lộn trên mặt đất bất động thanh sắc nói hắc hắc ngụy huynh quả nhiên là người biết nhiều hiểu rộng tại hạ chính xác đang sử dụng kinh hồn chú tinh hồn kia bất quá chỉ là một phân thần hóa thân của thương khôn thượng nhân mà lại cứ tưởng rằng bản thân chính là thương khôn thượng nhân tung hoành vô địch năm xưa loại không biết tốt xấu như thế bổn môn chủ tự nhiên phải trừng phạt một chút môn chủ quỷ linh môn xoay chuyển ánh mắt mỉm cười trả lời ngụy vô nhai gật đầu không nói gì nữa đối với bọn họ mà nói một cái tinh hồn cho dù có lai lịch to lớn đến đâu thì cũng là một tinh hồn mà thôi còn nho sinh kia dường như đang chịu nhiều đau khổ huyết sắc phù văn trên người cứ chấp động một cái thì thân thể sẽ run rẩy một lần hai tay hắn ôm đầu lăn lộn trên mặt đất khuôn mặt rúm gió tràn đầy vẻ thống khổ không chịu nổi màn hành hạ duy trì liên tục tầm khoảng một bữa cơm cho tới khi thân ảnh của tinh hồn bắt đầu trở nên mơ hồ thì môn chủ quỷ linh môn mới vung lệnh bài lên chấm dứt bí thuật kinh hồn chú ngươi bây giờ hẳn là đã được nếm một chút giáo huấn. Cho dù trí nhớ của ngươi không khác gì thương khôn thượng nhân ngày xưa nhưng hôm nay người cũng chỉ là một cái tàn hồn mà thôi. Nếu làm chuyện gì ngu xuẩn thì trừng phạt tiếp theo cũng sẽ không nhẹ nhàng như thế. Tất nhiên bổn môn chủ nhất định phải tiến vào linh miểu viên nhưng tuyệt không muốn bị người khác rắt mũi. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đàng hoàng dẫn đường, bổn môn chủ sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi, quyết không nuốt lời. Môn chủ quỷ linh môn thi triển đủ cả ân huy nói ta biết rồi, để ta mở lối vào. Lúc này phía sau người nho sinh lóe lên lục quang, thân thể trong nháy mắt đã ngưng động lại nhưng thần sắc vẫn cực kỳ bình tĩnh nói. Môn chủ quỷ linh môn nhìn thấy vẻ mặt nho sinh như vậy thì cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đồng tử hắn có rụt lại đang muốn nói gì đó thì lục quang quanh thân nho sinh tiếp tục chấp động, thân hình phiêu phù bay lên, hướng về phía khe hở không gian. Lời còn chưa nói của môn chủ quỷ linh môn vừa ra tới cổ họng đã phải nuốt xuống dù sao so với việc giáo huấn đối phương thì chuyện mở ra lối vào linh miểu viên vẫn quan trọng hơn. Mấy người ngụy vô nhai không lên tiếng, lạnh lùng nhìn cử động của nho sinh. Không biết hắn rút cuộc có biện pháp gì có thể giúp bọn họ đi qua liệt vùng đáng sợ kia. Chỉ thấy nho sinh bay đến cách khe hở không gian khoảng 20 trượng thì dừng lại. Sau khi ngẩng đầu nhìn nó, sắc mặt hắn lộ ra một tia cổ quái rồi đột nhiên hé miệng phun ra một đoàn lục quang. Trong lục quang có một viên trâu đen nhánh như mực, to cỡ ngón tay cái sau khi quay tròn trước người vài vòng thì lơ lửng trên không trung. Sau khi phun ra viên châu này, sắc mặt nho sinh tái nhợt không còn chút máu, tinh thần uể oải, giống như đã bị viên châu lấy hơn phân nửa hồn lực. Đi, cứ như thế, nho sinh miễn cưỡng điểm chỉ về phía viên châu, trong miệng khẽ hô. Linh quang bên ngoài viên châu chợt lóe, nhất thời bắn nhanh về phía khe hở không gian kia. Đám người môn chủ quỷ linh môn thấy cảnh này, trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Một viên châu như vậy liệu có thể mang lại hiệu quả gì? ngay lúc đám người quỷ linh môn trong lòng đang kinh nghi thì viên châu mới vừa đến gần khe hở không gian mấy trượng đã bị nó hút lấy bạch quang chợt lóe không gian phụ cận vặn vẹo một chút rồi hạt trâu trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng trong lúc nhất thời khe hở không gian vẫn như thường không có bất cứ chuyện gì phát sinh nhưng nho sinh nguyên bản đang ở gần khe hở không gian thân hình nhoáng lên một cái đã hạ xuống phía dưới trong nháy mắt đã ở khoảng cách khá xa trong lúc đám người ngụy vô nhai giật mình không rõ hắn có dụng ý gì thì từ khe hở không gian đột nhiên truyền ra thanh âm nổ âm y. Tiếp theo ở giữa khe hở không gian có một đoàn lục quang chấp động, theo sau lục quang nhanh chóng biến lớn, phát ra những âm thanh xé gió. Tiếp theo phải xem thần thông của chư vị, chỉ cần cố gắng rót linh lực vào lục quang là có thể hoàn toàn mở ra thông đạo vào linh miểu viên. Nho sinh sau khi đáp xuống tế đàn, thản nhiên nói. Ngụy vô nhai cùng vương thiên cổ thấy cảnh tượng quỷ dị như thế thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra một tia kinh nghi. Tạm thí nghiệm một chút xem liệu có hữu hiệu hay không. Môn chủ quỷ linh môn vô cùng quyết đoán, sau khi ngẫm nghĩ liền nói. Mặt mày ngụy vô nhai hơi nhăn nhó nhưng sau khi liếc mắt nhìn lục sắc quang đoàn một cái thì không nói gì. Vương thiên cổ tự nhiên càng không có ý tứ phản đối. Lúc này ba người tách ra, đồng thời bắt quyết, sau đó dương tay, ba đạo quang trụ nhan sắc khác nhau phun ra, trực tiếp đánh vào lục sắc quang đoàn trong khe hở không gian tu vi ba người sâu cạn như thế nào, lúc này chỉ nhìn là biết. Lục sắc linh trụ do ngụy vô nhai phát ra có đường kính to bằng miệng bát. Còn quang trụ của môn chủ quỷ linh môn cùng vương thiên cổ thì nhỏ hơn, sai biệt không nhiều lắm nhưng nhìn rất rõ ràng. Sau khi ba đạo linh trụ không ngừng rót linh lực vào lục sắc quang đoàn thì thanh âm bén nhọn, xé gió chợt tăng, kích thước của nó bắt đầu mở rộng. Một lát sau, ở giữa lục quang dần dần hình thành một cái khổng động đen ngòm. Lúc đầu chỉ to cỡ một thước, bên trong sâu không lường được, không biết thông đi nơi nào. Đám người quỷ linh môn thấy vậy, trong lòng lại nhất thời mừng rỡ. Có dị tượng này xuất hiện chứng tỏ nho sinh nọ đã không lừa gạt bọn họ. Lúc này linh lực toàn thân ba người lưu truyền, cột sáng phát ra càng to thêm vài phần, lục sắc quang mang trong khe hở càng phát ra ánh sáng nồng đậm. Sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ, chỗ trung tâm hắc động đã mở rộng tới ba thước. Tựa hồ miễn cưỡng có thể để cho một người tiến vào nhưng nho sinh đang đứng ở một bên đột nhiên mở miệng nói bây giờ mặc dù có thể tiến vào nhưng cửa vào linh miểu viên vẫn chưa ổn định tại hạ lại không còn phá giới châu nữa mấy vị đạo hữu nếu không muốn sau khi tiến vào mà không quay trở về được thì tốt nhất là tiếp tục rót linh lực để củng cố nó vừa nghe nói thế ba người ngụy vô nhai cả kinh nhưng sau khi nhìn hắc động còn có chút lấp lóe thì cũng thật sự không dám thu hồi linh lực bản thân bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục điều động pháp lực nhưng hiển nhiên để ổn định thông đạo thì linh lực tiêu hao lại càng nhiều nhưng qua thêm một hồi nữa nó vẫn chẳng thay đổi gì. Lần này trong lòng môn chủ quỷ linh môn có chút nghi hoặc nhưng lại mở miệng phân phó mấy gã đệ tử kết đan kỳ. Ba người các ngươi cũng lại đây hỗ trợ đi. Mặc dù tu vi hơi thấp một chút nhưng chung quy thêm người vẫn mạnh hơn. Vâng, môn chủ. Ba gã đệ tử nó nghe vậy thì không dám chậm chế, đồng dạng đem linh lực ngưng tụ thành mấy đạo linh trụ bắn về phía khe hở không gian kia. Trong khi đó nho sinh vẫn đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú, trên mặt không chút biểu tình. Thời gian trôi qua khi đám người ngụy vô nhai đem non nửa linh lực rót vào khe hở thì thông đạo màu đen nọ rút cuộc cũng đã ổn định, không hề chấp động nữa. Đám người đều thở phào nhẹ nhóm, cuối cùng cũng thu quang trụ lại. Thông đạo này thật sự đi vào linh miểu viên sao? Môn chủ quỷ linh môn mới thu lại pháp lực đã nhíu mày hỏi. Nho sinh nghe lời này thì không có trả lời, ngược lại ngụy vô nhai lại mở miệng nói. Hẳn là không giả, ta đã cảm ứng được đầu kia của thông đạo có một chỗ rất rộng. Ngụy vô nhai liếm liếm môi, thần sắc khẽ động. Những người còn lại thần thức không đủ mạnh nên không có cách nào tra xét được nhưng vừa nghe như thế thì nhất thời đều mừng rỡ. Nếu Ngụy Huynh đã nói như thế thì chắc là đúng rồi. Bất quá để cẩn thận hay là chúng ta nên thử một lần rồi hãng nói. Vương Thiên Cổ mạnh mẽ đè nén sự hưng phấn trong lòng xuống, vùng ống tay áo lên, một đoàn xương mù màu đen bắn ra, bên trong mơ hồ có một con tiểu quỷ trực tiếp bay về phía thông đạo. chương 835, Ma Khu, tiểu quỷ một thân hắc khí mới vừa tiến vào trong thông đạo thì phốc một tiếng, nó tự dưng nổ tung ra hóa thành một đoàn âm khí tan mất vô tung vô ảnh tiểu quỷ này tâm thần tương liên với vương thiên cổ nên hắn sắc mặt khẽ trắng bệch nhất thời cảm giác cực kỳ khó chịu chuyện gì vừa xảy ra thông đạo này chẳng lẽ lại có cơ quan gì khác sao vương thiên cổ kinh sợ nhìn nho sinh chất vấn ngươi cho rằng thông đạo vào linh miểu viên này lại tầm thường như thế sao đừng nói là một con tiểu quỷ hình thể còn chưa ngưng kết cho dù là quỷ vương lệ phách hay vô hình quỷ mị vượt tiến vào thông đạo này đều lập tức hồn phi phách tán. Ngay cả là ta muốn tiến vào không gian này còn phải mượn họa trục này để ký thể. Dù sao ta đã đem thông đạo này mở ra, tiếp theo các người có tiến vào hay không ta cũng không quan tâm đến bây giờ, nho sinh ngược lại lại có vẻ bình tĩnh. Sau khi thản nhiên nói xong những lời này thì hóa thành một đoàn lục quang bay trốn vào bức tranh vốn vẫn đang lơ lửng ở trên không trung. Vương Thiên Cổ nghe nói vậy sắc mặt trong nháy mắt thêm âm trầm nghe ý tứ trong lời nói của nho sinh thì tựa hồ yêu quỷ vô hình đều không có cách nào trực tiếp tiến vào thông đạo hắn cùng môn chủ quỷ linh môn nhìn nhau liếc mắt một cái rồi cùng hiện ra vẻ ngoài ý muốn ngụy mỗ đã dùng thần thức dò xét qua thông đạo đối diện mặc dù vì không gian đứt gãy nên cảm giác mơ hồ dị thường nhưng bên trong thật sự là một cái không gian vô danh nào đó thì tuyệt đối không thể nghi ngờ ta không có kiên nhẫn do dự nữa để tránh đêm dài lắm mộng ta đi trước một bước đây ngụy vô nhai hơi tự đánh giá một chút rồi nói thẳng sau đó không để ý tới hai người mà hóa thành một đạo lục quang hướng thông đạo bay đi. Môn chủ quỷ linh môn thấy vậy sắc mặt hơi đổi, ba người các người chấn thủ tại chỗ này, vương sư để chúng ta cũng không lề mề nữa, cùng nhau đi thôi. Vì linh miểu viên mà gặp chút phong hiểm cũng đáng, huống hồ tinh hồn nó đã bị ta hạ kinh hồn chú nên phỏng chừng cũng không có can đảm đùa cợt cái gì môn chủ quỷ linh môn sau khi phân phó thì lạnh lùng đánh giá bức tranh đang lơ lửng ở trước người sau khi thấy bề ngoài cũng không có bất cứ dị dạng gì phát sinh thì ánh mắt hắn chấp động vài cái. Hắn giơ tay nhằm bức tranh hư không đánh ra một chảo hút đến trong tay sau đó đem họa trục ném vào trong tay áo. Tiếp theo hắn cùng vương thiên cổ hai người cũng hóa thành hai đạo cầu vòng hướng tới thông đạo bắn nhanh đi. Linh miểu viên nọ nó nghe nói thiên linh dược khắp nơi đều có, nếu chậm trễ đi sau ngụy vô nhai thì thiệt hại có thể rất lớn. Vì vậy ba người ngụy vô nhai thân ảnh trước sau tiến vào thông đạo màu đen, chợt lóe lên rồi biển mất trực tiếp xuyên qua vách ngăn không gian tiến vào một không gian khác. Nơi này cũng không phải là Linh Miểu Viên, người nói lời này chính là người tiến vào thông đạo đầu tiên, Ngụy Vô Nhai. Hắn đang đứng đánh giá nơi xa lạ này, vẻ mặt lo lắng. Chỗ này ngoại trừ màu xám ra thì không còn màu sắc nào nữa. ngẩng đầu nhìn quanh, khắp nơi đều toàn là đất xám, cao ước hơn 10 trượng cùng làn sương mù màu xám. Nhưng thật ra bốn phía mà thần thức ngụy vô nhai đảo qua mới chỉ khoảng 10 dặm nhưng nếu nói nơi này là nơi trong truyền thuyết linh khí nhiều gấp nhân giới mấy lần khắp nơi đầy linh hoa dị thảo thì không nói tới ngụy vô nhai mà môn chủ quỷ linh môn cùng vương thiên cổ mới xông vào cũng không tin tưởng mảy may bất quá hai người này vừa xuất hiện nơi đây và tiến hành đánh giá bốn phía thì sắc mặt giờ phút này lại có vẻ có chút cổ quái lại có bảy phần giận dữ ba phần vui mừng lẫn sợ hãi điều này làm cho ngụy vô nhai vừa quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái có chút ngạc nhiên sau đó lòng cảnh giác nổi lên Hắn nguyên tưởng rằng hai người này vừa thấy nơi đây không phải là linh miểu viên trong truyền thuyết thì sắc mặt phải khó coi tới cực điểm, thậm chí lập tức gọi phân thần của thương khôn thượng nhân trong họa trục ra mà ép hỏi. Sư đệ, người cảm giác được không? Ma khí nơi này tối thiểu cũng gấp đôi nhân giới chúng ta. Ở chỗ này mà cùng người khác tranh đấu thì uy lực ma công của ta cũng phải gia tăng tam thành môn chủ quỷ linh môn trầm mặc trong chốc lát rồi rốt cuộc mở miệng nói. Sư huynh, ta và người tu luyện chính cùng loại ma công nên dĩ nhiên là cảm ứng được. Nếu ở lại nơi đây tu luyện mà nói thì chúng ta có thể có hy vọng lớn đột phá bình cảnh trước mắt để tiến vào một cảnh giới mới vương thiên cổ ánh mắt chấp động đồng dạng thần sắc phức tạp nói. Hai vị đạo hữu, các người có phải nên đem tên kia gọi ra hay không, vặn hỏi hắn một chút. Đừng nói với ta rằng ngụy mỗ hao tổn linh lực lớn như vậy chỉ để đi đến nơi này ngụy vô nhai xem trong chốc lát không có kết quả gì thì dậm chân đạp nát đá vụn dưới chân, sắc mặt âm hàn nhìn hai người vương thiên cổ lạnh lùng nói. Cái này là đương nhiên, hắn nếu không cho ba người chúng ta một cái lý do chính đáng thì vương mỗ sẽ làm cho hẳn nếm thử nổi khổ luyện phách môn chủ quỷ linh môn nghe ngụy vô nhai nói như thế thì cũng nhớ ra chuyện bị tinh hồn nọ lừa gạt lập tức nổi giận sắc mặt dữ tợn trả lời theo sau hắn cầm bức tranh trong tay hướng trên mặt đất một ném xuống muốn đem phân thần thương khôn thượng nhân gọi ra nhưng không chờ môn chủ quỷ linh môn làm phép trên bức tranh linh quang trượt lóe một đoàn lục quang đột nhiên tù trên trục bắn nhanh ra vương thiên cổ đứng bên cạnh tay mắt lanh lẹ phung chảo mở ra một cái đại hắc sắc quang thủ chộp tới, nhưng lục sắc quang đoàn này lại tựa hồ sớm đã dự mưu hết thảy. Trong nháy mắt độn tốc tăng gấp bội, lại một chút huyễn hóa từ trong độc thủ độn thoát ra ngoài, hướng ra xa phá không mà đi. Ngụy vô nhai tự giữ thân phận nên bình tĩnh mà nhìn không có ra tay. Mà môn chủ quỷ linh môn nhìn thấy màn này thì trong lòng ghi ẩn dữ. Hắn vừa đảo bàn tay lấy ra khối huyết sắc lệnh bài nọ xuất hiện ở trong tay trên mặt hắn vẻ tàn khốc hiện lên rồi hướng về phía lục quang đang bỏ chạy dơ lệnh bài lên hung hăng lay động. Nhất thời trên lệnh bài xuất hiện vô số tia máu bắn ra bốn phía, lục quang xa xa cơ hồ đồng thời độn quang bị kiềm hãm, trên không trung khẽ rung động vài cái. Môn chủ quỷ linh môn trên mặt vui vẻ, nhưng lục quang nọ trong giây lát đứng vững rồi lại tiếp tục độn với tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn ba phần, một lần nữa bắn nhanh mà đi, trong nháy mắt đã hóa thành một điểm sáng nhỏ. Lần này, không riêng môn chủ quỷ linh môn ngây người mà hai người ngụy vô nhai một bên cũng trợn mắt há hốc mồm. Ta không có nhìn lầm chứ, môn chủ quỷ linh môn hạ kinh hồn chú đối với một lũ tinh hồn lại không có tác dụng. Vì việc này cũng có chút ý tứ, ta đi bắt người này về để xem hắn rốt cuộc có chủ ý quái quỷ gì ngụy vô nhai đột nhiên cười lạnh nói theo sau thân hình thoáng một cái hóa thành một đạo cầu vồng phá không đuổi theo. Môn chủ, người, vương thiên cổ rốt cuộc trong sự giật mình mà khôi phục lại, không khỏi mở miệng muốn hỏi cái gì mới vừa rồi kinh hồn chú đối với hắn người cũng không phải chưa từng thấy hắn lúc trước chúng mật chú là không giả về phần bây giờ vì sao không có tác dụng thì ta cũng cảm thấy rất hứng thú đi nào chúng ta cũng đuổi theo bổn môn chủ cũng muốn xem hắn đem chúng ta đi đến nơi đây rốt cuộc là có chủ ý quái quỷ gì môn chủ quỷ linh môn mặt mặt đầy sát khí hung quang thoáng hiện mà nói cũng hóa thành một đạo kinh hồng bắn ra theo sau một không gian nhỏ như thế này hắn cũng không sợ tinh hồn có thể trốn đi nơi nào. Vương Thiên Cổ cười khổ một tiếng, chỉ có thể bay lên không theo sát sau. Không bao lâu sau hai người dừng lại ở một vị trí giáp tiếp gần trung tâm. Ngụy Vô Nhai và tinh hồn trong bức tranh giờ phút này một lần nữa hóa thành nho sinh, đang đứng đối diện rằng co, nét mặt không có một tia sợ hãi nào, điều này làm cho hai người có chút kinh ngạc. Bất quá khi hai người Vương Thiên Cổ ngẩng đầu hướng phía sau nho sinh khoảng 10 trượng nhìn lại thì vừa bị hù dọa một trận chỉ thấy trong đám sương mù mờ ảo có một cự đại yêu vật cao ước hơn 30 trượng nằm trong một khối thủy tinh như lửa không nhúc nhích. Yêu vật này hai đầu bốn tay, trên đầu có một cái sừng, cả người đen nhánh như mực, lân phiến sáng lập lòe, diện mục lại càng giữ tợn hung ác, răng nanh lộ ra ngoài, thật sự cực kỳ đáng sợ. Đây là cái gì mà ma khí dày đặc vậy vương thiên cổ trong lòng khẽ chấn động một chút, thất thanh kêu lên. Hắn không phải vì yêu vật khổng lồ hung ác này mà giật mình, mà vị yêu vật này mặc dù bị phong ấn nhưng xung quanh lại tràn ngập ma khí, nồng độ còn hơn xa chỗ trước mấy lần, cũng mơ hồ mang theo một loại khí thức làm cho người ta kinh hãi, đi xuống nghe ngóng xem hình như đối phương muốn nói gì đó môn chủ quỷ linh môn đồng dạng đối với yêu vật trong phong ấn rất là kiêng kỵ nhưng sau khi do dự một chút thì mang theo vương thiên cổ khinh phiêu phiêu hạ xuống bên cạnh ngụy vô nhai. Có vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ này hắn cũng không quá lo lắng cái gì. Hai vị đạo hữu cũng đến thật đúng lúc, tránh cho bản thân tại hạ phải lãng phí miệng lưỡi nho sinh vừa thấy môn chủ quỷ linh môn hai người đến thì không sợ hãi mà ngược lại lại cười rộ lên. Người đem chúng ta đến nơi đây là có mục đích gì, nói đi môn chủ quỷ linh môn chấn định nói nhưng sau khi đánh giá đối phương vài lần thì trong lòng hết sức khiếp sợ. Bởi vì nho sinh đối diện trên người huyết hồng phù văn vẫn đang lưu chuyển lóe ra không chừng. Điều này rõ ràng là kinh hồn chú vẫn đang ở trạng thái phát tác. Hơn nữa trên làn da mặt đối phương để lộ ra phù văn vẫn chấp động, nhưng nho sinh lúc này xuân phong đầy mặt, trên mặt không chỗ nào có vẻ thống khổ. Hơn nữa thân thể quỷ mị cũng ngưng động dị thường không có một chút dấu hiệu tiêu tán. Ngụy huynh không nói nhưng vương môn chủ hai vị đạo hiếu tu luyện công pháp chính là ma công truyền thừa từ thượng cổ lưu truyền tới nay. Hai vị có phải là cảm giác được ma khí ở đây khác hắn với nhân gì ẩn giới không nho sinh một khi mở miệng nói lại làm cho ba người có chút ngoài ý muốn. Như thế thì sao, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta là nơi này chính là linh miểu viên. Vương Thiên Cổ bất động thanh sắc nói, hắc hắc, Linh Miểu Viên, có lẽ là vậy nhưng cũng có thể không phải nho sinh thản nhiên nói. Lời này là có ý tứ gì, đến lúc này ngươi còn muốn trêu chọc chúng ta Vương Thiên Cổ trên mặt băng hẳn nói. Các ngươi thực sự vẫn muốn tìm cái nơi linh dược thừa thải, linh khí nồng đậm mà thượng cổ tu sĩ lại lưu lại cho hậu nhân các ngươi sao. Rất nhiều năm trước, có lẽ thật sự là có nơi linh miểu viên này, hơn nữa không chỉ một chỗ. Nhưng ngày nay, toàn bộ linh dược đã bị hái lượm không còn nữa, bị hủy trong tranh đấu của thượng cổ tu sĩ nơi này nói không chừng là nơi đã từng là linh miểu viên cũng rất có khả năng nhưng hôm nay nơi này bất quá chỉ là một không gian giao giữa nhân giới cùng thánh giới mà thôi nho sinh mặt mang một tia quỷ dị không chút hoang mang nói thánh giới ngươi là cổ ma ngụy vô nhai nguyên bổn thần sắc lạnh nhạt khi vừa nghe được lời nho sinh vừa rồi thì nhất thời cực kỳ hoảng sợ kêu lên một tiếng đồng thời vội vàng hai tay bắt quyết lục sắc độc vụ trên người cuồn cuộn toát ra đem thân thể bao phủ ở trong đó. chương 836, giải thể hóa hình, người biết thánh giới của chúng ta, nét mặt nho sinh hiện một tia kinh ngạc, liếc mắt nhìn ngụy vô nhai có chút ngoài ý muốn. Sự tình về thượng cổ ma giới tuy ta biết không nhiều lắm, nhưng biết các người cùng tu sĩ thượng cổ thế bất lưỡng lập. Vào thời xưa các người đã từng muốn chiếm nhân giới chúng ta, chắc điểm này cũng đủ rồi chứ. Ngụy vô nhai ẩn thân trung lục vụ, lạnh lùng nói. Môn chủ quỷ linh môn cùng vương thiên cổ vừa nghe nói thế, Sắc mặt nhất thời biến đổi, hắc mang trên người chấp động, một đoàn âm khí hiện ra bao bọc lấy bọn họ. Hai người cẩn thận nhìn chằm chằm vào nho sinh, theo bản năng lùi lại hai bước. Tuy hai người chưa nghe nói đến thượng cổ ma giới cùng cổ ma nhưng thấy ngụy vô nhai như lâm đại địch, đồng thời liên tưởng đến bộ dạng không hề sợ hãi của nho sinh trong lòng cực kỳ kinh hãi. Ta là ai? Ba vị hiện tại không cần phải biết nhưng ta bây giờ muốn cùng các vị thực hiện một cuộc giao dịch. Nếu thành có thể lập tức khiến cho cảnh giới của ba người tăng mạnh, tiến vào hóa thần kỳ cũng không phải là không thể chẳng biết ba vị có hứng thú nghe không nho sinh sắc mặt không đổi chậm rãi nói từng chữ một ồ có loại chuyện tốt vậy sao hãy nói rõ một chút đi môn chủ quỷ linh môn cùng vương thiên cổ nhìn nhau liếc mắt một cái bình tĩnh nói rất đơn giản các ngươi hẳn đã thấy thân thể cổ ma phía sau rồi ta muốn ba vị hỗ trợ giải trừ phong ấn trên người hắn để trả ơn ta sẽ dùng thân thể này mở một khe hở không gian thông tới thánh giới sau đó mượn chân ma chi khí của một vị thánh tổ đại nhân đưa vào thân thể ba vị để tạo thành vô thượng ma thể, từ nay về sau trở thành một thành viên của thánh giới chúng ta. Chẳng biết ý của ba vị thế nào, lấy tư chất của ba vị, một khi thành công, tu vi khẳng định đột nhiên tăng mạnh, tiến vào hóa thần kỳ cũng là chuyện nằm trong tầm tay. Trong lời nói của nho sinh tràn đầy sự dụ hoặc, giải trừ phong ấn, đưa ma khí vào thân thể, môn chủ quỷ linh môn nghe mà tim đập thình thịch, có thể trong nháy mắt tu vi đại tăng thậm chí có thể tiến vào hóa thần kỳ, điều này đối với tu sĩ thực sự quá hấp dẫn. Hắn liếc qua một cái, thấy vương thiên cổ cũng đang nhìn mình. Bộ dáng rõ ràng cũng động tâm, hai người các người thật hồ đồ, các người nghĩ sau khi đưa ma khí vào cơ thể thì các người vẫn là người sao. Nói không chừng lúc đó thần chí bị hủy, trở thành khôi lỗi của cổ ma không chừng. Ngụy vô nhai sống lâu thành tinh, chỉ cần liếc mắt là nhìn ra tâm tư của hai người. Lúc này mới không trần chờ lên tiếng nhắc nhở, Ngụy huynh, ý ngươi muốn nói là, vương thiên cổ vừa nghe như thế, đầu như bị dội một gáo nước lạnh, nhất thời thanh tỉnh vài phần. Có ý gì hả, lời của bọn ma giới mà hai người cũng tin sao, mặc dù không biết đưa ma khí vào thân thể là chuyện thế nào nhưng cái loại khí độ, không cần xem xét đến cơ sở cảnh giới mà đã cường hành đề thăng, các ngươi nghĩ xem có thể có kết cục gì tốt. Ngụy vô nhai trốn trong độc vụ, nói không chút lưu tình. Môn chủ quỷ linh môn cùng vương thiên cổ mỗi khi nghe thêm một câu thì sắc mặt lại khó coi thêm một tí. Sau khi nghe xong toàn bộ thì ánh mắt hai người nhìn về phía Nho Sinh đã trở nên cực kỳ âm hàn. Nho Sinh nghe nói thế liền nhíu mày, miệng mở ra, tựa hồ muốn tiếp tục dụ dỗ nhưng lúc này nét mặt ngụy vô nhai đã hiện lên một tia quỷ dị. Ở đống đá phía sau Nho Sinh, đột nhiên vang lên tiếng rít sắc nhọn, một đạo hắc ảnh không chút dấu hiệu bắn nhanh ra, lóe lên một cái, xuyên thủng bụng Nho Sinh, bay thẳng ra trước hơn 10 trượng, sau khi xoay tròn liền dừng lại giữa không trung. Đó chính là một con tiểu xà quái dị cả người đen thui cái đầu vô cùng nhọn sắc phía trên có một cái sừng nhỏ trắng như tuyết sắc bén tựa đao kiếm trên người một cái vải cũng không có tỏa ra màu xanh đen bụng của nho sinh bị thủng một cái lỗ lớn to như cái bát bởi vì nho sinh là quỷ mị nên bên trong không có lấy một giọt máu tươi nhưng có một viên hồn thạch màu xanh biết bị đánh nát hơn phân nửa chỉ còn lại một ít mà thôi người biết được ta có hồn thạch và vị trí của nó nho sinh cúi đầu xem vết thương của mình trong mắt lộ vẻ khó tin mà lúc này trong lục vụ truyền đến lời nói không chút cảm tình của ngụy vô nhai ta tu luyện không phải quỷ đạo tự nhiên không biết hồn thạch là cái gì nhưng phá hồn xà của ta giỏi đối phó với âm quỷ yêu mị diệt sát một lũ tinh hồn đã hóa quỷ mị cũng là một chuyện dễ dàng mà thôi nho sinh nghe vậy trên mặt hiện một tia cười khổ sau đó bục một tiếng thân thể tự nổ tung hóa thành một đoàn khí xám trắng tỏa ra bốn phía mà môn chủ quỷ linh môn cùng vương thiên cổ thấy thế trong lòng có chút ngoài ý muốn nhưng nhìn cự đại yêu vật cách đó không xa, cũng thở mạnh một hơi. Ngụy đạo hiếu, chúng ta phải phá hủy khối thân thể cổ ma kia sao? Càng nhìn thấy nó, vương thiên cổ càng cảm thấy áp lực nên nhịn không được, hỏi một câu. Nếu có thể phá hủy nó thì ngươi cho rằng tu sĩ thượng cổ còn lưu lại hay sao? Bảo trì nguyên trạng tất cả, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này mới tốt nhất. Ngụy vô nhai im lặng một lát, lắc đầu nói. Vương thiên cổ còn có chút trần chờ, môn chủ quỷ linh môn im lặng một lát, đồng ý nói ngụy huynh nói rất đúng nơi đây thật sự có chút quỷ dị chúng ta sớm rời đi thôi thấy hai người nói như thế vương thiên cổ tự nhiên sẽ không có ý kiến gì khác xoay người bay lên trời nhưng lúc này một thanh âm cực kỳ bình tĩnh đột nhiên từ phía sau truyền đến ai cho phép các ngươi rời đi chứ một khi đã đến chỗ phong ấn ma thể của bổn tôn các ngươi tưởng còn có thể sống mà rời khỏi nơi này sao rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt hãy bỏ mạng lại đây đi nghe thanh âm quen thuộc này trong lòng ba người Vương Thiên cổ tự nhiên đại chấn, trên mặt lộ vẻ khó tin, vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy đoàn âm khí màu trắng bị đánh tan kia không những không có tiêu tán mà còn hồi sinh, ngưng tụ thành một đoàn. Trong nháy mắt, một tên độc giác quỷ đầu lờ mờ xuất hiện, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm ba người. Môn chủ quỷ linh môn nhanh tay nhanh mắt giơ tay một cái, một phi đao màu đen bay ra, hóa thành một đạo hào quang chém về phía quỷ đầu. Nhưng hai phiến quỷ đầu bị tách ra trong nháy mắt đã ngưng tụ lại. Bộ dáng không chút thương tổn. Nhìn thấy cảnh này, ba người hít một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trong lòng môn chủ Quỷ Linh Môn trầm xuống, bản thân Quỷ Linh Môn am hiểu các bí thuật khu quỷ trảm hồn, còn hắn thân là môn chủ, cây phi đao bản mạng kia sau khi luyện chế thì có thần thông rất lớn về phương diện trảm quỷ diệt ma nhưng hôm nay đối mặt với quỷ đầu một điểm tác dụng cũng chẳng có. Điều này làm môn chủ Quỷ Linh Môn mơ hồ có cảm giác không ổn. Ngụy Vô Nhai thấy thế thì mở miệng rít lên một tiếng tiểu xà nghe thấy liền búng thân lại hóa thành một đạo hắc mang tấn công đồng thời lục vụ cuồng chuyển một đại thủ màu xanh biết đáng sợ xuất hiện hung hăng chụp về phía quỷ đầu mà hai người vương thiên cổ cũng không có ý tứ để ngụy vô nhai đơn đả độc đấu một người thân hình xoay tròn tại chỗ điều khiển âm khí đổi hướng tấn công quỷ đầu người kia hít sâu một hơi hé miệng phun ra một cái đầu lâu màu vàng rực rỡ đầu lâu mang theo tiếng quỷ khóc hiệp trợ tấn công thế công liên thủ của ba người thoáng một cái đã hình thành nhưng vào lúc này, quỷ đầu trong hôi vụ bỗng nhiên giơ một tay lên, một tiếng kêu to vang lên liên miên không dứt. Tiếng kêu này sắc nhọn cổ quái, cơ hồ ngay lúc đó, ma thể to lớn bị phong ấn chợt mở hai con mắt màu đen ra, hai đạo quang trụ màu đỏ từ trong đó bắn ra, vừa vẹn bao bọc lấy quỷ đầu, hóa thành một tầng huyết cháo. Khí tức huyết tinh nồng đậm từ từ tản ra, lúc này các loại công kích mới đến nơi, âm thanh ầm ầm lập tức vang không ngừng, hắc khí lục quang đại thịnh, bao vây lấy huyết cháo. Nhưng một lát sau, sắc mặt ba người ngụy vô nhai liền biến đổi vội vàng thu công pháp lại kinh hoàng thất thố đình chỉ công kích huyết sắc hộ cháo lại hiện ra thêm lần nữa bất luận là hắc khí do ma công hay là bàn tay khổng lồ do độc vụ biến thành khi vừa tiếp xúc vòng bảo hộ này lập tức vô thanh vô tức bị huyết cháo hấp nạp ngoài ra còn giúp nó dày thêm ba phần ngược lại tiểu xà và kim sắc khô lâu vây quanh màn hào quang mãnh công không ngừng thì không có xuất hiện gì tưởng như thế ngay khi ba người trì hoãn nhìn nhau một lúc Ma thể trong phong ấn lại lần nữa xuất hiện biến hóa kinh người. Ma thể phát ra một tầng ô quang, lúc mạnh lúc yếu rồi từ trong cơ thể tản ra từng tia huyết mang màu đỏ. Trong nháy mắt ma thể đã trở nên cực kỳ bắt mắt, hoàn toàn trở thành điểm sáng chói lòa. Mà cũng chính lúc này, hai mắt độc giác quỷ đầu trong huyết sắc quang cháo nhắm nghiền. Vô số tia hồng quang nhu nhuyễn, nhỏ li ti đang ngưng kết thành hình thể của một thường nhân. Huyết ti, quang ảnh không ngừng lấp lẽ, vô số nhánh quang ti liên miên không ngừng, từng tầng từng tầng nhanh chóng tổ hợp thành da thịt xương cốt có màu đỏ yêu dị trường cảnh quá quỷ bí trực tiếp lọt vào trong mắt mấy người môn chủ quỷ linh môn khiến bọn họ há hốc mồm sờn tóc gáy trong chớp mắt không chỉ thân thể bên dưới mà phần sừng của quỷ đầu cũng bị huyết sắc quang ảnh bao phủ từng khối từng khối huyết nhục ngưng tụ thành hình sau khi chứng kiến cảnh thân ảnh trong huyết cháo dần dần trở thành thực thể mà huyết sắc quang đoàn do ma khô bị phong ấn trong thủy tinh biến thành thì đang nhanh chóng nhỏ đi ngoài ra hai đạo quang trụ lúc đầu đang liên kết lại với nhau vương thiên cổ đột nhiên nghĩ đến một loại bí thuật trong truyền thuyết không nhịn được kêu lên một tiếng giải thể hóa hình đây là loại bí thuật vô thượng trong ma công đồng thời hắn giơ hai tay lên một đạo ô quang bắn ra trực tiếp chém về huyết sắc quang trụ nối kết đó chính là một cái phiến đồng to bằng bàn tay mặt trên có phủ văn màu đen lưu chuyển không ngừng Ngụy Vô Nhai và môn chủ Quỷ Linh môn sau khi nghe thấy Vương Thiên Cổ hô lên bốn chữ giải thể hóa hình thì cũng bị dọa nhảy dựng lên, không suy nghĩ đồng thời dương mắt nhìn. Chỉ thấy phiến đồng khi chém vào mục tiêu thì linh quang màu đen đại thịnh, huyết sắc quang trụ đột nhiên đứt gãy. Lúc này quỷ đầu với thân thể phía dưới đã hình thành cảm ứng được nên mở hai mắt ra, hai đạo quang mang yêu dị, một đen một tím, lóe lên, nhếch miệng cười ác độc. Chương 837, kinh biến. Hàn Lập hiện đang ở trong một mảng hào quang ánh sáng bao quanh thân thể, bốn phía xung quanh có chút hôn ám, mơ hồ không rõ. Vô số quang điểm màu trắng to như hạt đậu đang bay múa đầy trời, phiêu phủ bất định giữa không trung. Đột nhiên hai tay hàn lập bắt pháp quyết, linh quang trên người di động không ngừng, một luồng kình phong xuất hiện, bao lấy thân hình hắn vào giữa. Sau đó kình phong càng lúc càng mạnh, kích thước càng lúc càng to, quang điểm màu trắng xa xa bắt đầu bị hút vào tựa thiêu thân. Không lâu sau, kình phong đã trở nên vô cùng to lớn, giống như cây cột chống trời những chỗ nó đi qua đều làm cho cát bay đá chạy. Ngay lúc này trong kình phong truyền ra tiếng chú ngữ của Hàn Lập. Sau khi rung lên, nó tự động tán đi, trở lại thành từng giải hào quang, phiêu đáng giữa thiên địa. Chú ngữ lại một lần nữa vang lên, hào quang chuyển hóa thành màu lam. Sau đó tiếng nước cuồn cuộn ập đến, bốn phương tám hướng đều xuất hiện những cột sóng vô cùng vô tận, kích xả ra xung quanh. Còn Hàn Lập thì đang cưới trên một cột nước rất to, hai bắt bắt pháp quyết, lam quang rực rỡ tựa như thủy thần, hà bá vậy, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đột nhiên pháp quyết trong tay hắn biến đổi, âm thanh chú ngữ thấp dần, sóng nước bốn phía trong nháy mắt đã tiêu biến như ảo ảnh. Tiếp theo từng tầng từng tầng hỏa lãng huyễn hóa thành hình, vài chục con hỏa giao dài khoảng chục trượng cũng xuất hiện trong hỏa diễm, há miệng phun lửa. Sau khi hỏa diễm qua đi, từng loại từng loại thiên địa kỳ cảnh từ biển xanh rừng rậm, sa mạc vô biên, băng tuyết đầy trời đều hiện ra dưới sự điều khiển của Hàn Lập. Hắn lúc này đã giống như thần linh, không gì có thể gây khó dễ. Hàn lập dùng pháp lực ngưng tụ lại một cự nhân hoang cổ, cao khoảng ngàn trượng rồi ra lệnh cho nó vỗ vào ngực, ngửa đầu lên trời hống to. Đột nhiên chân trời bốn phía có một đạo ngân quang chấp động, tiếp theo hóa thành từng phiến ngân chiều, từ xa cuồn cuộn tiến đến gần. Trong nháy mắt, ngân quang trói mắt đã tràn ngập cả không gian. Cự nhân dưới tác dụng của ngân quang liền bị tan chảy như đống tuyết. Còn hàn lập sau khi bị nó bao lấy thì chỉ thấy hai mắt đau đớn, không tự chủ được lấy tay che lại, kêu thảm một tiếng. Toàn bộ ngân quang lập tức bùng nổ, Hàn Lập cảm giác đầu óc quay cuồng, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nào ngân quang, nào thiên địa, tất cả đều vô ảnh vô tung, chỉ có một mình hắn đang ngồi tĩnh tỏa trong một gian mật thất, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Thở sâu một hơi, Hàn Lập mới bình tĩnh trở lại. Lúc này hắn mới nghĩ đến mình đang ở trong trụy ma cốc. Không lâu trước đó, hắn đã uống một viên tạo hóa đan luyện chế được. Tất cả những thứ trên đều là huyến cảnh do dược tính của loại đan này gây ra mà thôi. Hàn lập ngẩn ngơ ngồi trên mặt đất mà không đứng dậy. Hắn đang nhớ lại những thể nghiệm đã trải qua, sắc mặt âm tình bất định, bộ dáng có lúc giật mình, có lúc nghi hoặc. Đột nhiên hắn đưa tay sờ sau lưng một cái, thấy áo bào của mình đã ướt súng, khẽ cắn môi. Loại tạo hóa đan kia thực sự quá thần kỳ. Tuy hắn có thần thức cực kỳ cường đại nhưng mới uống một viên mà thần thức đã bị tán đi, hãm nhập vào huyến cảnh. Mà ở trong huyến cảnh, hắn đã hoàn toàn trở thành một người khác, trải qua các loại tao ngộ không thể tưởng tượng, nắm giữ nhiều loại pháp quyết cường đại. Đối với hắn mà nói thì việc rời non lấp biến, hô mưa gọi gió chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng khi hắn hồi tưởng thì những khẩu quyết kia lại trở nên cực kỳ mơ hồ, căn bản không nhớ được chữ nào. Ngược lại cảm ngộ và cách khống chế thiên địa linh lực, hắn lại nhớ rõ ràng, giống như tự mình trải qua, vô cùng chân thật. Điều này vô cùng hữu ích trong việc giúp hắn đột phá cảnh giới. Hàn lập tiếp tục nhắm hai mắt, ngồi tại mặt đất không động đậy lần tĩnh tọa này chỉ gần nửa ngày hắn đã thu công từ sâu trong hai mắt lại khôi phục sự bình tĩnh và trong suốt vẻ nghi hoặc cũng đã biến mất hàn lập đứng dậy phất tay áo đánh một đạo pháp quyết lên thạch môn của mật thất linh quang trên cửa đá lập tức lóe lên tự động mở hàn lập không nhanh không chậm bước ra tiếp theo một đạo bạch quang từ bên trong thạch bích đột nhiên lóe lên tiến vào trong tay áo của hàn lập đó chính là tiểu hồ do ngân nguyệt biến thành ta bế quan mấy ngày rồi, thời gian vừa rồi có xảy ra sự tình gì không? Hàn Lập từ từ đi về phía cửa động, mở miệng tùy tiện hỏi một câu. Chủ nhân bế quang đã hai ngày hai đêm rồi, trong thời gian đó do tử linh cô nương xuất quan trước nên đã qua nhìn một lần nhưng thấy động khẩu vẫn chưa triệt bỏ cấm chế, vì vậy đã trở về. Ngân Nguyệt cung kính nói, tu vi của tử linh hơi kém nên ảnh hưởng của tạo hóa đan đối với nàng ta không lớn. Xuất quan sớm một bước cũng chẳng phải là điều gì kỳ quái. Ngược lại việc ngân nguyệt ngươi không chịu dùng tạo hóa đan mới khiến ta giật mình. Hàn lập thản nhiên nói, chủ nhân hẳn phải biết tiểu tỳ không phải là tu sĩ nhân loại mà chỉ là một lang yêu. Ngoài ra tiểu tỳ còn mượn tạm thân thể yêu hồ để tiến hành tu luyện nên có chút rối loạn, cực kỳ khác với nhân loại. Ngoại trừ đan dược giúp tu vi tăng tiến thì tiểu tỳ không dám dùng những loại linh đan khác. Nếu không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, tiểu tỳ nguyện tốn thêm chút thời gian hơn là mạo hiểm thử nghiệm ngân nguyệt có chút bất đắc dĩ truyền âm trả lời hàn lập nhíu mày sau khi ngẫm nghĩ liền gật gật đầu không nói thêm gì nữa những quả linh trúc quả còn lại tất nhiên hàn lập sẽ không bỏ đi mà đều nuốt tất cả vào bụng trước khi dùng tạo hóa đan sau khi dược lực phát tác thì thu vi tăng lên không ít thật không hổ là thiên địa linh dược khi hàn lập đến động khẩu thì những con khôi lỗi thú vẫn đứng yên canh giữ ở đó hắn bước lên vài bước lấy một cái túi chữ vật bên hông ra rồi ném lên không trung hào quang lập tức xuất hiện thu lấy toàn bộ khôi lỗi thú vào bên trong lúc này hàn lập mới mở động phủ trầm ổn đi ra ngoài ngay lập tức ở đỉnh núi bên cạnh có một đạo hào quang bắn nhanh về phía động khẩu của hàn lập hắn liếc mắt nhìn một cái ung dung phất tay về bốn phía nhất thời trong đất đá xung quanh liên tiếp bắn ra từng cái trận kỳ trận bàn chỉnh tề rơi vào trong tay hàn lập hàn huynh cuối cùng cũng xuất quan rồi ta còn tưởng đạo hữu muốn ở thêm trong đó nửa ngày nữa chứ lúc này đạo hào quang đã ở phía trên bầu trời trước mặt hàn lập thân hình tử linh xuất hiện nàng phiêu phù trong không trung mỉm cười nói với hàn lập nụ cười khiến nàng lập tức trở nên vô cùng rực rỡ xinh đẹp xem ra sau khi sử dụng đan dược hiệu quả đối với cô nương thực sự rất tốt chỉ cần đả tỏa vài năm là có thể tiến vào kết đan trung kỳ hàn mỗ xin chúc mừng đạo hữu trước hàn lập mở miệng nói ra lời tốt đẹp hàn huynh nói đùa rồi việc phục dụng tạo hóa đan chỉ giúp tiểu nữ tiết kiệm vài chục năm khổ tu mà thôi. Ngược lại Hàn Huynh sau khi dùng tạo hóa đan thì rất có khả năng tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Điều này mới là việc đáng mừng. Đôi mắt đẹp của Tử Linh nhìn Hàn Lập, mỉm cười nói. Tử Linh đạo hữu sẽ không cho rằng hiệu quả sau khi dùng tạo hóa đan đối với tu sĩ Nguyên Anh và kết đan giống nhau chứ. Loại đan dược đó tuy dùng cho tu sĩ dưới hóa thần kỳ nhưng tu vi càng thấp thì hiệu quả càng cao tu sĩ kết đan khẳng định có thể tiến thêm một cảnh giới nhưng tu sĩ Nguyên Anh thì khó nói lắm. Hàn Lập Trấn định nói, mặc kệ thế nào nhưng tạo hóa đan chắc chắn giúp ích Hàn Huynh đề thăng cảnh giới. Hàn Huynh không cần quá khiêm nhường, với tư chất của đạo hiếu, chỉ trong vòng 200 năm đã tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ thì khả năng tu vi tăng lên trung kỳ chỉ là việc ngày một ngày hai mà thôi. Tư chất, Hàn Lập nghe tử linh nói ra hai từ trên thì trong lòng không khỏi cười khổ. Tuy không biện minh gì nhưng hắn vẫn lắc lắc đầu, tử linh bĩu môi, đang muốn nói tiếp gì đó thì đột nhiên từ xa truyền đến thanh âm ầm ầm kinh thiên động địa tiếp theo cả trời đất sung chuyển Hàn Lập còn tốt nhưng Tử Linh đang lơ lửng trên không trung suýt chút nữa thì rơi xuống xảy ra chuyện gì vậy Tử Linh nhanh chóng ổn định thân hình sắc mặt hiện ra vẻ kinh hãi hỏi trong lòng Hàn Lập cũng giật mình hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về hướng âm thanh truyền tới di vị trí kia hình như chính là phương hướng có tiêu ký ghi trên bản đồ trong lòng Hàn Lập khẽ động có chút nghi hoặc tự hỏi. Lúc này ở chân trời xa xa lóe lên một đạo bạch tuyến. Tiếp theo âm thanh bén nhọn như sấm sét rồn dập truyền tới. Bạch tuyến trong nháy mắt đã từ nhỏ biến to, từng đạo khí lãng màu trắng vô biên đột nhiên xuất hiện cách không xa nơi hàn lập đứng. Bạch lãng trùng trùng, những chỗ nó đi qua đều trở thành bình địa, vô số đất đá bị cuốn vào trong. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, nháy mắt chỉ cách hai người có hơn trăm trường. Bất hảo, hàn lập thấy cảnh tượng này thì sắc mặt đại biến hô lên. Hắn không dám trần chờ, phất tay áo, một cái tiểu thuẫn màu lam bay ra, đón gió lớn lên, hóa thành cự thuẫn che chắn trước người. Hàn lập điểm chỉ về phía cự thuẫn, một tầng lam quang bảo vệ bao bọc lấy hắn nhưng dường như hắn vẫn chưa an tâm, tiếp theo liền hé miệng, một đoàn lam sắc băng diễm bắn ra, nổ tung trong khoảng không trước người hơn 10 trường. Lam quang trói lòa, âm thanh bụp vang lên, từng đạo hàn khí nhanh chóng cuồng trướng, hóa thành một tầng băng dày. Trong nháy mắt đã tạo ra một tòa băng sơn cao khoảng 6-7 chục trượng chắn ở trước mặt Hàn Lập. Tử Linh cũng cực kỳ hoảng sợ, tay chân luống cuống lấy ra một khối cẩm mặt, cẩm mặt hóa thành một đạo hào quang hộ trụ toàn thân nàng. Sau khi thấy Hàn Lập đột nhiên ngưng tụ ra một tòa bằng sơn thì sắc mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng hạ xuống đứng ở bên cạnh Hàn Lập. Khí lãng xa xa cuối cùng cũng đã táp tới hai người. Cả bầu trời trở nên hôn ám, sau đó âm thanh dạn nứt xuất hiện, băng sơn trước mặt run rẩy, rất nhiều khối cự thạch đập vào nó, gây ra tiếng kêu binh binh bang bang chói tai, khiến người ta nghe được thì khí huyết quay cuồng, trong lòng cực kỳ khó chịu. chương 838, ma ảnh sơ hiện, tử linh thấy băng sơn có vẻ như không chống chọi nổi thì không kìm được lộ ra vẻ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, liếc mắt nhìn hàn lập ở bên cạnh một cái. Hàn lập lúc này đang đứng ở trong màn hào quang do cửu thuẫn biến thành, thần sắc bình tĩnh như thường, một tia bối rối cũng không có. Tử linh thấy vậy, trong lòng cũng bình tĩnh hơn, nàng cho rằng hàn lập còn có thủ đoạn hộ thân khác nên mới chấn định như thế. Nhưng ngoài dữ liệu của tử linh chính là sau đó Hàn Lập chẳng di chuyển hay thi triển bất cứ pháp bảo cùng thần thông gì, mà lam sắc băng sơn mặc dù bị khí lãng, cự thạch công kích rung lên không thôi nhưng vẫn tỏ ra vô cùng cứng cỏi, một tia dạn nứt nhỏ cũng không có xuất hiện. Tử linh trong lòng vui mừng lẫn sợ hãi, thế mới biết, lam băng kia không phải là do hàn khí bình thường ngưng kết thành, tựa hồ so với tinh cương còn muốn cứng rắn hơn ba phần. Sau thời gian tầm một chén trà nhỏ, khí lãng kinh người rút cuộc cũng đã qua đi âm thanh ầm ầm u u cũng theo bạch tuyến phía xa xa biến mất không gian đồng dạng trở lại lặng yên không tiếng động nó rút cuộc là cái gì vậy trong trụy ma cốc sao lại xuất hiện hiện tượng như thế tử linh nhẹ thở ra một hơi đem thải hà trước người hóa thành chiếc khăn lụa thu vào trong tay rồi mới nghi hoặc hỏi hàn lập không rõ lắm tuy nhiên linh khí phía xa có chút bất thường cực kỳ hỗn loạn mà khí lãng kia thật là kinh người không phải do người bình thường tạo ra chẳng lẽ là ở khe hở không gian nào đó xảy ra vấn đề bất quá luồng khí lãng này hung mãnh như thế ta xem cấm chế trong nội cốc không mấy cái có thể chống đỡ được tu sĩ nguyên anh kỳ gặp thì còn có năng lực tự bảo vệ mình nhưng nếu nó đi ra vùng ngoại cốc thì đám tu sĩ kết đan sẽ thiệt hại nặng ánh mắt hàn lập chất động lẩm bẩm nói tử linh nghe vậy thì đôi mi thanh tú nhíu chặt dùng thần thức cảm ứng phía trước một chút mặc dù biết được linh khí có một chút dị thường nhưng chỗ đó thực quá xa nên nàng không rõ ràng lắm đúng là có chút bất thường Hàn Huynh, chẳng lẽ người muốn qua xem? Tử Linh chớp chớp đôi mắt đẹp, nhẹ giọng hỏi thăm. Qua xem, tại sao phải qua xem? Mặc kệ khí lãng này là do người tạo ra hay là tự động bộc phát thì nơi đó cũng không phải là chỗ tốt đẹp gì. Ta mặc dù khá tò mò nhưng không muốn đi tìm phiền toái. Nên theo đường cũ phản hồi thôi. Dù sao lần này vào cốc cũng đã đạt được hơn phân nửa mục đích, bây giờ lại trải qua trận kinh biến này thì quỷ linh môn chắc sẽ không cố gắng tìm kiếm chúng ta đâu. Đây là thời điểm tốt để thoát thân. Hàn Lập sau khi do dự một chút thì chậm rãi nói quyết định của mình. Sau đó hắn điểm chỉ về phía cự thuẫn trước người, nhất thời màn hào quang quanh thân nhanh chóng thu liễm biến mất, thuẫn bài cũng thu nhỏ lại, chỉ còn tầm một tắc rồi bay vào trong tay áo. Về phần băng sơn trước mắt, Hàn Lập nhẹ nhàng phất tay về phía nó. Nhất thời lam quang đại phóng, băng sơn trong phút chốc đã thu nhỏ lại. Một lát sau một đoàn lam sắc hỏa diễm giống như lúc trước dung nhập vào lòng bàn tay Hàn Lập. Tử Linh chứng kiến màn này, trong đôi mắt sáng hiện lên vẻ giật mình. Còn Hàn Lập thì giơ bàn tay lên xem một chút, nét mặt lộ ra một tia hài lòng. Loại thủ pháp đem băng diễm thu vào trong cơ thể chính là một phương pháp vận dụng nó mà hắn hiểu được nhờ cảm ngộ khi chìm trong huyễn cảnh. Mặc dù là lần đầu tiên sử dụng nhưng điều khiển nhẹ nhàng như đã thuần thục từ lâu, giống như đã luyện tập qua nhiều lần. Điều này thật sự làm cho bản thân Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng việc hắn tại huyễn cảnh thể nghiệm gì đó cũng không phải là ảo giác mà chính là thiên địa lĩnh ngộ, hắn đã có sự thể nghiệm vượt lên cảnh giới thì khả năng tiến giai lên nguyên anh trung kỳ xem như có nhiều hy vọng. Trên mặt hàn lập lộ ra một chút tươi cười, quay đầu lại muốn nói cùng tử linh cái gì đó thì vào lúc này, đột nhiên ở chân trời phía sau hai người quang mang chấp động, tiếp theo lưỡng đạo độn quang một trước một sau bay vụt đến. Độn quang một vàng một trắng. Lắc lư run rẩy tựa như đang chạy chối chết về phía Hàn Lập. Di, sau khi Hàn Lập dùng thần thức kiểm tra thì tỏ vẻ ngoài ý muốn, khẽ kêu một tiếng. Sao, Hàn Huynh hình như nhận ra hai người kia, tử linh cũng dùng thần thức dò xét một chút, ngoài việc nhìn ra chủ nhân lưỡng đạo độn quang đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì không biết thêm gì nữa nên không nhịn được hỏi một câu. Đương nhiên nhận ra, hai người kia còn có một chút hút mắt với ta nữa. Hàn lập nhíu mày một chút, tiếp theo ánh mắt cổ quái nhìn chầm chầm về phía xa xa, lạnh nhạt nói. Trong độn quang có hai người, một vị sắc mặt vàng vọt, mặc hoàng bào, chính là hoàng phong cốc lệnh hồ lão tổ. Mà người bên cạnh hắn sắc mặt trắng bệch, thần tình lạnh như băng, chính là bạch y nữ tử đại trưởng lão của yểm Nguyệt Tông sư tỷ của Nam Cung Uyển. Hai người kia cũng vào trụy ma cốc khiến cho Hàn Lập không khỏi có chút ngạc nhiên. Lúc trước hắn đâu có thấy bọn họ nhập cốc, xem ra bọn họ không phải là dịch dung lẫn vào mà cố ý kéo dài thời gian, tại thời điểm cuối cùng mới lẻn vào trong cốc. Hai người này bây giờ mặt mang vẻ sợ hãi, liều mạng thúc giục độn quang chạy chối chết nhưng rõ ràng phía sau lại không có một bóng người. Tựa hồ có cái gì đó đáng sợ sẽ mau chóng đuổi theo nên một khắc cũng không dám dừng lại hàn lập trong lòng cảm thấy kỳ quái vì thần thông của bọn họ cũng không kém lệnh hồ lão tổ là tu sĩ nguyên anh trung kỳ mà xưa tỷ nam cung uyển cũng có công pháp pháp bảo sắc bén dị thường hai người như vậy liên thủ mà vẫn không địch lại còn phải chật vật bỏ chạy thật sự là làm cho người ta khó có thể tin được chẳng lẽ kẻ đuổi giết phía sau chính là vị thần sư mộ lan pháp sĩ họ trọng kia nghĩ tới đây hàn lập cũng dùng mình hắn cùng mộ lan pháp sĩ quan hệ cực kỳ tệ hắn đã phá hoại chuyện tốt của người mộ lan mấy lần, lại còn giết chết không ít mộ lan pháp sĩ cao. Nếu gặp thần sư họ trọng nọ thì sợ rằng hắn sẽ không lưu tình, xuất thủ đối với mình. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không dám trần chờ nữa, hắn lúc này thừa dịp hai người xa xa chưa chú ý tới nơi này, thân hình nhoáng một cái đã đến cạnh tử linh. Không chờ nữ nhân này kịp kinh ngạc mở miệng hỏi, hai tay Hàn Lập bắt quyết, linh quang trên người chấp động rồi một mảng thanh hà bỗng nhiên xuất hiện trên đầu hai người, nhẹ nhàng hạ xuống thân ảnh hàn lập cùng tử linh trở nên mờ nhạt đi, trong nháy mắt đã ẩn nạc biến mất vô ảnh vô tung. Đang lúc này, lưỡng đạo độn quang xa xa khó khăn lắm mới đến gần chỗ hàn lập. Lệnh hồ lão tổ mặt mày xanh mét, hàn lập cũng thấy rất rõ ràng nhưng đột nhiên ánh mắt hắn chấp động một chút, nhìn thẳng về một chỗ cách khoảng hơn trăm trượng ở phía sau hai người, đôi mắt nhíu lại. Các người muốn chạy đi đâu? Sao? Ngay cả đồng bạn cũng bỏ mặc. Hắc hắc, hai người tu vi không kém, nguyên thần rất tốt, vừa hợp làm vật đại bổ cho bổn tôn. Bổn tôn như thế nào lại để cho các ngươi chạy mất? Lần này sẽ không có việc ngoại ý phát sinh nữa đâu. Hai người các ngươi tốt nhất là hãy ngoan ngoán bó tay chịu trói đi. Người kia cười lớn không kiêng nể gì, mấy câu nói làm chấn động ông ông toàn bộ vùng xung quanh. Trong phương viên mười mấy dặm các tu sĩ khác cũng có thể nghe được rõ ràng. Tiếp theo tại chỗ hàn lập ngóng nhìn đột nhiên lóe lên ô quang, một luồng hắc mang quỷ dị xuất hiện. Hắc mang phiêu hốt không chừng, chợt ẩn chợt hiện nhưng mỗi một lần thoáng hiện đều rút ngắn khoảng cách cùng độn quang phía trước một cách rất quỷ dị. Chỉ sau một thời gian ngắn, Hắc Mang đã cách hai người lệnh hồ lão tổ phía trước có năm, mươi trường. Mà lúc này trong Hắc Mang mơ hồ có một bóng người, mặc dù cực kỳ mờ nhạt nhưng Hàn Lập vẫn vội vàng ngưng thần quan sát. Tuy nhiên không biết Hắc Mang kia là công pháp bí thuật nào mà với tu vi của mình, Hàn Lập cũng không thể dùng thần thức xuyên thấu qua, chỉ có thể xem xét đại khái bên ngoài. Nhưng thân hình người đó Hàn Lập cảm thấy có chút quen thuộc, Ngẫm nghĩ một chút liền giật mình cả kinh. Nam Lũng Hầu, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn biến thành bộ dạng như thế? Hàn Lập trong lòng vô cùng kinh nghi, người này đúng là Nam Lũng Hầu đã bị ma hóa. Hàn Lập thực sự không biết thân thể đối phương đã bị ma hồn xâm thể, sớm đã không phải Nam Lũng Hầu nguyên bản. Nhưng đối với ma khí trùng thiên trên người đối phương cùng với việc hắn có dũng khí đuổi giết lệnh Hồ lão tổ cùng Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão thì tự nhiên biết bên trong có điều kỳ quái nên không dám mạo muội xuất hiện. Lúc này Nam Lũng Hầu điều khiển hắc mang, mắt thấy cách hai người phía trước chỉ có hơn 30 trượng thì hắn phát ra một trận cười âm u quái dị, phốc một tiếng, hắc mang lập tức bạo liệt. Một đoàn ma khí tối đen như mực xuất hiện, bao bọc hắn vào trong, tiếp theo ô quang lóe lên vài cái, Nam Lũng Hầu trong nháy mắt đã biến mất trong hắc khí. Lệnh hồ lão giả cùng bạch y nữ tử rất chú ý đến cử động của Nam Lũng Hầu. Thấy hắn vừa quỷ dị biến mất thì sắc mặt hai người đại biến, không hẹn mà cùng đình chỉ độn quang, lấy ra một cổ kính màu đen và ngọc như ý màu vàng. Sau đó chúng liền hóa thành từng đạo linh quang, bảo hộ hai người. Mà ở phía trước, cách hai người không xa, hắc quang chợt lóe, ma khí đen nhánh đột nhiên phun ra, trong nháy mắt tràn ngập phương viên hơn 10 trượng, thân ảnh nam lũng hầu thoáng hiện bên trong. Các người rõ ràng biết không phải là đối thủ của ta mà còn phản kháng thì thật sự quá ngu xuẩn. Nam lũng hầu nhe răng cười nói rồi tùy tiện phất tay. Bình một tiếng nổ truyền đến phảng phất như một bàn tay vô hình khổng lồ đánh chúng bạch y nữ tử trong màn hào quang do bảo kính biến thành. Nhất thời cả người nàng ta bị văng ra xa bảy tám trượng, sau đó mới lắc lư miễn cưỡng ổn định được thân ảnh. Lệnh hồ lão tổ mặt vốn xanh mét giờ lại càng cực kỳ khó coi. Người rút cuộc là ai? Chẳng những phụ thân vào thân thể nam lũng đạo hữu mà còn dám cắn nuốt nguyên thần tu sĩ nguyên anh kỳ chúng ta. Người thực sự tưởng rằng mình có thể đối địch với tất cả tu sĩ trong cốc sao lần này tiến vào trụy ma cốc có hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Người có lợi hại đến mấy thì cũng khó mà thoát chết. Lệnh hồ lão tổ đột nhiên lớn tiếng quát, hơn 10 người, hắc hắc quá tốt, nguyên tưởng rằng trong cốc chỉ có vài tên tu sĩ các ngươi nhưng hiện giờ lại biết có nhiều tu sĩ cao cấp như vậy. Như vậy bổn tôn cũng không vội đi tìm thân thể về mà trước tiên đi cắn nuốt tất cả nguyên anh đã, nói không chừng hồn lực của bổn tôn có thể hồi phục được 7-8 phần. Nam lũng hầu chẳng những không e ngại mà ngược lại âm trầm cười nói. Theo sau ầm một tiếng, hắc khí trong nháy mắt bắn ra bốn phía. Tiếp theo một đạo thân ảnh hắc hồ hồ mang theo cả chuỗi tàn ảnh từ trong hắc khí bắn nhanh ra, lao thẳng tới lệnh hồ lão tổ. Chú thích: Sau này tại hạ sẽ gọi nam lũng hầu bị ma hóa là ma hồn để phân biệt với cổ ma do tàn hồn của Thương Khôn thượng nhân nhập vào mà ba người Ngụy Vô Nhai gặp trong linh miểu viên. Chương 839: Đánh lén, hiện thân. Lệnh hồ lão tổ biến sắc, không kịp suy nghĩ nhiều lập tức kích phát ngọc như ý nhất thời đem vòng bảo hộ ngưng dày thêm ba phần. Đồng thời há mồm phun ra một viên tiểu ấn hình vuông, hóa thành một đoàn lục quang trực tiếp nghênh chiến. Âm nam lũng hầu nọ cười lạnh một tiếng rồi không chút do so dự tung một quyền kích lên ngọc ấn. Hắc mang lục quang đan vào nhau nhưng hắc khí bành trướng lên đã kích nát lục quang. Ngọc ấn kêu vù một tiếng rồi bay ngược lại phía lệnh hồ lão tổ. Lệnh hồ lão tổ cả kinh, vội vàng hai tay bắt quyết, liên tiếp đánh ra vô số đạo pháp quyết mới làm cho Ngọc Ấn dừng lại trước vòng bảo hộ. Nhưng chỉ một chút trì hoãn này cũng đã đủ cho một nắm tay đen thui quỷ dị di động đến trước vòng bảo hộ rồi hung hăng nện xuống. Vòng bảo hộ chợt chấn động, lệnh hồ lão tổ chỉ cảm thấy áp lực cực kỳ cường đại truyền đến, cả người cùng quang cháo bị hất bay ra. Nhưng lệnh hồ lão tổ không hổ là lão quái vật sống gần ngàn năm, kinh nghiệm tranh đấu cùng người cực kỳ phong phú. Trong lúc bị kích bay thì tay áo bảo rung lên, xuất ra một đạo hỏa hồng phi đao chém thẳng về phía thân hình nam lũng hầu đang bay tới. Khuôn mặt nam lũng hầu tràn đầy hắc khí nhe răng cười ác độc. Mắt thấy phi đao hóa thành một đạo kinh hồng bay đến trên đỉnh đầu nhưng hắn lại căn bản không có ý trốn tránh mà ngược lại còn đột nhiên hít một hơi rồi há mồm phun ra một đoàn hắc hồng sắc yêu diễm về phía phi đao ngay trên đầu. Phi đao khi tiếp xúc với hắc hồng hỏa diễm thì nhất thời bị ma diễm nọ bao vây lấy. Hồng sắc linh quang trên phi đao chỉ kịp gào thét lóe ra vài cái thì đã bị cắn nuốt sạch sẽ nhất thời đại bộ phận linh tính của thanh đao đã bị tiêu biến nó hóa thành một khối sắt thường rơi xuống lệnh hồ lão tổ nhìn thấy vậy thì trong lòng hoảng hốt khẩu phi đao kia thoạt nhìn rất bình thường nhưng kỳ thật là bảo vật phá tà cực kỳ nổi danh tại tu tiên giới thiên nam năm đó lão rất vất vả mới lấy được có kỳ hiệu chuyên môn khắc chế đối với tà mị tà linh mà nam lũng hầu trước mắt rõ ràng là bị một loại tà linh lợi hại nào đó phụ thân cho nên lão lợi dụng cơ hội đối phương không đề phòng mà phóng phi đao ra Mặc dù không trông cậy vào việc nó có thể dễ dàng chém giết đối phương nhưng cứ như vậy mà bị đối phương tiện tay phá giải thì thật sự khiến lão kinh hoàng. Ngay lúc đó Nam Lũng Hầu bị ma hóa lại không chờ thân hình lão đứng vững mà phốc một cái, thân hình biến đổi tựa như mãng xà. Trong nháy mắt thân thể trở nên vừa nhỏ lại vừa lại dài. Nửa trên thân thể chỉ thoáng một cái đã đến trước người Lệnh Hồ lão tổ, vung quyền tấn công. Lệnh Hồ lão tổ lại bị kích bay ra sau, thân hình Nam Lũng Hầu lại khẽ động xuất hiện một cách quỷ dị bên cạnh lệnh hồ lão tổ rồi tiếp tục vung quyền trong chốc lát lệnh hồ lão tổ không cách nào ngăn cản mà đã trở thành bao cát tập luyện ngọc như ý nọ thật sự là nhất kiện cổ bảo phòng ngựa đỉnh cấp mặc dù bích lục quang cháo chấp động không thôi nhưng dưới cự lực đả kích như thế mà vẫn không bị đánh nát khiến cho nam lũng hầu cũng không khỏi kêu nhẹ một tiếng dù vậy công kích vẫn không dừng lại chút nào một quyền tiếp một quyền lệnh hồ lão tổ giờ phút này trong lòng cực kỳ kinh sợ bây giờ hắn giống như lỗ về anh lúc trước cứ sau mỗi quyền linh lực vừa ngưng tụ trên người đã bị tiêu tán hơn phân nửa nên không có lực hoàn thủ mắt thấy binh binh mười mấy quyền đi qua phòng bảo hộ do ngọc như ý sinh ra rút cuộc cũng bắt đầu lập lòe lệnh hồ lão tổ trong lòng thoáng chìm xuống nam lũng hầu thấy vậy trên mặt hiện lên một tia cười âm hiểm thân hình tiếp tục di chuyển một tay vung quyền cấp bách đánh lên vòng bảo hộ còn năm ngón tay kia thì hợp lại hóa thành thế chờ đợi Hiển nhiên hắn chờ ngay khi vòng bảo hộ bị nghiền nát thì lập tức tung ra một kích chí mạng đối với Lệnh Hồ lão tổ. Lệnh Hồ lão tổ sắc mặt xám trắng, mắt thấy vòng bảo hộ hiện ra vết rạn dạ nứt, đột nhiên cắn răng một cái, đưa tay sờ vào một đồ vật trong áo. Lão định liều mạng cùng đối phương, nhưng đang lúc này đột nhiên một đạo ngũ sắc quang trụ không chút dấu hiệu từ trên trời giáng xuống, bao vây Nam Lũng Hầu vào trong nam lũng hầu nguyên bản không thèm để ý nhưng khi ánh hào quang chiếu đến thì hắn bỗng nhiên cảm giác thân hình trầm xuống động tác bị trì hoãn hơn phân nửa di nam lũng hầu có chút ngoài ý muốn lập tức liếc mắt nhìn về một phương hướng ở phía xa xa bạch y nữ tử nọ đang giơ cao cổ kính trong tay một đạo ngũ sắc quang trụ từ giữa kính phun ra nam lũng hầu thấy vậy vẻ tàn khốc trong mắt hiện lên có bạch y nữ tử nhúng tay vào lệnh hồ lão tổ nhất thời như bắt được phao cứu mạng lúc này mừng rỡ buông lỏng tay cầm vật kia, thừa dịp thế công của đối phương bị chậm lại để đề khởi pháp lực, hóa thành một đạo kinh hồng bay ra xa. Trong nháy mắt, hắn đã bay độn đến bên cạnh bạch y nữ tử. Lệnh hồ lão tổ cũng không rông dài cảm tạ mà đầu tiên là hai tay chập lại, tiếp theo dương lên. Mười mấy lá phù màu đỏ bắn ra, bay thẳng đến nam lũng hầu đang còn bị vây trong ngũ sắc quang trụ. Mấy lá phù kia trong nháy mắt đã bay tới đỉnh đầu nam lũng hầu, rồi nổ tung dưới sự điều khiển của lệnh hồ lão tổ. Âm thanh ầm ầm phát ra liên miên không dứt, một mảng lớn lôi hỏa đỏ rực táp xuống. Nam Lũng Hầu chỉ kịp phun ra một cổ hắc khí, bảo vệ toàn thân mà thôi. Lệnh Hồ lão tổ nhiên dĩ nhiên không cho rằng như vậy là có thể giết chết được đối phương, lúc này lại phóng ra thêm ba cây phi xoa màu trắng tấn công Nam Lũng Hầu. Bạch Y nữ tử bên cạnh cũng không nhàn rỗi, một tay thao túng ngưng quang bảo kính, gia tăng cấm chế uy lực của cột sáng. Tay kia bắn ra hai thanh phi kiếm, một đen một trắng, hóa thành hai đạo hào quang chạm tới lúc trước sư tỷ của nam cung uyển cùng lệnh hồ lão tổ đã đấu một hồi với nam lũng hầu kết quả là đại bại chạy trốn tên gia hỏa phụ thân nam lũng hầu chính là cổ ma theo lời ngươi nói sao ngay lúc hai người lệnh hồ lão tổ đang đánh nhau kịch liệt với nam lũng hầu trên không trung thì cách đó không xa hàn lập lại đang cau mày nói chuyện với đại diễn thần quân trừ cổ ma ra thì trên thiên hạ này còn có thể ai lợi hại như vậy Tuy chỉ dựa vào thân thể người khác mà có thể khiến hai tu sĩ Nguyên Anh kia ôm đầu chạy mất thì cổ ma kia có khả năng thuộc tầng lớp có tu vi cao trong thượng cổ ma giới. Nếu bây giờ ngươi đơn thân độc mã đánh với hắn thì cho dù đối phương không dùng bản thể nhưng phần thắng của ngươi cũng tuyệt không nhiều đại diễn thần quân thoạt nhìn có chút hả hê nói. Hắc hắc, lão không trực tiếp khuyên bảo hàn mỗ vội vàng chạy trốn thì cũng đã rất xem trọng hàn mỗ rồi. Tại hạ thực chưa có nhã hứng đơn thân độc mã đánh với cổ ma kia. Còn nam lũng hầu lại chết theo kiểu như vậy thì thế sự thật khó lường. Hàn lập cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói. Hừ, lấy tu vi mà nói thì cho dù ba bốn người như ngươi cũng lên cũng không phải là đối thủ của tên cổ ma kia. Nhưng những thứ tạp nham trên người ngươi có không ít, ngoài ra còn thêm ít tà thần lôi nữa thì mặc dù không phải là đối thủ của cổ ma kia nhưng chạy trốn thì không có vấn đề gì. Đại diễn thần quân hừ lạnh một tiếng, thanh âm có chút cổ quái nói. Hàn lập mỉm cười, đang muốn nói cái gì đó thì bên người truyền đến thanh âm của Tử Linh. "Hàn huynh, bây giờ phải làm như thế nào mới tốt, người có định ra tay không?" Tử Linh từ sau khi Nam Lũng Hầu bị ma hóa xuất hiện thì yên lặng. Bây giờ thấy sắc mặt Hàn Lập có chút quái dị, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu. Nam Lũng Hầu kia quá hung bạo, thật sự khiến nàng khiếp sợ. Hàn Lập nghe Tử Linh nói vậy liền mỉm cười, đang muốn trả lời nàng thì đột nhiên sắc mặt đại biến, phất tay bắn ra một mảng hào quang cuốn lấy nữ tử này rồi mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng. Tiếp theo hắn liền hóa thành một đạo thanh hồng phóng lên cao, trong chớp mắt đã lên tới giữa không trung. Thanh quang thu liếm, thân ảnh hàn lập nửa ôm tử linh một lần nữa hiện ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn xuống phía dưới. Sắc mặt tử linh ửng đỏ, vội vàng thoát khỏi lòng hàn lập, cũng có chút nghi hoặc nhìn lại. Chỉ thấy tại chỗ bọn họ mới đứng vừa rồi có một thân ảnh màu đen mơ hồ, thân sắc hắn lạnh như băng, ngửa mặt nhìn bọn họ, chính là nam lũng hầu không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đó tên cổ ma kia vừa rồi có ý định đột nhập xuống phía dưới tiến hành đánh lén may mắn hàn lập trong lúc vô ý dùng thanh minh linh nhãn đảo qua một chút nếu không hắn đã thực sự có khả năng đã bị đối phương kích chúng còn tử linh lúc này thì hít một ngụm khí lạnh vội vàng nhìn về một phương hướng khác chỉ thấy bên kia vẫn có một đoàn hắc khí lấp lóe ở trong ngũ sắc quang trụ và lôi hỏa rõ ràng nam lũng hầu đang bị bao vây mà Lệnh hồ lão tổ xa xa thấy Hàn Lập mang theo một nữ tu sĩ đẹp như thiên tiên xuất hiện thì đầu tiên cả kinh nhưng sau đó sắc mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng khi ánh mắt đảo qua phía dưới nhìn thấy thêm một nam lũng hầu nữa thì nhất thời bị hù dọa giật nảy cả mình, nhanh chóng gọi bạch y nữ tử, trì hoãn thế công lại. Lúc này nam lũng hầu trong ngũ sắc quang trụ mặt không chút thay đổi, liếc mắt nhìn hai người một cái rồi đột nhiên hóa thành một cổ hắc khí tiêu tán, té ra đó chỉ là một hóa thân tạm thời mà thôi lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử đều thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt đối phương. Huyễn hóa ra một cái hóa thân cũng không khó nhưng lại có thể giấu giếm được thần thức của hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì quá đáng sợ. Phải biết rằng, hai người bọn họ vừa rồi đều nhìn chằm chằm vào hắc khí, mắt chưa từng chớp một cái. Nhưng nam lũng hấu lại thi triển kế kim tiền thoát xác khiến cho đối phương thần không biết, quỷ không hay. Nếu đối phương không phải muốn ám toán hàn lập ẩn trốn một bên mà ra tay với bọn họ thì hai người hơn phân nửa là đã có một người chúng độc thủ hàn đạo hiếu không nghĩ tới đạo hiếu cũng ở chỗ này thật tốt quá yêu ma kia thật sự rất lợi hại ba người ta hãy liên thủ chống lại thì mới có thể tự bảo vệ mình được lệnh hồ lão tổ lớn tiếng kêu lên hàn lập vừa nghe lời này thì trong lòng cười khổ một trận hắn nguyên tưởng rằng ẩn nặc thuật của mình rất thần diệu cho dù là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng không thể phát giác được cho nên mới yên tâm trốn ở một bên xem xét một hồi rồi bỏ đi nhưng không nghĩ tới tên cổ ma kia chẳng những phát hiện ra hắn mà lại còn ra vẻ không biết để đánh lén hắn một đòn, thiếu chút nữa thì chúng độc thủ. Xem ra trận chiến này không đánh cũng phải đánh. chương 840, sơ đấu ma hồn, Hàn Lập nhìn lệnh hồ lão tổ gật đầu, đột nhiên quay qua tử linh thản nhiên nói. Tu vi của cô nương quá thấp, ở chỗ này không giúp gì được, ngược lại còn có thể mất mạng. Cô nương hãy rời đi trước đi, yên tâm, bây giờ có chúng ta ở chỗ này, hắn sẽ không ra tay đối với cô nương đâu hắn với tử linh dù sao cũng có chút giao tình nên mới mở miệng bảo nàng rời đi. Nếu không một lát nữa đánh nhau thì sẽ không có cách nào chiếu cố nữ nhân này. Tử linh nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau khi trần chờ một chút thì nhu thuận gật đầu. Nếu hàn đạo Hữu đã nói như thế thì tiểu nữ đi trước một bước. Hàn huynh, người hãy bảo trọng, tử linh nhẹ giọng nói, sau đó nhìn nam lũng hầu một chút rồi lại liếc mắt về phía lệnh hồ lão tổ bên kia, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang phá không bay đi. Nam lũng hầu bên dưới không biết là thấy tu vi tử linh rất nông cạn không đáng ra tay hay là do đối mặt với ba người hàn lập thật có chút chật vật nên chỉ lạnh lùng đứng liếc mắt nhìn tử linh bay đi, rồi ánh mắt một lần nữa lại tập trung lên người hàn lập. Hàn lập thấy ánh mắt đối phương lộ vẻ bất thiện thì sắc mặt trầm xuồng, tay nhấc lên. Mấy đạo kim hồ thô to xuất hiện kèm theo tiếng ẩm ù như xét đánh liên miên vang lên. Toàn bộ cánh tay trong nháy mắt hiện lên điện quang lấp lóe chói mắt. Đối mặt với địch thủ đáng sợ như thế, Hàn Lập không có tâm tư dò xét mà vừa ra tay là đã thi triển thần thông chuyên môn khắc chế ma công ích tà thần lôi. Thần lôi này từ xưa đến nay vẫn chưa bao giờ làm cho hắn thất vọng khi tranh đấu với ma công tà thuật. Cổ ma trước mặt mặc dù hung hãn nhưng Hàn Lập vẫn tin tưởng vào nó. Vừa thấy trên cánh tay Hàn Lập có kim sắc điện hồ chấp động, mí mắt nam lũng hầu nhấp nháy vài cái, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ta nhận ra ngươi, trong trí nhớ của tên này còn lưu lại thì ấn tượng đối với ngươi vô cùng sâu sắc, mặc dù không nhớ rõ cụ thể là gì nhưng hắn ta rất kiêng kỵ ngươi. Hôm nay xem ra, cảm giác này cũng thực sự không có sai, chẳng những có thể tránh được cú đánh lén của bổn tôn mà còn có thể khu xử ích tà thần lôi thứ năm đó đã làm cho chúng ta đau khổ. Xem ra giải quyết ngươi sợ rằng phải tốn chút sức lực. Nam lũng hầu nhìn chăm chú Hàn Lập trong chốc lát, rút cuộc lạnh lùng mở miệng nói. Hàn Lập nghe mấy lời đó thì khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh, thần sắc không chút thay đổi, kim hồ trên cánh tay lại dày thêm ba phần đồng thời hắn vung tay áo bào xuất ra làm sắc tiểu thuẫn, sau khi nó xoay quanh người một cái thì hóa thành quang trảo bảo vệ Hàn Lập ở bên trong. Lúc này thấy Hàn Lập chủ động đứng ở trước mặt chuẩn bị ngạnh chiến Nam Lũng hầu thì lệnh Hồ Lão tổ cùng Bạch Y nữ tử nhất thời trong lòng mừng rỡ, nhìn nhau liếc mắt một cái. Danh tiếng Hàn Lập bây giờ quả thực không nhỏ, cơ hồ chỉ dưới tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nên không khỏi làm cho hai người có chút tin tưởng. Lúc này hai người môi khẽ nhúc nhích truyền âm một chút rồi lập tức phân ra tả hiếu chuẩn bị tiến hành hiệp trợ Hàn Lập từ hai bên sườn. Nam Lũng Hầu thấy bộ dáng Hàn Lập có vẻ cực kỳ kiên định, căn bản không coi lời nói của mình ra gì thì nhíu mày, miệng khẽ nhếch hiện lên vẻ hung ác dữ tợn. Hắn không nói gì, dậm chân một cái, thân thể nhoáng lên mang theo một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên biến mất không thấy. Thân sắc Hàn Lập chấn định nhưng trong lòng chấn kinh, đề cao 12 phần cảnh giác, dùng thần thức dò xét xung quanh nhưng căn bản không tìm được tung tích đối phương. Quả nhiên không hổ là cổ ma, chỉ riêng pháp thuật ẩn hình cũng đã đủ để khắc chế nhiều tu sĩ bình thường khác. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Hàn Lập lại không chút hoang mang, lam quang trong mắt chấp động, thì triển thần thông minh thanh linh nhãn. Đột nhiên hắn dương tay lên, kim hồ lập tức bắn ra, hóa thành kim võng chụp xuống một chỗ trống trơn. Nhất thời điện hồ cùng tiếng oanh minh đan sen vào nhau. Một màn quỷ dị xuất hiện, nơi kim võng chụp xuống quang hoa chợt lóe rồi nam lũng hầu bổng nhiên xuất hiện. Hắn chỉ thấy có vô số đạo kim hồ lớn nhỏ chụp từ trên xuống, nhất thời không khỏi cảm thấy hơi kinh hãi nhưng lập tức thần sắc trầm xuống, hai vai rung lên, một mảng tàn ảnh lại xuất hiện rồi vô số điện hồ chấn tan tàn ảnh, còn chân thân thì biến mất vô cùng quỷ dị. Hàn lập mím chặt môi, làm quang trong mắt chấp động không thôi, nhìn quanh tứ phía, cánh tay lại nhắm chuẩn, tấn công về một hướng. Tiếng sấm sét ầm vang, một đạo kim hồ thô to từ lòng bàn tay xẻ tới, mục tiêu chính là một chỗ rất bình thường cách hàn lập khoảng 6, 7 trượng kết quả kim hồ vừa mới tới chỗ đó thì thân ảnh nam lũng hầu vừa khớp huyễn hóa ra rút cuộc hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn điện hồ công kích tới lần này nam lũng hầu thật sự thất kinh một lần thì có thể nói là may mắn nhưng liên tiếp hai lần mà vẫn có thể chuẩn xác tìm được hắn thì việc này chắc chắn không phải là chuyện trùng hợp đối phương thật sự có thể khám phá hành tung của hắn lúc này đây hàn lập nắm bắt thời cơ công kích rất tốt mắt thấy kim hồ tới trước người nam lũng hầu tránh cũng không thể được chỉ có thể trợn mắt há mồm phun ra một đoàn hắc hồng ma diễm chống lại kim hồ. Phốc một thanh âm nhỏ vang lên, hỏa diễm cùng kim hồ va chạm vào nhau giống như nước với lửa, cả hai đều hóa thành khói xanh biến mất. Di, lúc này đến phiên sắc mặt hàn lập đại biến, cổ ma kia lại có biện pháp ngăn cản ích tà thần lôi, không biết hắc hồng hỏa diễm là loại hỏa diễm gì mà lợi hại đến thế. Bất quá hàn lập để ý thấy khi đoàn ma diễm nọ bị tiêu diệt thì trong nháy mắt đó sắc mặt nam lũng hầu cũng thoáng trắng bệch, Mặc dù trong trước mắt đã khôi phục như thường nhưng hiển nhiên ma diễm kia đối với đối phương mà nói tuyệt đối không phải là thứ bình thường. Hơn phân nửa có quan hệ đến tinh nguyên linh lực, Hàn Lập còn chưa kịp suy nghĩ tường tận để lợi dụng điểm này thì thân hình nam lũng hầu đột nhiên vươn dài, mềm dẻo như không xương, vươn tới trước người Hàn Lập. Hắn sau khi nhìn Hàn Lập cười âm hàn thì hai nắm tay đâm tới. Hàn Lập không chút hoang mang, hơi thối lui nửa bước rồi sau lưng vang lên tiếng sấm xé gió. Một đôi cánh màu bạc lấp lánh trong ánh ngân quang, tiếp theo thân hình hàn lập cũng biến mất nam lũng hầu nhìn thấy màn này đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau khi ánh mắt đảo qua liền cười lạnh lẽo lôi độn thuật ngươi biết được thật không ít nhưng đáng tiếc hắc hắc trong tiếng cười châm chọc nam lũng hầu hóa thành một cổ hắc khí đồng dạng tan biến vào hư không từ khi nam lũng hầu tiến hành công kích đến lúc hàn lập phóng ra ích tà thần lôi rồi hai người đồng thời biến mất miêu tả thì dài nhưng sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử xa xa vừa thấy song phương giao thủ vốn định tế xuất bảo vật hỗ trợ hàn lập một chút nhưng hai người kia tấn công nhanh như điện quang lôi hỏa căn bản không thể chen vào bây giờ hai người lại đồng thời biến mất vô ảnh vô tung làm cho lệnh hồ lão tổ cùng sư tỷ của nam cung huyền trợn mắt há hốc mồm không khỏi nhìn nhau nhưng theo sau lòng cảnh giác nổi lên hai người vội vàng lấy pháp bảo phòng ngự ra để hộ trụ toàn thân tránh nam lũng hầu nọ nhân cơ hội đánh lén dù sao hai người không như hàn lập có thần thông có thể khám phá phép thuật ẩn thân của đối phương lúc này tiếng sấm lại vang lên Hàn Lập hiện ra ở một chỗ cách vị trí ban đầu hơn 20 trường. Nhưng cùng lúc đó, hắc khí cũng xuất hiện sau lưng Hàn Lập. Khóe miệng nam lũng hầu khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ hung tàn, hai nắm tay không chút khách khí hung hăng nện xuống. Hàn Lập tuy không quay đầu lại nhưng thần thức đều cảm ứng được hết thảy phía sau. Hắn có muốn tránh cũng không được nên chỉ có thể rót linh lực toàn thân vào thuần bài để chống đỡ. Vừa rồi hắn dùng phương pháp tấn công phủ đầu đối phương nhưng không nghĩ tình hình lại đảo ngược nhanh như vậy, mới đó đã đến phiên mình bị đối phương tấn công hàn lập trong lòng khiếp sợ và nghi hoặc binh bình hai tiếng nổ truyền đến tư vị mà lệnh hồ lão tổ vừa mới được nếm trải giờ đã đến lượt hàn lập lam sắc quang mạc trên người hắn run lên thân thể không tự chủ được bị kích bay ra đại bộ phận pháp lực cũng bị hai quyền này đánh cho tan hơn phân nửa lôi độn thuật nhất thời không cách nào thi triển được nam lũng hầu cuồng tiếu một tiếng rồi thân hình hóa thành một đoàn cuồng phong bay theo sát hàn lập chuẩn bị huy động nắm tay đánh gục hắn thân hình hàn lập bắn đi không có cách nào khống chế ổn định được nhưng trên mặt vẫn như thường không vui không buồn đã từng xem qua thủ pháp mà đối phương dùng để đối phó với lệnh hồ lão tổ nên hắn sao lại không chút đề phòng chứ mặc dù hắn không đề khởi được pháp lực bao nhiêu nhưng vẫn có thủ đoạn khác mà căn bản không cần tự mình động thủ vẫn có thể khắc địch chế thắng mặc dù thân thể trong lúc nhất thời không thể nhúc nhích nhưng hai tay vẫn khôi phục hơn phân nửa hắn tháo túi linh thú bên hông xuống ném về phía nam lũng hầu. Nam lũng hầu đầu tiên là ngẩn ra, chưa kịp thấy rõ vật gì thì trong túi đã phát ra thanh âm vù vù. Mấy ngàn con kim sắc vệ kim trùng ùn ùn xuất hiện. Một đóa trùng vân màu vàng trước mắt đã hình thành, tấn công về phía đối thủ. Nam lũng hầu mặc dù cũng không nhận ra vệ kim trùng nhưng vệ kim trùng thân là thượng cổ kỳ trùng nên loại khí tức man hoang khiến cho hắn dùng mình, không dám chậm trễ, phất tay về phía trùng vân. Một cái quỷ trào hỏa diễm xám trắng không chút khách khí chụp xuống nhất thời hơn phân nửa phệ kim trùng không kịp né tránh bị quỷ trảo chụp được. Lập tức hỏa diễm trên quỷ trảo bùng cháy cao thêm vài thước, bao phủ lấy cả những con khác đang ở bên ngoài. Tiếp theo cổ ma cười lạnh một tiếng, muốn đuổi theo hàn lập. Nhưng lợi dụng cơ hội này, bạch y nữ tử cuối cùng cũng tế xuất ra ngưng quang bảo kính thêm một lần nữa. Một đạo ngũ sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống nam lũng hầu, còn viên hoàn của lệnh hồ lão tổ vốn đang xoay quanh trên đỉnh đầu lão nhất thời lóe lên, hiệp trợ tấn công. Nam lũng hầu thấy vậy, trong lòng giận dữ nhưng thân hình khẽ nghiêng đi một cái đã tránh thoát được ngũ sắc quang trụ đang chụp xuống. Quang trụ này đối với hắn mà nói mặc dù có chút khó giải quyết nhưng chỉ cần không bị bao phủ bên trong thì chẳng thể giữ chân hắn được. Về phần viên hoàn nọ đang bay đến thì hiển nhiên cũng là một loại bảo vật cấm chế hành động nhưng với tốc độ nhanh như gió của hắn thì vật ấy không có khả năng cận thân nên hắn căn bản không cần để ý tới. Mặc dù hai người lệnh hồ lão tổ đồng thời ra tay nhưng đối với nam lũng hầu mà nói thì ích tà thần lôi mới là mối uy hiếp lớn nhất cho nên hắn căn bản không để ý đến mà vẫn đánh về phía Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập trong lam quang cũng không có nhàn rỗi, đưa tay vô vào một cái linh thú túi khác bên hông, mười mấy bạch sắc quang cầu bắn ra, trong nháy mắt hóa thành mười mấy con khôi lỗi, xếp hàng đứng chặn nam lũng hầu. Đám khôi lỗi này thân cao hai trượng, đầu hổ mình người, hai tay rung lên, mười chảo nhọn dài khoảng vài tấc chấp lé xuất hiện. chương 841, liên thủ kháng ma, Nam Lũng Hầu vừa thấy trước người hiện ra vài con hồ yêu khôi lỗi thì đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó thân hình vẫn không chút trì hoãn, tiếp tục xông lên. Bạch quang trên người mười mấy con khôi lỗi chợt lóe rồi bỗng nhiên nhất tề hành động, thân ảnh giao nhau, trong nháy mắt đã vây Nam Lũng Hầu vào giữa. Hơn mười đạo chảo nhọn hung hăng kích tới, sắc mặt Nam Lũng Hầu trầm xuống, trong miệng quát khẽ một tiếng, căn bản không để ý tới các nơi chảo mang đánh tới, ngược lại một đôi quyền đầu tung ra nhanh như chớp, ngạnh kháng lợi chảo của hai con khôi lỗi đối diện. Lợi mang, hắc khí vừa tiếp xúc thì thanh âm trầm thấp vang lên. Lợi chảo căn bản không cách nào thương tổn được quyền đầu nọ nên bị phản lực từ hắc khí trực tiếp chấn vỡ từ móng vuốt đến cánh tay. Nhưng hai con khôi lỗi này lại không chút sợ sệt, hơn nữa chúng không gặp phải trường hợp pháp lực bị tiêu tán nên sau khi hàn mang chấp động, hai lợi chảo còn lại tấn công phối hợp với những con khôi lỗi khác. Nam lũng hầu cúi đầu nhe răng cười, hai vai thoáng rung lên, vù một tiếng đã biến mất. Công kích của chảo nhọn rơi vào hư không, đồng thời lại có hai thanh âm nữa vang lên thân hình nam lũng hầu bây giờ đã ở ngoài vòng vây hai tay cắm sâu vào lồng ngực hai con khôi lỗi bị cụt một tay rồi rút ra mặc dù khôi lỗi không có trái tim nhưng vì bị phá hủy quá nghiêm trọng nên lập tức mất đi khống chế từ trên không trung rơi thẳng xuống nắm tay nam lũng hầu cứng rắn đến mức mà thân thể hồ yêu khôi lỗi do hàn lập cất công luyện chế ra cũng không cách nào ngăn cản được bất quá một kích này của nam lũng hầu cũng chỉ là thuận tay mà thôi mục tiêu chính thức của hắn tự nhiên là thân thể còn chưa kịp khôi phục hành động của Hàn Lập. Bởi vậy sau một kích hủy diệt hai con khôi lỗi thì động tác không dừng chút nào, không đợi mấy con khôi lỗi khác tiếp tục bao vây thì hắn đã tới ngay trước người Hàn Lập, không trần chờ vung quyền đánh ra. Pháp lực của Hàn Lập vẫn vô pháp đề khởi nhưng khi nhìn đôi quyền đầu bao bọc đầy ma khí của đối phương thì lại không hoảng sợ chút nào, ngược lại còn lộ ra một tia quỷ dị. Nam Lũng Hầu thấy vậy, trong lòng kinh nghi thầm nghĩ liệu Hàn Lập có dụng ý gì thì ngay sát phía sau nổi lên thanh âm của vô số đạo tiêm trùy bạo liệt. Nam lũng hầu cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, nắm tay thu lại, thân hình quỷ dị nhoáng một cái, tạo ra vô số đạo tàn ảnh, chân thân nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng. Mà chỗ hắn đứng ban đầu đã bị vô số đạo chảo mang màu xanh chụp xuống, xé nát tàn ảnh. Tiếp theo lục quang chấp động, một con quái vật lông xanh, mặt tựa khô lâu hiện ra lạnh lùng nhìn chằm chằm nam lũng hầu không nói gì đó chính là thiên tuyệt ma thi mà Hàn Lập lặng lẽ thả ra. Nam Lũng Hầu chỉ chú ý tới đám hồ yêu khôi lỗi nên nhất thời bỏ qua ma thi ẩn nặc một bên, thiếu chút nữa hắn đã bị đánh lén thành công. Luyện thi, Nam Lũng Hầu sau khi thấy rõ ràng ma thi thì có chút ngoài ý muốn, kêu lên tiếng. Lúc này hồ yêu khôi lỗi còn lại trong nháy mắt đã quay về xung quanh Hàn Lập, còn Hàn Lập thì đột nhiên giơ hai tay lên, năm ngón tay duỗi ra. Kim quang trên một tay chợt lóe lên rồi một đạo kim hồ thô to xuất hiện cùng với âm thanh ầm ù trên tay kia thì có một đoàn tử sắc hỏa diễm nhỏ vô thanh vô tức lơ lửng. Làm xong hết thảy, Hàn Lập mặt không chút thay đổi, liếc mắt nhìn ma hồn một cái. Nam Lũng Hầu thấy vậy, trong mũi khẽ hừ một tiếng. Hắn biết đối phương đã khôi phục việc khống chế pháp lực nên tấn công dồn dập không có cơ hội nữa. Ngoài ra khiến cho hắn kiêng kỵ chính là đối phương đã xuất ra rất nhiều ích tà thần lôi rồi mà vẫn chưa hết hắn nhớ rất rõ ràng rằng trước khi bản thân bị phong ấn thì mặc dù ích tà thần lôi đối với cổ ma bọn họ có khả năng thương tổn thật lớn nhưng bảo vật loại này thực sự rất hiếm thấy thần lôi nhiều lắm cũng chỉ xuất ra được một hai lần mà thôi nếu không thì lúc đó cổ ma bọn họ đến nhân giới làm sao có thể nhất thời vô địch được nhưng đối thủ trước mắt tựa hồ trong cơ thể có ích tà thần lôi cuồn cuộn không ngừng hắn thi triển không hề cố kỵ điều này thực sự có chút phiền toái càng làm cho hắn trần trừ chính là tay kia của đối phương đột nhiên cháy lên loại tử sắc hỏa diễm khiến hắn dùng mình. Mặc dù không biết hỏa diễm này là thứ gì nhưng vừa thấy thì hắn đã cảm giác được có gì đó rất nguy hiểm, chứng tỏ hỏa diễm kia không phải là loại bình thường. Về phần cơ quan khôi lỗi thì hắn không để tâm, dù sao mấy thứ đó một khi không đề phòng thì còn có thể khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhưng nếu chính thức đánh nhau thì lại không có nhiều tác dụng lắm. Về phần luyện thi nọ, Khí tức tuy có chút cổ quái nhưng nhiều lắm chỉ là thêm một đối thủ nguyên anh sơ kỳ nữa, không tạo ra uy hiếp. Ma hồn mới tranh đấu nhưng vẫn chưa hạ được đối thủ nên không khỏi suy ngẫm, đánh giá. Mà bên kia lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử vừa thấy Hàn Lập cùng Nam Lũng Hầu tạm thời dừng tay thì trong lòng nghĩ thầm, không dám trực tiếp chỉ huy cổ bảo tiếp tục công kích mà chỉ điều khiển ngũ sắc quang trụ cùng viên hoàn lơ lửng trên đầu Nam Lũng Hầu. Viên hoàn nọ không biết là bảo vật gì mà thấp thoáng phát ra thanh âm lúc lớn lúc nhỏ lúc này trong không trung phụ cận bỗng nhiên truyền đến một chàng âm thanh ầm ầm nam lũng hầu có chút ngoài ý muốn nhìn lại chỉ thấy một đoàn hỏa diễm màu xám trắng nổ tung rồi một đóa kim sắc trùng vẫn bình yên vô sự từ trong hỏa diễm vù vù bay ra còn quỷ trảo màu xanh nguyên bản ở bên trong đã biến mất không còn bóng dáng sắc mặt nam lũng hầu khẽ biến ánh mắt có một chút lo lắng mà trùng vân màu vàng nọ sau khi thoát phây thì lập tức bay thẳng đến chỗ hàn lập không nghĩ tới người thực sự có không ít thần thông xem ra chỉ dựa vào thủ đoạn bình thường mà muốn thôn phệ nguyên anh của ngươi thì có chút phiền toái. Nếu như vậy cũng chỉ có cách giết ngươi để vĩnh viên tuyệt hậu hoạn. Thân thể này cũng chỉ dùng tạm thời nên cho dù có bị phá hư hay không cũng chẳng sao cả. Sau khi trầm mặc một chút, khuôn mặt nam lũng hầu hiện lên vẻ hung tàn nói. Theo sau hắn hít sâu một hơi, ma khí mênh mông từ trên người chợt tỏa ra, đồng thời xương cốt vang lên một trận thanh âm rắc rắc, thân hình chợt cao lên vài thước, cổ và hai vai biến dạng, phảng phất như có vật gì muốn xuyên lên. Vừa thấy cảnh này Hàn Lập liền ngẩn ra nhưng lập tức có phản ứng, hai tay đồng thời dương lên, nhất thời trên một tay có mấy đạo kim hồ đan vào nhau rồi huyễn hóa ra thành một con cự mãng màu vàng đánh tới, trên tay kia thì bắn ra một đạo tử sắc hỏa diễm nhìn rất bình thường. Đồng thời trong miệng Hàn Lập khẽ hô, trùng vân mới bay trở về cũng tiến tới, còn đám hồ yêu khôi lối cùng thiên tuyệt ma thi thì vẫn đợi tại chỗ bất động để ngừa đối phương đánh lén bên kia lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử tự nhiên cũng không dễ dàng để cho nam lũng hầu thong dong thi triển công pháp lợi hại gì đó lúc trước đối phương chưa cần thi triển ma công đã khiến bọn họ ôm đầu chạy trốn như chuột một khi thi triển quỷ dị ma công xong thì bọn họ lại càng nguy hiểm lúc này hai người liếc mắt nhìn nhau một cái đồng thời bắt quyết điểm chỉ về phía bảo vật trên không trung nhất thời ngũ sắc hào quang chụp xuống nam lũng hầu sớm hơn so với công kích của hàn lập còn viên hoàn màu trắng kia thì cuồng trướng hóa thành cự hoàn cỡ một trượng đánh xuống phía dưới. Ma hồn không chút để ý đến thế công này, hắc khí trên người nhất thời bao phủ thân hình vào bên trong. Kết quả khi ngũ sắc quang trụ vừa tiếp xúc với hắc khí thì chợt lóe lên rồi biến mất, phảng phất như bị cắn nuốt. Mà lúc này Kim Hồ, tử sắc hỏa cầu cùng với cự hoàn màu trắng đồng thời đánh tới. Trùng vân màu vàng hơi chậm hơn một chút nhưng vẫn theo sát sau. Lúc này ma hồn cũng không nguyện đứng yên chịu đòn, hắc khí rung lên trong nháy mắt bắn về phía sau, độn tốc cực kỳ nhanh. Tất cả công kích được đám người Hàn Lập thao túng đuổi theo không rời. Nhất thời trong chốc lát chỉ thấy một đoàn hắc khí dài mấy trượng trên không trung chợt trái chợt phải cấp bách phi đột. Theo sau đó có một đạo kim hồ biến thành cự mãng cùng với hỏa diễm, cự hoàn, trùng vân đuổi theo không rời. Do tốc độ và lộ tuyến tránh né của ma hồn quá quỷ dị nên các ngón đòn công kích trên nhất thời không có cách nào đánh trúng mục tiêu. Bạch Hy Nữ Tử thấy vậy cũng không cam lòng mà tiếp tục khống chế ngưng quang bảo kính trong tay bắn ra một đạo quang ngũ sắc quang trụ không ngừng chụp xuống nhưng đồng dạng cũng chẳng làm gì được nam lũng hầu. Tình hình một trốn một truy này trong nháy mắt đã qua một lát. Hàn Lập mặc dù dùng thần thức thao túng kim hồ cùng tử la cực hỏa nhưng mặt trao mày nhíu. Tiểu tử, ngươi nếu không có đòn sát thủ lợi hại khác thì ta khuyên ngươi nên chạy đi thôi. Cổ ma rất khác biệt so với tu sĩ nhân giới chúng ta. Chúng nó mỗi kẻ đều hung tàn háo đấu, ai cũng có kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Mặc dù vượt giới đến đây đều không phải là cổ ma cao cấp nhưng tính tình vẫn rất hung hăng, một khi nó quyết chiến thì ngươi cũng không phải đối thủ. Lão Phu còn chưa nghiên cứu chế tạo thành công nguyên anh khôi lỗi nên không muốn tống mệnh với ngươi đâu. Đại diễn thần quân đột nhiên truyền âm nói, Hàn Lập nghe lời này thì không có trả lời mà trên mặt chợt lóe lên vẻ tàn khốc, sau đó đột nhiên hai tay rung lên, nhất thời một tràng âm thanh oanh minh xé gió vang vọng, hơn 10 đạo kim sắc tiểu kiếm từ trong cổ tay áo bay ra. Trong nháy mắt chúng kiếm đã hóa thành hơn 10 đạo kim quang dài chừng một thước, di chuyển xung quanh thân hình hắn. Hàn Lập mặt không chút thay đổi, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Tất cả kiếm quang thoáng run rẩy vài cái rồi trong nháy mắt hóa thành hơn trăm đạo kim quang giống nhau như đúc, quang hoa đại phóng. "Đi!" Hàn Lập hai tay bắt quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng. Hơn trăm đạo kiếm quang đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Trong nháy mắt Hàn Lập đã bày đại canh kiếm trận trước người. "Gì, kiếm trận, nguyên lai like ngươi còn có thủ đoạn nữa, như vậy đi, mấy lời vừa rồi coi như lão phu chưa có nói qua." Bất quá lão phu rất muốn nhìn xem cái kiếm trận này là thứ gì mà có thể khiến ngươi tin tưởng như thế. Đại diễn thần quân ngạc nhiên nói, "Là kiếm trận gì, tiền bối sẽ lập tức được biết. Nếu là bản thể cổ ma thì kiếm trận này có thể đả thương được đối phương hay không là việc khó nói." nhưng nếu chỉ dựa vào thân thể tu sĩ nhân loại mà nó đoạt xá được thì không chết cũng phải chảy ra chóc phải. Sau khi bày bố xong kiếm trận, Hàn Lập thản nhiên trả lời. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng đừng có khoác lác, cổ ma từ đâu đến giờ vẫn hoàn toàn dựa vào sức mạnh của nhục thân ma hóa đánh nhau với các ngươi. Nó vẫn chưa thi triển ra thượng cổ ma công lợi hại đâu. Đại diễn thần quân cười lạnh một tiếng, không cho là đúng tiếp lời. mươi 842, hai đầu bốn tay nghe khẩu khí của lão chắc chắn như đã chính mắt nhìn thấy nhưng không phải lão chưa từng tiến vào trụy ma cốc ư hàn lập trong lòng khẽ động cố tình hỏi thêm một câu phi chưa từng thấy thì chẳng lẽ không thể nghe người ta nói qua hay sao năm xưa tu vi mấy vị hảo hữu của lão phu vào cốc mặc dù không bằng bản nhân nhưng cũng không phải là tu sĩ bình thường thế nhưng cho dù liên thủ thì cũng chạy thoát được có một người có thể thấy được ma công của cổ ma lợi hại thế nào đại diễn thần quân hừ lạnh trong lời nói có ý tứ cảnh tỉnh hàn lập nghe vậy chỉ cười đang muốn mở miệng hỏi thêm nữa thì trong hắc khí đang chạy trốn phía xa đột nhiên chuyển đến tiếng giống đau đớn tiếp theo đại phiến hắc khí rung lên rồi hình thành một trận lốc xoáy khiến cho tán đi lộ ra nam lũng hầu bên trong lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử sau khi thấy rõ ràng đối phương thì sắc mặt nhất thời đại biến không nhịn được hít một ngụm khí lạnh đây là người sao nam lũng hầu xuất hiện trước mắt đã hoàn toàn biến thành một con quái vật hai đầu bốn tay trên cổ có hai cái đầu dữ tợt một lớn một nhỏ một trước một sau còn hai bên đầu vai có bốn cánh tay dài quá gối cái đầu phía trước trên mặt hiện lên từng mảng màu tím trên chán mọc một cái sừng trắng dài cỡ vài tấc nhưng từ mặt mày mắt mũi xem ra thì vẫn chính là cái đầu lúc trước nhưng cái đầu lâu phía sau thì nhỏ hơn cái trước một chút đồng thời hoàn toàn mang bộ dáng yêu quỷ mặc dù trên chán cũng mọc sừng nhưng trên mặt đầy vẩy diện mục hung dữ đôi môi màu đen phía trong có một cái lưỡi dài tầm một thước thò thụt không ngừng giống như độc xà Càng làm cho người ta sợ hãi chính là trên cái đầu này có hai con ngươi với đồng tử hẹp, lấp lóe hàn quang màu bạc, chẳng mang theo chút tình cảm nào. Không riêng đầu mà thân thể phía dưới cùng bốn cánh tay dài cũng mọc đầy vảy màu tím sập, móng tay ở mười đầu ngón tay thì trực tiếp mọc dài ra như xương cốt, liên tục hé ra hợp lại và lóe ra ngân quang, bộ dáng vô cùng sắc bén. Tình cảnh đáng sợ khiến cho lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử không lạnh mà run nhưng hai người đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ sống đã không biết bao nhiêu năm nên tự nhiên sẽ không vì vậy mà bị hù dọa đến chết. Vừa thấy nam lũng hầu sau khi hiện hình đứng ở tại chỗ bất động thì bọn họ không hẹn mà cùng chỉ huy bảo vật công kích tới. Ngũ sắc quang trụ chợt lóe trong nháy mắt đã đem nam lũng hầu bao vây vào trong. Lệnh hồ lão tổ trong lòng mừng rỡ, nhân cơ hội này điều khiển cự hoàn màu trắng áp xuống. Biểu tình của cái đầu ma hồn phía trước không chút thay đổi giống như người chết nhưng đầu phía sau thì khẽ nhếch miệng, lộ ra vẻ khinh miệt. Mắt thấy cự hoàn chợt lóe lên rồi xuất hiện trên đỉnh đầu công kích xuống, bốn cánh tay ma hồn trong ngũ sắc quang trụ nhẹ nhàng vung lên, tử quang chấp động rồi một tay đã bắt lấy cự hoàn nọ, động tác nhanh chóng, không chút trì hoãn. Lần này lệnh hồ lão tổ thực sự cả kinh vội vàng pháp quyết tung ra một hồi. Quang mang của viên hoàn bắn ra bốn phía, run lên một trận muốn dẫy ra nhưng bị bốn bàn tay to giống như thiết thủ căn bản không cách nào di chuyển mảy may. Đầu ma hồn phía sau nhen nhanh cười một tiếng rồi bỗng nhiên há mồm một cái phun ra một chất dịch màu đen như mực lên trên cự hoàn. Linh quang của cổ bảo nguyên bản lấp lánh nhưng khi bị hắc dịch phun lên thì gào thét một tiếng rồi biến mất. Đồng thời nó cũng trở thành đen nhánh như mực và bắt đầu lóe ra ô quang yêu dị. Minh dương hoàn của ta, lệnh hồ lão tổ kinh hãi thất thanh kêu khi thấy cảnh này thoáng cái lão đã hoàn toàn mất liên lạc với cổ bảo sắc mặt tái nhợt không còn chút máu không ngờ ma hồn còn có biện pháp ô uế cổ bảo rồi cưỡng đoạt để sử dụng thật sự làm cho người ta khó có thể tin được lúc này ba trong số bốn cánh tay của ma hồn đã buông ra chỉ còn có một cái nhẹ nhàng huy vũ viên hoàn tạo ra một phiến nguyễn ảnh trùng trùng điệp điệp hai cái đầu lâu cùng lộ ra vẻ hài lòng không sai không sai ta đang lo trong tay có quá ít bảo vật kiện bảo vật này đến tay thật là tốt Đầu lâu phía trước mở miệng nói mấy câu, đồng thời ba cánh tay tìm kiếm trên người, sau đó quang mang chợt lóe lên, trong hai tay đã xuất hiện thêm một lá cờ màu đen cùng một cái tiểu kiếm lấp lé hắc mang. Tay cuối cùng thì trống không, hắc hắc, mặc dù hiện ta nhiều lắm cũng chỉ ma hóa được vài món bảo vật của tu sĩ các ngươi nhưng chừng đó cũng đủ để ứng phó rồi. Ma hồn cười âm hàn, mà hàn lập mới vừa rồi bởi vì phân tâm bày trận khiến cho tốc độ kim hồ cùng hỏa cầu chậm lại, rơi lại phía sau. Kim sắc về kim trùng nguyên bổn đuổi theo không chậm nhưng vừa thấy ma hồn hiện ra hai đầu bốn tay thì có chút sợ hãi, không dám tiến lên mà chỉ xoay quanh tại chỗ không ngừng. Hàn lập trong lòng cả kinh, thông qua tâm thần tương liên, hắn tự nhiên có thể cảm thấy đám vệ kim trùng sợ hãi theo bản năng nên trong lòng nối lên một trận kinh nghi. Hơn nữa vừa thấy ma hồn sử dụng ma công hai đầu bốn tay thì hắn nhất thời nhớ tới phạm thánh chân phiến cùng với bức tượng yêu ma ba đầu sáu tay mà thương khôn thượng nhân cung phụng trong động phủ, không biết giữa ba người rút cuộc có liên hệ gì mà lá cờ trong tay ma hồn nọ đúng là cổ bảo mà lão giả họ lỗ dùng để tạo ra cuồng phong còn tiểu kiếm thoạt nhìn cũng rất quen mắt sau khi ngẫm nghĩ một chút hàn lập liền nhớ tới nó chính là một trong những cổ bảo bên cổ tu di hài không nghĩ tới đều bị ma hồn chiếm hữu sử dụng bất quá mặc kệ rút cuộc là có liên hệ gì bây giờ tự nhiên không phải là lúc tìm hiểu căn nguyên nhiệm vụ trước mắt của hắn chính là phải dẫn dụ ma hồn tiến vào trong đại canh kiếm trận nghĩ tới đây sắc mặt hàn lập đột nhiên đanh lại thúc giục đàn vệ kim trùng và ít tà thần lui cùng hỏa cầu màu tím đồng loạt đánh về phía đối thủ. Ma hồn thấy vậy, hai cái đầu đồng thời phát ra tiếng cười quái dị rồi bỗng nhiên hai cái đầu trên cổ cháo đối vị trí. Cái đầu phía trước quay mặt về sau mà cái đầu sau lại quay về trước, không ngừng thò thụt cái lưỡi màu đỏ tía quỷ dị. Sau khi biến thân, ma hồn lạnh lùng nhìn chằm chằm công kích hung hăng của Hàn Lập, hiển nhiên không có ý tứ né tránh. Bốn cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, đồng thời dơ cao ba bảo vật trong tay nhất thời ô quang trên tiểu kiếm, pháp kỳ, viên hoàn đại phóng. Mắt thấy hàn lập cùng cổ ma chi hồn sắp xảy ra một tràng đại chiến. Nhưng vào lúc này đột nhiên một trận quái hống như sấm sét từ xa truyền đến. Tiếng giống kia cực lớn giống như cuồng lôi, tựa hồ chủ nhân của thanh âm đang rất nổi giận, cuồng tính phát tác. Cho dù đám người lệnh hồ lão tổ cách xa như thế nhưng khi nghe được thì bất giác tâm thần chấn động, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hàn lập nghe được tiếng giống kinh người kia thì ngẩn ra, còn vẻ mặt hai đầu của ma hồn đối diện lại đồng thời đại biến. Hắn đột nhiên thu lại bảo vật, thân hình thoáng một cái không chút nghĩ ngợi hóa thành một đạo hắc mang bay về phía sau. Đồng thời trong miệng cũng phát ra thanh âm gần giống như tiếng huyết sáo dài. Phương hướng của ma hồn chính là phương hướng nơi âm thanh kia truyền tới. Hàn lập đầu tiên là ngạc nhiên, sau khi hơi trần chờ một chút thì giơ tay điểm một cái, tạm dừng thế công của Kim Hồ, tử la cực hòa cùng trùng vân, sau đó nhíu mắt nhìn ma hồn đã biến thành điểm đen, thần sắc có chút âm tình bất định. Hắn nhớ nếu không nhầm thì chỗ phát ra tiếng hống to kia đúng là nơi trước đó không lâu đã có khí lãng kinh người bộc phát ra và cũng là chỗ có ghi tiêu ký trên bản đồ trụy ma cốc. Chẳng lẽ nơi đó thực sự phát sinh chuyện gì? Bất quá ma hồn bay đi vội vàng như thế, hơn nữa miệng còn phát ra tiếng huyết gió hô ứng thì không lẽ còn có một cổ ma khác? Hàn lập trong nháy mắt đã tự đánh giá một lượt hết thảy khả năng có thể xảy ra, vẻ mặt trầm ngâm đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bạch Hy nữ tử cùng lệnh hồ lão tổ thấy ma hồn bỗng nhiên quay đầu bò đi thì trong lòng đồng thời thở phào, thần sắc trên mặt trở nên hòa hoãn. Bạch y nữ tử đối với việc ngưng quang bảo kính không thể vây khốn được nam lũng hầu sau khi biến thân thì trong lòng luôn bất an. Mà lệnh hồ lão tổ mặc dù mất đi một kiện bảo vật, cảm thấy tiếc nuối nhưng cuối cùng tánh mạng vẫn giữ lại được thì trong lòng thầm kêu may mắn. Nếu không phải ở chỗ này gặp được Hàn Lập thì hắn cùng đại trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông thật sự lành ít dữ nhiều. Nguyên bản những tu sĩ cùng bọn họ đồng loạt vào cốc do không kịp đề phòng nên đều bị nam lũng hầu móc lấy Nguyên Anh. Bây giờ mắt thấy ma hồn nọ không có khả năng quay trở lại thì lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng bay về phía Hàn Lập. Hàn Lập vừa rồi đã phô bày ra thần thông cực kỳ kinh người. Hai người tự nghĩ bản thân không thể không nói một câu mà đã rời đi. Hàn Đạo Hiếu, lần này Lão Phu cần phải đa tạ ân cứu trợ của Đạo Hiếu. Nếu không, Lão Phu khó mà thoát được kiếp nạn. Lệnh Hồ lão tổ chắp tay nói năng vô cùng khách khí, đồng thời xoay chuyển ánh mắt đánh giá Hồ Yêu Khôi lôi cùng Thiên Tuyệt Ma Thi đang phát ra khí tức âm hàn bên cạnh Hàn Lập một chút. Trong lòng thầm than một tiếng, không khói có chút ghen tị nổi lên trong lòng. Đối phương tuổi còn trẻ mà đã có nhiều bảo vật cùng thần thông như vậy. Sau này tiền đồ tu luyện thật sự là không thể hạn lượng. Xem ra lúc trước cùng đối phương đưa ra ước định viện thủ hoàng phong cốc thực đúng đắn nếu đối phương chịu ra tay khi Hoàng Phong Cốc gặp phải đại kiếp nạn thì trong vòng ngàn năm cũng đủ để tự bảo vệ mình. Về phần sư tỷ Nam Cung Uyển, mặc dù trước đây nàng ta đã từng đụng chạm với Hàn Lập nhưng bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười tạ ơn nói. Thiếp thân cũng đa tạ đại ân cứu mạng của đạo hiếu. Bạch Y nữ tử vẫn không thể bỏ được thể diệt, thanh âm hơi chút lãnh đạm. Nàng sau khi chứng kiến thần thông của Hàn Lập thì đã hoàn toàn bỏ đi tâm tư báo thù hắn. Ân cứu mạng không nên nói tới, Hàn mỗ cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Bây giờ hai vị đạo hữu tính toán như thế nào? Liệu có hứng thú bám theo sau theo dõi tình hình một chút hay không? Hàn lập chấn định khoát tay, triệu hồi hoặc thu vào trong cơ thể hoặc thu vào trong tay áo kim hồ cùng các đồ vật khác rồi mới không nhanh không chậm nói. Hàn đạo hữu nói dẫn rồi, tên đó quá lợi hại, cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Hậu kỳ may ra mới có thể đối phó. Hai người bọn ta sao dám đuổi theo, lệnh hồ lão tổ không chút nghĩ ngợi cuống quyết lắc đầu. Bạch y nữ tử không nói gì nhưng thần sắc trên mặt lộ ra vẻ đồng ý. Tuy trong lòng hàn mổ cảm thấy hứng thú nhưng nếu một người đi thì hơi liều lĩnh. Tại hạ và nhị vị hãy chia tay ở chỗ này thôi. Hàn lập có chút tiếc nuối, nếu có hai vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đồng ý đi theo thì hắn thật sự muốn xem ở phía xa xa kia rút cuộc đã phát sinh chuyện gì. Nhưng nếu có một mình thì hắn lại không dám mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không chờ hai người đối diện trả lời nữa mà ngẩng đầu liếc mắt nhìn nơi đang có tiếng giống to vẫn chưa dừng kia một cái. Kết quả thần sắc Hàn Lập đột nhiên đại biến, trở nên ngưng trọng. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì ư? Lệnh hồ lão tổ vừa thấy Hàn Lập như vậy thì trong lòng giật mình, miệng vội vàng hỏi, đồng thời cũng quay đầu nhìn lại. chương 843, Phi Nga phát hỏa, chỉ thấy phía chân trời xa xa quang mang chợt lóe, trên trời cao hiện ra một mảng dị quang hắc tử lưỡng sắc kỳ lạ, lưu chuyển lấp lóe không ngừng, che kín nửa bầu trời. Mà ở bên dưới lại có một đám mây xanh biếc cuồn cuộn, rộng khoảng vài mẫu, đang di chuyển chậm rãi, lục vân và dị quang đan vào nhau truyền ra tiếng ầm ầm. Mà tiếng giống to xé gió kia đúng là từ trong đó mơ hồ truyền ra. Trong hắc tử lưỡng sắc quang mang kỳ lạ này toát ra ma khí ngập trời, vô cùng kinh nhân. Mà loại ma khí kia ba người Hàn Lập đều rất quen thuộc, giống như đúc khí tức do nam lũng hầu hai đầu bốn tay phát ra, nhưng mật độ ma khí hiện tại đang xuất hiện quá sức to lớn, khiến người ta khó thở. Làm cho lệnh hồ lão tổ biến sắc chính là hắc tử quang mang kỳ lạ cùng lục vân không lâu sau sẽ di chuyển tới chỗ bọn họ. Phúc thi độc vân, đó là độc công biến thành vân vụ của ngụy đạo hiếu, tu sĩ bình thường dính phải là chết ngay lập tức. Ta đã từng thấy ngụy đạo hiếu sử dụng qua một lần. Bạch y nữ tử vừa nhìn thấy lục sắc vân vụ thì sắc mặt vui mừng nói. Hàn Lập cùng lệnh hồ lão tổ nghe vậy nhưng mặt lại mang vẻ cổ quái liếc mắt nhìn nhau một cái. Cả hai đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Lục vân nọ mặc dù thanh thế to lớn nhưng rõ ràng là bị hắc tử quang mang kỳ lạ nọ ép ở bên dưới. Không biết ma vật gì đang giao thủ cùng ngụy vô nhai mà ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không phải là đối thủ. Khí tức kinh người như thế truyền đến khẳng định không phải là nam lũng hầu mới từ nơi này bỏ đi. Bạch Hy Nữ Tử cũng không ngốc, vừa nhìn thấy ánh mắt của Hàn Lập cùng lệnh hồ lão tổ thì lập tức hiểu rõ, thần sắc liền trở nên âm trầm. Chúng ta hay là, nàng ta sau khi do dự một chút thì mở miệng muốn đề nghị nhưng một đạo thần thức âm lãnh đột nhiên đảo qua trên ba người. Bạch y nữ tử đột nhiên im lặng, mà Hàn Lập trong lòng dùng mình, lệnh hồ lão tổ sắc mặt thoạt nhìn càng thêm khó coi. Bây giờ ba người chúng ta cũng bị bên kia chú ý tới, nếu không chạy ngay thì chỉ sợ không còn cơ hội nữa. Ma vật mới ra tay với chúng ta cũng đã bay về phía đó nếu chúng liên thủ đối phó với ngụy đạo hiếu thì sợ rằng ngụy đạo hiếu tu vi có cao thâm đến mấy đi nữa cũng không duy trì được bao lâu. hai vị có ý định qua trợ giúp ngụy đạo hiếu một tay không hay là chia tay ở đây. chờ sau khi ngụy đạo hiếu bị đánh bại thì mấy tên ma vật kia sẽ đuổi giết chúng ta, sau đó tất cả chỉ chống trở vào thiên mệnh. sau khi trầm mặc một chút, hàn lập mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói. vừa rồi hắn đã dùng thần thức dò xét một chút hắc tử quang mang kỳ lạ nọ, linh khí ba động bên trong thực sự kinh người. Thần thức căn bản không cách nào tới được. Điều này làm cho lòng hắn có chút trầm xuống, có thể nói tu sĩ tranh đấu cả hai bên đều có tu vi hơn xa hắn. Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử nghe Hàn Lập nói ra nhưng lời này thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Nói chung hai người vừa mới thoát chết xong thì tự nhiên không có lý do gì mà lại tiếp tục đi liều mạng với ma vật. Nhưng theo như lời Hàn Lập, một khi ma vật kiềm chế được Ngụy Vô Nhai thì hai người cũng không chắc đã thoát được dù sao giờ phút này mọi người đều đã xâm nhập vào trung tâm nội cốc rồi huống hồ vạn nhất ngụy vô nhai không bị mất mạng sau đó biết được chuyện bọn họ thấy chết không cứu thì thân là tu sĩ cử quốc minh bọn họ sau này có thể gặp phiền toái lớn hai người bọn họ đều là đại trưởng lão của yểm nguyệt tông và hoàng phong cốc nên còn có thể mang đến đại họa cho tông môn nhưng muốn để cho bọn họ vì môn phái mà liều mình chiến đấu trong bối cảnh không có một tia nắm chắc thì hai người cũng không cam lòng nên vẻ mặt lộ rõ sự do dự Hàn lập trong lòng cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng nhìn hắc tử quang mang kỳ lạ phía chân trời không nói gì nữa. Trong ba người chúng ta, thần thông hàn đạo hữu là lớn nhất. Không biết đạo hữu định thế nào, lệnh hồ lão tổ mày mặt nhăn nhó, trong lòng buồn bực, đột nhiên hỏi ngược hàn lập một câu. Ta ư, hắc hắc, hàn lập không có lập tức trả lời mà chỉ cười cười không nói. Lệnh hồ lão tổ thấy vậy cười khổ một tiếng, thầm mắng hàn lập giảo hoạt. Chỉ cần Hàn Lập đề nghị ba người lập tức bỏ chạy thì Ngụy Vô Nhai sau này dù có truy cứu thì hắn cùng nữ tử nọ có thể lấy cớ đổ hết trách nhiệm lên người Hàn Lập. Ngay lúc lệnh Hồ lão tổ đang có chút xấu hổ thì Hàn Lập đột nhiên kinh ngạc kêu lên: "Gì? Có tu sĩ khác đang đến gần, bất quá điều này cũng khó trách, âm thanh lớn như thế thì chỉ sợ rằng tất cả các tu sĩ trong phương viên mấy ngàn dặm đều bị thu hút đến đây." Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử nghe vậy cả kinh, vội vàng nhìn theo ánh mắt Hàn Lập chỉ thấy bên cạnh chiến đoàn phía xa xa quả nhiên mơ hồ có linh quang chấp động, thật sự là có một nhóm tu sĩ đang bay đến chỗ quang mang kỳ lạ cùng lục vân nọ. Tại sao lại là bọn họ? Bọn họ đến chỗ nguy hiểm này làm gì vậy kia? Hàn lập sau khi dùng thần thức cẩn thận xem xét thì trong lòng đột nhiên chấn động. Nhóm tu sĩ đang bay đến có ba người, trong đó có hai người hắn biết. Một tu sĩ chính là thiên tinh chân nhân người đã từng giao dịch với hắn, sau lưng mang theo hai con ác quỷ khôi lỗi. Nhưng giờ phút này trên người chúng đang có vô số vết thương, có con khôi lỗi chỉ còn lại có một cánh tay, tựa hồ đã trải qua kinh nghiệm. Một người còn lại chính là đại trưởng lão Lạc Vân tông ngân phát lão giả họ Trình, sư huynh của Hàn Lập. Về phần người cuối cùng đi cùng Trình lão giả là một lão giả xa lạ. Người này nguyên bổn tuổi tác rất cao nhưng hắn lại không biết lai lịch chút nào nên cũng có chút ngoài ý muốn. Sau khi thấy rõ những người kia thì sắc mặt Hàn Lập trở nên âm lệ. Xem ra bọn họ bị trận đấu kinh người ở phía xa hấp dẫn nói không chừng là nghĩ có tu sĩ đang tranh giành dị bảo nếu biết nơi này không những không có bảo vật mà ngược lại còn có ma vật cắn nuốt nguyên anh thì chắc chắn bọn họ sẽ chạy mất dép bởi vì khoảng cách thật sự quá xa hàn lập cho dù dùng truyền âm thuật ngăn cản cũng đã chậm nhóm tu sĩ này trong nháy mắt đã tiếp cận khu vực chiến đấu chắc bây giờ ngụy vô nhai vô cùng cao hứng vì có mấy người làm quỷ chết thay giúp hắn chia sẻ một chút áp lực nhưng nhóm ngân phát lão giả có thể gặp nguy hiểm người khác thì kệ Hàn Lập sẽ không quản đến nhưng vị trình sư huynh này khi còn ở Lạc Vân Tông đối xử với hắn không tệ. Hắn luôn luôn là người ân oán rõ ràng nên Trung Quy không thể trơ mắt nhìn lão đi chịu chết, xem ra chỉ có thể đi tới một chuyện. Hàn Lập trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, hắn vốn không có ý định lập tức rời đi nhưng cũng không tùy tiện trực tiếp tham gia vào trận đấu giữa cổ ma và ngụy vô nhai mà lặng lẽ xem xét tình hình rồi mới tính. Nếu ngụy vô nhai chỉ hơi rơi xuống hạ phong thì hắn sẽ ra tay tương trợ, cuốn lấy ma hồn kia dù sao thân là tu sĩ nhân loại, hắn cũng không muốn chứng kiến yêu vật đại khai sát giới và thôn vệ nguyên anh của tu sĩ ở trong cốc. Nhưng nếu ngụy vô nhai có khả năng hoàn toàn thất bại thì hắn cũng không muốn đem tống táng theo mà lập tức tẩu thoát để tự bảo vệ. Việc này chỉ có thể xem như chúng tu sĩ trong cốc gặp phải kiếp nạn. Đối thủ khiến cho ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng đại bại thì hắn cũng không có bản lãnh ngăn cơn sóng dữ, có thể bảo trụ tiểu mệnh của chính mình đã là tốt lắm rồi. Nhưng bây giờ đám người ngân phát lão giả đã tùy tiện bay đến phía chiến đoàn, sắc mặt Hàn Lập biến đổi mấy lần, chỉ có thể cường ngạnh tiếp ứng. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, hắn sẽ dùng huyết ảnh độn chạy trốn, chỉ là lúc thi triển bí thuật này cần phải nhắm chuẩn phương hướng, nếu không sau khi dừng lại mà đụng phải cái khe hở không gian nào thì nguy hiểm không kém. Không tới lúc phản bất đắc dĩ thì Hàn Lập sẽ không sử dụng nó. Sau khi tự đánh giá rõ ràng hết thảy, Hàn Lập đột nhiên quay người lại nhìn lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử đứng một bên lạnh lùng nói: đã có các đạo hữu khác ra tay tương trợ, tại hạ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn ma vật kia cắn nuốt nguyên anh của tu sĩ khác. Vô luận hai vị đạo hữu có tham gia hay không thì hàn mỗ vẫn cứ đi trước một bước. Chỉ là bây giờ chúng ta cách chiến đoàn gần như thế thì sợ rằng ngụy đạo hữu sớm đã phát hiện ra hai vị. Sau này có gì cũng khó mà ăn nói với ngụy huynh. Sau khi dùng ngữ khí có bảy phần cảnh cáo, ba phần uy hiếp xong, hàn lập dẫm chân hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay thẳng về phía chiến đoàn. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử sau khi nghe Hàn Lập nói xong thì sướng sờ, nhất thời không biết nói gì. Chỉ trì hoãn một chút thôi mà hắc tử quang mang kỳ lạ nọ cùng lục sắc tranh đấu ngày càng kịch liệt. Giờ phút này chỉ còn cách bọn họ hơn 10 dặm. Với khoảng cách này nếu ngụy vô nhai cố tình dùng thần thức thoáng đảo qua thì hai người bọn họ thật đúng là không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Mấy câu đó của Hàn Lập cũng không phải muốn đe dọa mà nói như vậy. Đi thôi, Hàn Đạo Hữu nói không sai, ta thân là tu sĩ nhân loại, việc trừ ma vệ đạo cũng là chuyện nghĩa bất dung từ. Lệnh hồ lão tổ khóe miệng khẽ mím lại cười khổ nhìn bạch y nữ tử nói. Nữ tử này sắc mặt âm trầm, đồng dạng biết quan hệ lợi hại trong đó nên cũng chỉ có thể khẽ gật đầu một cái. Cũng may có nhiều tu sĩ xuất hiện, cho dù ma vật kia thực sự lợi hại thì việc bảo vệ bản thân cũng không khó. Hai người này mang trong lòng tâm lý cầu may, hóa thành hai đạo hào quang bay tới. Bọn họ không biết phía sau khoảng trăm dặm, Vị đại trưởng lão Ngự Linh Tông Đông môn đồ đang mang theo ba gã áo xanh chạy tới nơi này. Nguyên bản ngũ hành linh anh chuyển hóa thành tu sĩ nguyên anh kỳ hôm nay chỉ còn lại có ba người. Hai người kia chắc đã chết trong khe hở không gian và cấm chế. Nhưng nét mặt hắn không tỏ vẻ mất mát chút nào, ngược lại còn có chút hưng phấn, thỉnh thoảng nhìn phía chân trời xa xa, xa nơi đang có linh khí ba động vô cùng kịch liệt. Cho dù hắn cách xa đó hơn trăm dặm cũng cảm ứng được rõ ràng. Hơn phân nửa là các tu sĩ vì dị bảo mà ra tay với nhau hắn tự nhiên là muốn đến xem xét liệu có thể thừa nước đục thả câu được không ở một chỗ khác trưởng lão họ chung của quỷ linh môn cũng mang theo một nhóm đệ tử bay về hướng này sắc mặt cực kỳ âm trầm lần này tiến vào trụy ma cốc mặc dù có sẵn lộ tuyến nhưng trên đường đi vẫn có hai gã đệ tử lọt vào khe hở không gian di động mà hình thần câu diệt mà hắn hao tổn thiên tân vạn khổ mới tìm được linh thảo mục tiêu chủ yếu của chuyến đi này nhưng linh trúc quả đã bị người khác hái mất cho dù tu dưỡng của hắn thâm sâu đến mức nào đi nữa cũng thiếu chút nửa thổ máu. Linh trúc quả là mấu chốt để hắn có thể tiến vào nguyên anh hậu kỳ. Bởi vì dấu vết linh quả bị hái còn rất mới, ngoài ra do tính chất của nó nên kẻ kia phải lập tức tiến hành luyện đan, cho nên đối phương không thể trốn xa được. Hắn lập tức mang theo đệ tử tìm kiếm chung quanh nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì cả. Đang lúc hắn tức giận, chuẩn bị mang đệ tử theo trở về theo đường cũ thì kết quả đầu tiên là một trận khí lãng đánh tới thiếu chút nữa làm cho toàn bộ môn hạ đệ tử bị diệt. May mắn hắn mang theo một kiện cổ bảo phòng ngự đỉnh cấp nên mới tránh qua được kiếp nạn. Tiếp theo xa xa lại truyền đến linh khí ba động kinh người, điều này làm cho hắn trong lòng khẽ động, lập tức nhớ tới tu sĩ mới hái linh trúc quả kia nên không nhịn được bay đến. chương 844, Song Ma Hội Hàn Lập cũng không có đem thiên tuyệt ma thi và đám hồ yêu khôi lỗi thu hồi mà ngược lại trên đường đi còn xuất ra thêm mười mấy con cự quy khôi lỗi nữa. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử đi sau thấy vậy thì trong lòng giật mình nhưng rồi lại yên tâm hơn một chút vì mặc dù đám khôi lỗi khi đơn đả độc đấu không tính là cái gì nhưng nếu vận dụng xảo diệu được hơn 10 con một lúc thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường thấy cũng phải tạm tránh. Tuy trong lòng an tĩnh nhưng lệnh hồ lão tổ cũng nảy lên sự ghen tị. Còn Bạch Y nữ tử thì âm thầm cảm thấy lạnh sống lưng vì cảm giác được thủ đoạn của Hàn Lập tựa hồ vô cùng vô tận, thật sự cao thâm khó lường. Trong nháy mắt Hàn Lập đã bay được khoảng cách hơn 10 dặm, đến bên cạnh khu vực chiến đấu cách đó hơn trăm trượng thì chậm rãi dừng lại, quan sát kỹ càng trận chiến trước mắt. Lúc này hắn mới phát hiện được khắc Tử Dị mang kỳ thật là vô số ma khí đen nhánh biến thành xúc tu huy vũ không ngừng trong ma quang màu đỏ tím, còn ở trung tâm của ma khí chính là ma vật. Trên trán của ma vật kia có một cái sừng, mặt mày dữ tợn, giống như ma vật hai đầu bốn tay vừa đào tẩu nhưng thân thể lại không khác người bình thường thậm chí ra tay còn trắng trẻo như ngọc lúc này sắc mặt ma vật không chút thay đổi hai mắt khép hờ phảng phất còn chưa tỉnh nhưng khiến kẻ khác kinh ngạc là rõ ràng môi nó mím chặt nhưng từ trong bụng không ngừng truyền ra tiếng giống như sấm tựa hồ ma vật đang vô cùng nổi giận nhưng thần tình hết lần này tới lần khác đều không chút biểu tình cực kỳ đờ đẫn ma vật này tuy động tác hai tay vô cùng cứng nhắc chậm chạp luôn phát ra từng đoàn hỏa cầu màu đen như mực xuống dưới một cách máy móc nhưng đừng vì thế mà khinh thường. Hỏa cầu tuy không bắt mắt nhưng chỉ cần một cái hỏa cầu lọt vào Lục Vân phía dưới và bạo liệt thì phóng ra một trận hỏa lãng màu đen rộng hơn 10 trượng, đánh cho Lục Vân thất linh bát lạc. Nhưng độc vân của Ngụy Vô Nhai cũng không phải là vật tầm thường, sau khi quay cuồng thì lập tức tiêu diệt hắc diễm, đồng thời huyễn hóa ra vô số cự mãng màu xanh biết tấn công lên phía trên, vọng tưởng trùng phá không trung, trực tiếp công kích ma vật trong ma quang. Kết quả lục vụ, dị mang cùng hát sắc ma diễm đan sen vào nhau lấp lóe thỉnh thoảng vang lên những tiếng nổ ầm ầm chuyện gì đang xảy ra vậy ma vật kia giống như chưa hoàn toàn thức tỉnh hoặc là trên người vẫn bị cấm chế gì đó đây chính là một cơ hội tốt lệnh hồ lão tổ bay tới đứng cạnh hàn lập vừa thấy ma vật trên không trung thì đầu tiên là thần sắc biến đổi theo sau lại vui mừng lẫn sợ hãi nói nếu có thể diệt sát dễ như vậy thì ngụy đạo hữu đã sớm động thủ rồi cần gì phải ẩn nặc trong độc vân cực khổ chống đỡ xem ra trong đó chắc chắn ẩn giấu huyền cơ bất quá từ cường độ ma khí thì ma vật trước mắt lợi hại hơn nhiều so với tên nam lũng hầu kia và giữa hai tên bọn chúng có quan hệ sâu xa với nhau hàn lập đứng một bên lắc đầu tùy ý nói đồng thời ánh mắt và thần thức không ngừng quét xung quanh hắn có chút buồn bực vì nam lũng hầu bị ma hóa kia không biết vì sao lại biến mất vô ảnh vô tung như vậy lúc này ánh mắt hắn rơi vào nhóm người ngân phát lão giả thấy bọn họ cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn Vị Trình sư huynh kia vừa thấy Hàn Lập thì không khỏi vừa mừng vừa sợ. Bất quá không biết hắn lo lắng cái gì nên chỉ đứng xa xa nhìn Hàn Lập khẽ gật đầu một cái và cười cười mà không có ý muốn chạy lại đây. Hàn Lập thấy vậy trong lòng cười khổ một tiếng, chỉ có thể truyền âm nói: "Trình huynh, tại sao huynh lại cùng mấy người kia bay đến đây? Ma vật trước mắt cực kỳ nguy hiểm, ngay cả Ngụy Vô Nhai đạo hữu cũng có khả năng không phải là đối thủ. Mặt khác xung quanh còn có thêm một ma vật hai đầu bốn tay lợi hại không kém ma vật ở đây bao nhiêu nữa?" Cái gì, phía dưới là ngụy vô nhai đạo hữu ư, còn có thêm một ma vật nữa. Hàn sư đệ sao lại biết rõ ràng như thế, chẳng lẽ đệ đã giao thủ qua, ngân phát lão giả trong lòng cả kinh, môi khẽ mấp máy hỏi. Đã thử qua một chút, ma vật đó mặc dù chưa lộ ra thực lực chân chính nhưng chắc không dưới tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ là mấy. Đệ phải liên thủ cùng hai vị đạo hữu bên cạnh mới miễn cưỡng ứng phó được, ngoài ra nó còn có thể cắn nuốt Nguyên Anh của tu sĩ, hành động nhanh như gió, am hiểu ẩn thân, sư huynh nên cẩn thận. Nếu thực sự muốn động thủ mà nói thì tốt nhất là mấy người chúng ta đồng thời ra tay thì mới ổn thỏa một chút hàn lập vội vã nói ra sự lợi hại cổ ma để cảnh tình. Huynh biết rồi, huynh sẽ cùng hai vị đạo hữu bên này thương lượng một chút. Ngân phát lão giả nghe hàn lập nói vậy thì sắc mặt trở nên ngưng trọng, trong lòng trầm xuống, vội vàng trả lời. Sau đó chỉ thấy ngân phát lão giả quay đầu nhìn thiên tinh chân nhân cùng vị tu sĩ xa lạ bên người nói vài câu gì đó, chắc là chuyển cáo lời của hàn lập. Thiên tinh chân nhân nọ sớm đã nhận ra Hàn Lập, thấy bên người Hàn Lập có tới hai, ba mươi hổ yêu và cử quy khôi lỗi thì tự nhiên không giấu được vẻ giật mình. Lúc này hắn một mặt nhìn Hàn Lập cười, một mặt nói chuyện cùng ngân phát lão giả. Mà vị lão giả mặt đầy nếp nhăn kia vừa nghe tên Hàn Lập thì mặt mang vẻ kinh ngạc nhìn nhìn hắn nhiều lần. Mặc dù lão ta là một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ ẩn tu nhiều năm không quản đến thế sự nhưng danh tiếng Hàn Lập thật sự quá vang dội, hơn nữa lại là sư đệ hảo hữu của hắn nên trong lòng tự nhiên có chút tò mò nhưng biểu hiện ra ngoài lại chỉ thản nhiên nhìn Hàn Lập gật đầu. Về phần lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử mặc dù danh khí không nhỏ nhưng không qua lại với mấy người đối diện cho nên mặc dù biết Hàn Lập truyền âm nhưng vẫn cứ mặc cho hắn nói chuyện. Đối phó với ma vật đáng sợ thế kia tốt nhất là mọi người đồng loạt động thủ. Lúc này từ trong lục vân truyền ra thanh âm trầm thấp, khàn khàn của Ngụy Vô Nhai. Là Hàn đạo hữu sao? Mấy vị đạo hữu kịp thời đến đây thật sự quá tốt. Yêu ma trước mắt chính là cổ ma xâm lấn nhân giới chúng ta thời thượng cổ, là tử địch của tu sĩ chúng ta. Không nghĩ tới trong trụy ma cốc lại phong ấn một tên, trong lúc vô ý bị bọn vương môn chủ thả ra. Vương môn chủ cùng vương thiên cổ đạo hữu đã chết trong vụ nổ khe hở không gian khi nó giải thoát phong ấn. Ta dùng hết thần thông mới có thể may mắn sống sót nhưng nguyên khí đã đại thương, không cách nào ngăn chặn nó được lâu. Cũng may là tu sĩ thượng cổ đã thiết hạ phong ấn trên người nó, trong đó có một tiểu bộ phận vẫn còn tác dụng nên nó đang dùng ma hỏa trong cơ thể để luyện hóa. Mấy vị đạo hữu nhất định phải ngăn cản, nếu không một khi ma công hồi phục, trong trụy ma cốc sẽ không có ai là đối thủ, chư vị chắc chắn sẽ chúng độc thủ. Thanh âm ngụy vô nhai có chút hốn hển và lo lắng, tựa hồ bị thương không nhẹ, hơn nữa sau khi nói xong thì trong lục vụ đột nhiên quay cuồng, tiếp theo một bóng người hiện ra. Thân sắc hắn trắng bệch, không còn chút máu, hai mắt ảm đạm, không phải ngụy vô nhai thì là ai đây? hàn lập vừa nghe được lời này thì chợt hiểu ra nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ không thôi hắn nguyên tưởng rằng chỉ tới để hỗ trợ ngụy vô nhai nhưng không ngờ bản thân lập tức biến thành chủ lực lần này thật sự phiền toái lớn rồi đám người lệnh hồ lão tổ cùng ngân phát lão giả nghe mấy lời này thì liếc mắt nhìn nhau không biết nói như thế nào cho phải ngay cả đại tu sĩ như ngụy vô nhai cũng không phải là đối thủ của ma vật thì bọn họ sợ rằng càng không phải nhưng nếu muốn chạy thì ngụy vô nhai lại dùng đại nghĩa áp chế một khi tin tức đó lộ ra bọn họ cũng sẽ không còn chỗ đứng tại tu tiên giới thiên nam nữa. Dù sao đây cũng không phải là chuyện tu sĩ đánh nhau sống chết, một khi thấy tình thế không ổn liền chạy trước. Mấy vị đạo hữu không cần quá lo lắng, ta đã dùng thần thức dò xét, mọi người chỉ cần ngăn chặn ma vật trong chốc lát thì sẽ có những đạo hữu khác chạy tới. Hơn nữa trước đây không lâu ta đã phát ra một đạo truyền âm phù tới mộ lan pháp sĩ. Mộ lan nhân bọn họ nếu muốn đặt chân tại thiên nam thì không thể không đến trợ giúp được dường như hơi xấu hổ nên thanh âm ngụy vô nhai cũng trở nên hòa hoãn cuối cùng nói ra được một tin tức tốt lành nghe vậy toàn bộ tu sĩ xung quanh kể cả hàn lập đều thở phào một hơi mặc dù không nhất định là đối thủ của ma vật trước mắt nhưng việc trì hoãn một thời gian thì có thể làm được nhưng ma vật đầu ma thân người phiêu phù ở trong ma khí màu đen lại tựa hồ nghe hiểu được mấy lời nói vừa rồi nên hai mắt khẽ mở ra một luồng hàn mang hiện lên đồng thời ma diễm trong tay cũng dừng lại rồi chậm rãi ngẩng đầu đánh giá tình hình xung quanh Hắc tử lưỡng sắc yêu mang quét qua chỗ nào thì mọi người ở chỗ đó đều cảm thấy lạnh sống lưng, có cảm giác như bị thiên địch nhìn chòng chọc, trong lòng đồng thời trầm xuống một chút. Chỉ có Hàn Lập tu luyện qua đại diễn quyết, thần thức thật sự cường đại, cho nên trong lòng tuy không thấy thoải mái lắm nhưng đồng tử chợt co lại, làm mang lóe lên, nhìn đáp trả đối phương. Nếu hắn có chủ tâm né tránh thì sợ rằng sau này trong lòng sẽ lưu lại ám ảnh, khi đối mặt với yêu ma này chỉ sợ sẽ bị run tay run chân. Cổ ma đầu quỷ thân người thấy Hàn Lập biểu hiện như thế thì hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt băng hàn sau khi chuyển một vòng thì lại một lần nữa rơi vào trên người Hàn Lập. Hai mắt Hàn Lập nửa nhắm nửa mở, nhìn nhìn ma vật không nói gì. Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử Nguyên bản đứng cạnh Hàn Lập nhưng khi bị cổ ma đảo mắt qua thì không tự chủ được tránh ra hai bên vài bước, có chút không chịu nổi thần thức cổ ma ép tới. Những người khác thấy vậy, sau khi biến sắc thì không khỏi có ý đề phòng. Đang lúc này ma vật khoát tay, hắc diễm chấp động hình thành một hỏa cầu màu đen nhanh chóng bành trướng lên, trong nháy mắt đã to cỡ đầu người. Sau đó hắn vung tay, hỏa cầu chợt lóe rồi biến mất vô ảnh vô tung. Hàn lập trong lòng dùng mình nhưng lập tức ngạc nhiên, bởi vì mục tiêu của hắc sắc hỏa cầu lại không phải là đám người hàn lập mà là ở một chỗ không người phía trên. Hỏa cầu nổ tung, hắc sắc ma diễm bao trùm trong phạm vi hơn 10 trượng. Hàn lập đang lúc kinh ngạc thì trong hắc sắc ma diễm lộ ra một nhân ảnh, đó chính là quái vật hai đầu bốn tay, tử quang trên bốn cánh tay chấp động, đồng loạt huy vũ ngưng tụ ma diếm kia thành hỏa cầu thêm một lần nữa. Theo sau cánh tay hắn đưa lên, cái đầu phía trước đã nuốt chừng hỏa cầu vào bụng, sau đó ngẩng đầu, dương ánh mắt lạnh lùng nhìn ma vật đầu ma thân người phía dưới. Quả nhiên là ngươi, ngươi rút cuộc cũng đã tìm đến, cổ ma bên dưới thở dài một tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Lá gan của ngươi thực không nhỏ, dám ra tay với ta, xem ra ngươi đã tự chủ rồi. Năm xưa khi phóng xuất ngươi ra để thôn vệ nguyên thần tên tu sĩ kia, không biết là đúng hay sai. Cái đầu phía trước của nam lũng hầu lộ ra vẻ cười ác độc, khẩu khí bất thiện nói. mươi 845, ma mạc, ta chính là ngươi và ngươi cũng chính là ta. Sau khi tự có ý thức thì vì sao ta còn phải nghe lệnh ngươi? Huống hồ tại thánh giới, chuyện bị phân hồn phản vệ không phải là việc hiếm hoi. Ngươi năm đó khi phóng xuất ta ra ngoài thì phải tính đến khả năng này mới đúng. Cổ ma lạnh lùng nói, không sai đương nhiên ta có thể đoán trước được vài phần chỉ là không nghĩ tới ngươi sau khi thoát ly khống chế lại dẫn nhân loại tu sĩ đi trước một bước đoạt lấy cơ thể bị phong ấn của ta thậm chí vì giải trừ phong ấn còn không ngần ngại thi triển giải thể hóa hình để tạo lại thân thể ngươi chẳng lẽ không biết làm như thế thì mặc dù có thể cường hành giải trừ phong ấn nhưng nguyên khí của thân thể sẽ chịu hao tổn rất lớn tối thiểu cũng mất đi một phần ba tu vi ngươi biết việc này có ý nghĩa ra sao không sắc mặt của hai cái đầu lâu trên cổ ma hồn trở nên âm lệ mang theo sát ý truy vấn cổ ma hừ cái gì là thân thể của ngươi ta nguyên vốn là một bộ phận nguyên thần của ngươi thì chiếm lấy nó có gì là không được huống hồ cho dù thân thể tổn thất một phần ba tu vi nhưng chỉ cần bổn tôn cắn nuốt ngươi xong đề phòng tránh né những tên gia hỏa làm con rùa đen rụt đầu ở nhân giới này thì cũng đủ cho ta tung hoành tiêu dao tự tại rồi đến thời điểm thích hợp ta sẽ mở ra thượng cổ thông đạo đi tới thánh giới thêm lần nữa vì chư vị thánh tổ lập công lớn, nói không chừng cũng có thể trở thành một thành viên trong thánh tổ. Tổn thất điểm tu vi ấy thì tính là cái gì? Cổ ma cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ma hồn hai đầu bốn tay nghe xong, biết việc đã đến nước này thì nói cái gì đi nữa cũng vô dụng. Nếu lúc đầu tu luyện đệ nhị ma hồn mà bị cắn trả thì trong hai người chỉ có một có thể làm chủ. Người kia nhất định sẽ bị xóa đi thần trí, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Lúc đó nếu không phải hắn bị bức bách đến mức chủ nguyên thần thật sự không cách nào thoát thân khỏi cấm chế thì sao lại mạo hiểm để phân hồn rời đi không quay lại. Hôm nay mặc dù bản thân đã thoát khốn nhưng phân hồn cũng đã xảy ra chuyện. Tuy đối phương đã xâm chiếm ma thể, tu vi thân thể bị ma hóa lâm thời của hắn không thể sánh bằng nhưng năm đó chính hắn mới là chủ nguyên thần, khi phóng xuất phân hồn cũng đã hạ cấm chế. Mặc dù không biết đối phương phá giải được nhiều hay ít nhưng một khi nảy ra tranh đấu thì ai thắng ai thua vẫn là chuyện khó nói. Nghĩ tới đây, một cái đầu của ma hồn đột nhiên quay lại liếc nhìn tu sĩ bốn phía một cái rồi đột nhiên lạnh lùng nói hai người chúng ta ai thôn vệ ai sau này hãng nói trước tiên chúng ta phải cắn nuốt nguyên anh của đám tu sĩ xung quanh để tẩm bổ một phen đã sau đó mới tìm một nơi yên tĩnh để giải quyết vấn đề ta cũng không muốn những tên kia làm ngư ông đắc lợi ngươi không phản đối chứ đương nhiên là không cấm chế còn sót lại trong cơ thể cũng đã bị ta luyện hóa bảy tám phần dù cho ngươi không xuất thủ thì một mình ta cũng đủ để quét sạch bọn chúng cổ ma bình tĩnh nói sau đó từ hông yêu mang trong mắt đột nhiên lưu chuyển trói mắt hai con ngươi trong nháy mắt đã trở nên an tĩnh hắc hắc ngươi cũng không quá khoác lác trong số những tên kia có một ít khá khó giải quyết đó ma hồn cười lạnh một tiếng mục quang cố ý liếc mắt nhìn hàn lập ở bên kia một cái cổ ma há mồm cái lưỡi dài màu tím thỏ thụt trên mặt lại lộ ra vẻ không cho là đúng mà tất cả tu sĩ sau khi thấy ma vật hai đầu bốn tay hiện thân thì đều cả kinh. Tiếp theo lại nghe hai tên đó nói chuyện với nhau không chút e dè thì nhất thời trợn mắt. Nghe khẩu khí của hai ma vật thì bọn chúng có quan hệ chủ nguyên thần cùng đệ nhị nguyên thần. Hôm nay đệ nhị nguyên thần đạt được sự tự chủ, phản phệ, xâm chiếm thân thể. Song phương giống như nước với lửa, đám người lệnh hồ lão tổ cùng ngân phát lão giả trong lòng vui mừng, tưởng rằng song ma trước tiên sẽ tranh đấu một phen, bọn họ có thể đục nước béo cò nhưng không nghĩ tới giọng điệu của hai tên kia đột một xoay chuyển, quyết định liên thủ đối phó với tu sĩ nhân loại trước nên không khỏi khiến cho thần sắc mọi người đại biến. Ngụy đạo hiếu, phải phiền toái đạo hiếu tiếp tục trì hoãn đối thủ. Hai người lệnh hồ đạo hiếu sẽ hiệp trợ đạo hiếu một chút. Ta cùng mấy người khác trước tiên đối phó với ma hồn kia. Bây giờ chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Hàn lập tâm niệm khẽ chuyển, chấn định nhìn Ngụy vô nhai nói ta sẽ tận lực, tuy nhiên cấm chế trong cơ thể đối phương đã bị giải trừ không ít. Ta không biết có thể kiên trì được bao lâu." Ngụy Vô Nhai nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó lập tức cười khổ, hiểu rõ dụng ý trì hoãn của Hàn Lập. Bây giờ những tu sĩ khác đang trên đường kéo đến nên tự nhiên thời gian kéo dài càng lâu càng tốt. Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử hai người nghe Hàn Lập phát ra mệnh lệnh thì cũng không phản đối. Dù sao tu tiên giới lấy thực lực làm chủ, hiện tại tu vi Hàn Lập hơn xa bọn họ. Đối sách đưa ra không có chỗ nào không ổn nên hai người tự nhiên không ý kiến gì. Nhưng lúc này song ma lại không cho tu sĩ nhân loại có thời gian thương lượng. Hàn lập mới nói xong, chưa kịp bàn bạc với đám người ngân phát lão giả thì song ma đã lập tức động thủ. Thân hình cổ ma xoay tròn, ma quang trên người lóe lên, nhất thời cả bầu trời tối sầm lại. Hắc tử quang mang bành trướng, nhanh chóng khuếch trương ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt cả bầu trời phụ cận đều bị nhuốm màu sắc yêu dị. Phía trên hắn ma hồn lại không có ý trốn tránh ma quang này, ngược lại hai cái đầu lộ ra vẻ quỷ dị rồi thân hình thoáng một cái, biến mất vô tung vô ảnh. Vừa thấy tình cảnh như thế, chúng tu sĩ tự nhiên biết đại chiến đã bắt đầu, vô luận ban đầu trong lòng có tâm tư gì nhưng bây giờ bọn họ chỉ còn cách kiên trì đến cùng mà thôi. Lục quang trên người Ngụy Vô Nhai đại thịnh, tiếp theo thân hình lần nữa biến mất trong độc vụ. Mà xương mù nguyên bản yên tĩnh lại bắt đầu bành trướng, từ trong bay ra hơn 10 con bích lục độc sao do độc vụ ngưng tụ thành chúng dương nhanh múa vuốt đánh lên không trung phía trên tạm thời ngăn chặn ma quang mà không rơi xuống hạ phong lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử thấy vậy liền liếc mắt nhìn nhau một cái rồi hóa thành hai đạo hào quang bay đến bên ngụy vô nhai bạch y nữ tử thì lấy ngưng quang bảo kính ra phóng xuất một đạo ngũ sắc quang trụ thô to phá giải ma quang trước mắt để bay về phía ngụy vô nhai còn lệnh hồ lão tổ vì đã mất cổ bảo viên hoàn kia nên chỉ có thể lấy ra ngọc như ý lúc trước đã sử dụng qua để bảo vệ toàn thân sau đó tế xuất bích lục tiểu ấn hóa thành một đoàn lục hà đánh về phía ma quang thanh thế cực kỳ kinh người trong lòng bọn họ cho dù ngụy vô nhai bị thương nặng nhưng thân là đại tu sĩ uy trấn thiên nam đã mất trăm năm qua nên tự nhiên ở bên cạnh hắn rõ ràng là yên tâm hơn so với ở bên cạnh hàn lập tối thiểu phép ẩn hình rất quỷ dị của ma hồn kia hai người bọn họ cũng không có nắm chắc phá được nên không bằng dựa vào độc vụ của ngụy vô nhai che chở đối phó với cổ ma chắc an toàn hơn hai người trong nháy mắt đã bay vào trong lục vụ Ngụy Vô Nhai sớm đã mở ra thông đạo để cho hai người bình yên vô sự tiến vào. Hàn Lập không có tâm tư tiếp tục quan tâm đến hai người lệnh hồ lão tổ mà chỉ thản nhiên liếc mắt một cái về phía ba người trình sư huynh. Nhưng hắn lập tức ngẩn ra, chỉ thấy ba người bên kia không kịp đề phòng nên đã bị hắc tử sắc quang mạc do ma quang nọ biến thành bao vây vào trong. Bất quá cả ba đều là lão quái vật nguyên anh kỳ thành tinh nên tự nhiên có thủ đoạn đối địch của riêng mình.